theo truyền thuyết hầm ngục từng là một vương quốc thịnh vượng nhưng một tên pháp sư điên nào đó đã phá hủy tất cả biến nơi này thành địa ngục trần gian hiện tại một cuộc chiến dữ dội với rồng đỏ đang diễn ra trong hầm ngục này dù chiến đấu hết sức kiên cường nhưng đội chiến binh lại bị cản trở bởi cái bụng đói đến mức không còn đủ sức lực để tung ra những đòn đánh mạnh mẽ mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi họ bị lạc trong hầm ngục vì tấm bản đồ inside dẫn đến việc rơi vào bẫy và mất luôn toàn bộ lương thực dự trữ cho ba ngày trong lúc lai ốt đang buồn bã suy nghĩ về cái bụng đói thì em gái pha lin của anh lại vô tình bị hút vào miệng rồng khi cố gắng cứu anh trong tình thế nguy hiểm tột cùng pha lin kịp thời sử dụng pháp thuật để đưa cả nhóm thoát ra ngoài an toàn khi tỉnh dậy lai ốt lập tức quyết định quay lại hầm ngục để giải cứu em gái nhưng đồng đội cho biết hầu hết tài sản của nhóm đã bị bỏ lại trong đó không chỉ thế hai thành viên khác trong đội đã quyết định bỏ cuộc và gia nhập nhóm khác việc khám phá hầm ngục thật sự là một công việc tốn kém đòi hỏi phải thuê thêm đồng đội mua sắm trang bị và lương thực bây giờ họ không còn cách nào khác ngoài việc bán đi những trang bị hiện tại để mua đồ rẻ hơn, đồng thời mua thêm thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Tuy nhiên, Út biết rằng anh phải nhanh chóng quay lại hầm ngục để cứu em gái khỏi bị tiêu hóa trong bụng rồng. Nếu pha lin bị tiêu hóa, việc hồi sinh cô sẽ trở nên vô vọng. Dù sao, anh cũng chỉ từng thấy người hồi sinh khi bị xé xác, chứ chưa ai từng hồi sinh sau khi bị tiêu hóa. Dù có phải tính toán cẩn thận đến đâu, Donato vẫn đề nghị rằng cả nhóm nên ăn một bữa trước đã, vì có lẽ do đói quá mà họ mới thua trận vừa rồi nếu no nê thì việc đánh bại con rồng dễ như trở bàn tay chiêu chắc và donato vui vẻ mong đợi một bữa ăn thật ngon nhưng lai ốt không thể nào tập trung vào ăn uống anh quyết định rằng sẽ giải tán đội tự mình vào hầm ngục để không phải liên lụy đến hai người bạn của mình tuy nhiên donato và chiêu chắc vẫn quyết tâm đi cùng anh để cứu phalin nghe thấy vậy lai ốt cảm động đến rơi nước mắt thậm chí còn xác nhận lại lần nữa cho chắc ăn sau đó anh dẫn hai người bạn quay lại hầm ngục quyết tâm lấy lương thực từ chính trong hầm ngục dù sao thì trong hầm này cũng có rất nhiều ma vật ma vật ăn thịt sẽ săn ma vật ăn cỏ và ma vật ăn cỏ sẽ ăn thực vật nói cách khác nếu ma vật có thể tồn tại được thì con người cũng có thể ăn chúng để sống sót lai ốt dùng đủ mọi cách để thuyết phục hai người rằng chắc chắn sẽ có nhiều món ngon trong đó nhưng donato chỉ nghĩ đến những con ma vật xấu xí kinh tởm và không thể chấp nhận nổi một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra rồi đột nhiên một đội khác bị ma vật rượt đuổi la hét tán loạn chạy ra ngoài donato nhanh tay gõ vào đầu một cây nấm bẻ một cái làm nó gục ngã có vẻ như đội kia là lính mới nên mới không xử lý nổi một con ma vật nhỏ bé thế này. Lai ốt nhanh chóng nắm lấy cây nấm, định dùng làm bữa trưa, nhưng Donato phản đối kịch liệt, nằm ăn vạ tại chỗ, khóc bù lu bù loa vì không muốn ăn nấm độc. Trong lúc đó, Lai ốt lại lôi từ đâu ra một cuốn sách ẩm thực về ma vật dành cho người mới bắt đầu. Một cây nấm thôi thì quá đơn giản, thế là anh quyết định đi bắt bọ cạp, hăng hái như thể đang đi bắt tôm hùm. Chưa chắc thấy vậy liền hiểu ngay mình đã bị dính bẫy, và cậu vạch trần kế hoạch của lai rằng anh đã nung nấu ý định ăn thịt ma vật từ lâu bị bắt tại trận lai ốt ngượng ngùng thừa nhận rằng mục tiêu thực sự của anh là cứu em gái nhanh chóng hơn hành trình bắt ma vật để ăn này chắc chắn sẽ trở thành một câu chuyện nổi tiếng nhưng chiêu chắc chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra múc nước chuẩn bị nấu ăn trước hết phải nấu theo cách thông thường lục chín tất cả để đảm bảo an toàn trong khi đang tỉ mỉ xẻ cây nấm thành từng mảnh lai ốt chợt phát hiện ra điểm yếu của nó và liền cắt nhỏ từng phần cho vào nồi cùng với con bọ cạp nguyên con mà anh đã bắt được tự mình nấu thì tự mình phải ăn nhưng sau khi thử miếng lẩu tự tay chế biến lai ốt lập tức nôn ọe không ngừng đúng lúc đó một ông lùn xuất hiện thấy cách chế biến lẩu bọ cạp của họ còn nhiều thiếu sót liền không kìm lòng nổi quyết định chủ tài nấu nướng đầy điêu luyện như một đầu bếp nhà hàng năm sao ông không chỉ thêm gia vị mà còn bổ sung các nguyên liệu khác vào nồi lẩu làm cho donato vừa sợ hãi vừa kinh ngạc một tên điên như lai ốt đã đủ rồi giờ còn thêm một tên đầu bếp lùn kỳ quặc nữa làm sao cô chịu nổi donato la hét vang trời không may thu hút sự chú ý của một con sờ lam và nó nhanh chóng tấn công bao trùm cả khuôn mặt khiến cô không thể thở nổi thấy vậy ông lùn không chút do dự rút dao ra da và dễ dàng cắt mỏng con sờ lam như thể đó chỉ là một món đồ chơi ông giải thích rằng chỉ cần hiểu rõ cấu trúc của chúng thì việc kết liễu những sinh vật này rất đơn giản thậm chí còn hướng dẫn cách phơi khô sờ lam để giữ chữ làm lương thực ông tiết lộ rằng mình đã nghiên cứu việc ăn thịt ma vật trong hầm ngục suốt hơn 15 năm và giờ gặp được những người cùng chung chí hướng thì thật sự không gì vui hơn nhờ ông mà nồi lẩu bọ cạp bỗng chốc trở thành một món ăn thơm ngon khiến ai nấy đều muốn thử ngay mỗi người trong nhóm nhận được một phần lẩu thơm lừng khiến họ mê mẩn không thôi donato cũng tò mò không kém nuốt nước miếng liên tục cuối cùng cô quyết định xin một phần để ăn thử mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi kết quả là món lẩu ngon đến mức khiến donato không thể ngừng ăn và cô thầm cảm ơn sự mặt dày của mình trong tình huống này ông lùn giới thiệu mình tên là sensi biết rõ nhóm của laiot đang trong nhiệm vụ giải cứu đồng đội bị rồng đỏ ăn thịt Ông cho biết rồng đỏ thường dành phần lớn thời gian để ngủ. Chúng tiêu hóa chậm hơn nhiều so với các loài ma vật khác và ông rất muốn tham gia vào hành trình này cùng nhóm của Lyot. Ông thừa nhận rằng đã mơ ước được làm thịt từ con rồng đỏ này suốt nhiều năm nay. Thế là tổ đội của Lyot chính thức có thêm một thành viên và việc có một đầu bếp thông thái như Sen đi cùng là điều mà ai cũng vui mừng. Sau một chặng đường dài, cả nhóm đến được tầng hầm thứ hai và quyết định tìm chỗ cắm trại nghỉ ngơi. Nhưng trong hầm ngục này không có chuyện gì ngoài việc phải đi săn ma vật để tiếp tục chế biến món ăn là người phụ nữ duy nhất trong nhóm donato được laiot ưu tiên hỏi muốn ăn món gì cô đáp rằng mình ăn gì cũng được nhưng thực chất là món nào cô cũng chê sensi nghe vậy liền nói rằng mùa này có nhiều loại trái cây nhưng loại trái cây trong hầm mục này có hơi đặc biệt toàn là trái của loài ăn thịt laiot ngay lập tức phản biện vì có một số loài chỉ biến con mồi thành phân bón chứ không ăn thịt cuộc tranh luận không hồi kết và rồi nhóm bắt đầu đi hái trái donato định dùng phép thuật để quét sạch lũ cây ăn thịt nhưng ông sensi đã ngăn lại khiến cô giật mình chưa hiểu nguyên do là gì thì cô đã bị một cái cây ăn thịt lôi ngược lên. Ông Sensi bảo rằng mỗi người nên hái vừa đủ để ăn và phải biết bảo tồn thiên nhiên, nhưng Donato không ngờ rằng cô lại rước họa vào thân khi một xác người rơi ra từ một cây khác gần đó, khiến cô sợ hãi tột độ. Laios sau một hồi giảng giải lý thuyết cuối cùng cũng chịu chặt đứt cây để cứu Donato, làm cô đau đớn ngã xuống đất. Anh châm biếm rằng có lẽ cô nên từ bỏ ước mơ làm giảng viên sinh học đi. Sau khi hái trái cây, nhóm thổi lửa, họ đã chế biến ra một món ăn nhìn như pizza. Donato do dự một lúc rồi cũng dám ăn thử và kết quả là ngon tuyệt. Lai ốt thấy Donato vui vẻ ăn thì cũng cảm động đến rơi nước mắt. Cả nhóm sau đó dọn dẹp, tiện tay treo cái xác người lên cao để không cản đường. Kết quả là Donato gặp ác mộng suốt cả đêm. Sáng sớm khi thức dậy, Donato đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, nhìn thấy đội khác đang ăn thịt nướng thì cô không khỏi thèm thuồng. Ông Sensi nhìn cảnh đó, cho rằng ăn uống như vậy là thiếu chất, dễ bị suy dinh dưỡng. Thấy Donato thèm thuồng, ông đoán có lẽ cô đang thiếu chất béo. Vậy nên, hôm nay họ quyết định đi săn một loài ma vật giàu chất béo. Cả nhóm đồng ý sẽ nhắm đến loài gà lai rắn, một loại ma vật mà Donato ghét nhất. Donato gần như khóc không ra nước mắt khi nghĩ đến việc ăn thịt loài này. Nhưng lai ốt thì ngược lại, anh đã muốn thưởng thức hương vị của loài này từ lâu. Cả nhóm tiến tới tổ của loài Basi, nhặt được vài quả trứng thì con mẹ Basi quay về. Tất cả đồng đội nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, chỉ còn Donato đứng đó, mắt dõi theo con Basi tấn công đội khác trước, rồi chờ đợi đến lượt mình trên tay cô vẫn còn cầm quả trứng nóng hổi như trêu ngươi con ba si donato lại rơi vào kiếp nạn khi bị con ba si rượt đuổi vòng quanh còn đồng đội thì chỉ biết trốn trong lùm cây mà không ra cứu thậm chí còn ngồi đó mà phán xét vài phút sau lai ốt xuất hiện lao tới múa may tay chân như muốn khẻ con gà rắn trước mặt hai bên chẳng ai chịu thua cứ thi nhau gào thét ầm ĩ lúc này ông sensi cũng bước ra tiếp cận từ phía đối diện cả hai phối hợp nhuần nhuyễn ông sensi chém đứt đầu gà còn lai ốt xử lý đuôi rắn bên đội kia thì không may mắn như vậy họ bị trúng độc rắn và gần như chạm ngưỡng tử thần ông sensi có thuốc giải nhưng thay vì đưa ngay để cứu mạng ông lại muốn dùng nó để nấu ăn ông cho rằng nếu nấu lên thì thuốc giải sẽ trở nên thơm ngon hơn thế là chàng trai kia phải đợi vừa chữa bệnh vừa có thêm bữa ăn ngon thì còn gì bằng ngay lập tức cả nhóm bắt tay vào vặt lông gà chuẩn bị món ăn với kỹ năng của ông sensi con gà nhanh chóng biến thành món gà quay vàng ươm đầu tiên họ nhanh chóng đút cho chàng trai bị trúng độc ăn để thuốc giải bắt đầu phát huy tác dụng Donato cũng sử dụng thần chú chữa lành để giúp cậu ta hồi phục nhanh hơn, nhưng mắt cô không rời khỏi cái đùi gà ngon lành trước mặt. Không kiềm chế được, cô bèn xé một miếng để thưởng thức trước rồi tính tiếp. Hương vị tuyệt hảo không thể diễn tả, thịt gà mềm mại, thơm ngon y hệt như gà thường. Với hai thành viên mới của nhóm, đây là lần đầu tiên được ăn uống tương tất thế này sau 3 tháng lặn lội trong hầm ngục. Trước khi chia tay để mỗi bên trở về đội của mình, ông Sensi còn kịp truyền cho họ vài bí quyết bỏ túi về cách chế biến ma vật. Sau đó, cả hai bên đường ai nấy đi, nhưng cái khó vẫn còn ở phía trước nếu việc xuống hang ổ bắt gà là dễ dàng thì leo lên lại là cả một thử thách donato cố gắng leo lên nhưng lại bị té ngã làm mọi người lo lắng rằng cô có thể bị thương và trở thành gánh nặng cho cả nhóm cuối cùng họ quyết định tìm một lối đi khác an toàn hơn donato buồn bã ngồi thu mình ở một góc cảm thấy thất vọng vì không thể đóng góp được gì cho nhóm cô thật sự muốn chứng tỏ khả năng của mình nhưng dường như không ai cho cô cơ hội trong khi đó cả nhóm vẫn tiếp tục chuẩn bị cho bữa ăn tiếp theo chỉ còn lại thịt và trứng họ cần thêm rau củ quả để hoàn thiện bữa ăn. May mắn thay, ông si thông thái biết rằng gần đó có khoai ma, một loại củ rất hiếm và ngon. Nghe vậy, Donato sáng mắt lên, sung phong nhận nhiệm vụ thu hoạch khoai ma, quyết tâm chứng tỏ mình không vô dụng. Khoai ma nổi tiếng là khó thu hoạch vì chúng sẽ gào thét khi bị kéo lên khỏi mặt đất. Donato cẩn thận mở sách hướng dẫn ra đọc và biết rằng để thu hoạch khoai ma, họ cần một sợi dây và một con chó được huấn luyện. Buộc khoai ma vào vòng cổ con chó, rồi gọi nó lại, con chó sẽ kéo khoai ma lên thay chủ nhân, tuy nhiên vấn đề là họ không có chó lai ốt gợi ý sử dụng một sợi dây dài để thay thế nhưng donato không chịu cô chấp muốn làm theo sách giáo khoa nhưng trước khi cô kịp thực hiện ông sensi đã thản nhiên dùng tay không nhổ khoai ma lên một cách dễ dàng không có tiếng hét nào từ khoai ma mà tiếng hét chói tay phát ra từ donato ông sensi chỉ cười bảo rằng ông đã làm thế này cả trăm lần rồi và nó chẳng sao cả donato thì cứ thích phức tạp hóa vấn đề làm theo sách mà chưa bao giờ thử thực tế ốt và Chiêu chắc quyết định sẽ làm theo cách của Sensi. Dù sao họ cũng đâu có chó để sử dụng. Donato không từ bỏ dễ dàng như vậy. Quyết tâm dâng trào, cô lao tới hang ổ của rơi, định dùng rơi thay thế cho chó. Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Donato phóng lửa phá tổ rơi thành công và quả thật đã nhổ được khoai mà. Nhưng thay vì chỉ kéo khoai lên, lũ rơi giận dữ bay ra tấn công cô khiến cả tổ rung chuyển. Donato bị rơi đuổi đánh, còn ba người kia chỉ biết đứng từ xa nhìn mà không dám lại gần. Cuối cùng, Donato vẫn sống sót nhưng có phần hoảng loạn khi cả nhóm chạy lại hỏi han donato thú nhận rằng cô chỉ muốn chứng tỏ mình không phải là gánh nặng cho nhóm nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như mong đợi lai ốt nhẹ nhàng nhắc nhở cả nhóm rằng họ nên tin tưởng vào sức mạnh phép thuật của donato càng tiến sâu vào hầm ngục ma vật càng trở nên đáng sợ hơn vì vậy họ không muốn donato hao phí sức lực vào lúc này mà hãy dựa vào sự bảo vệ của họ Chiêu chắc ngại ngùng bảo rằng chỉ cần donato có mặt ở đây đã là sự giúp đỡ lớn rồi donato sau khi bình tĩnh lại bật cười và nói với chiêu chắc rằng cậu nên đổi câu khác nghe chân thành hơn một chút tình thế căng thẳng suýt dẫn đến xung đột nhỏ nhưng nhờ sự hóm hỉnh của donato mà không khí lại trở nên thoải mái nhân tiện nhờ donato mà ông sensi có thêm con rơi làm nguyên liệu cho bữa ăn ông quyết định làm món trứng ba si trông thì giống gà đuôi rắn nhưng thực chất là sự kết hợp kỳ lạ giữa gà và rắn món trứng rắn nhân khoai của ông sensi ra lò đặc biệt là phần có khoai ma của donato ngon hơn hẳn sự kết hợp hoàn hảo này giúp ông Sensi khám phá ra một điều mới mẻ trong nghệ thuật nấu ăn của mình. Ông hào phóng thưởng cho Donato vài cái đầu khoai ma đang hú hét, khiến cô nàng sợ xanh mặt. Khi vào thành chiêu chắc là chuyên gia phát hiện bẫy và phá khóa nên đã đi trước để dẫn đường, nhắc nhở mọi người không được tự ý hành động. Cậu bận rộn dò tìm bẫy và tìm chỗ an toàn cho nhóm di chuyển, nhưng chân của ông Sensi lại quá to và vô tình đạp trúng bẫy, làm chiêu chắc giận tím mặt. Với tình thế liên quan đến mạng sống như vậy, ông Sensi thật sự khiến chiêu chắc lo lắng vì sự cầu thả của mình không chịu nổi nữa chiêu chắc thậm chí còn cầu xin ông sensi hãy nhấc chân về vị trí cũ để tắt cái bẫy lửa trước khi cả nhóm gặp nguy hiểm ông sensi với tư duy độc đáo của mình ngay lập tức nghĩ đến việc sử dụng dầu từ bẫy lửa để trên đồ ăn ông hỏi chiêu chắc về vị trí bẫy dầu nhưng chiêu chắc dù biết dầu có thể hữu ích cho món ăn vẫn khăng khăng yêu cầu ông sensi không can thiệp vào công việc phá bẫy của mình ông sensi sau khi hiểu rõ tình huống đồng ý với điều kiện rằng cậu phải tuân theo chỉ dẫn của ông mỗi khi tiếp cận bẫy dầu tuy nhiên Chiêu chắc vẫn không tránh khỏi lo lắng khi ông Sensi chuẩn bị sẵn nồi hứng dầu và bảo cậu kéo chốt để xả dầu vào nồi. Dầu đang sôi sùng sục, khiến chiêu chắc căng thẳng cực độ, nhưng rồi cậu cũng làm liều, kéo chốt khiến dầu bắn tung tóe, làm lai ốt phải nhảy dựng lên vì một giọt dầu nóng bắn trúng người. Không chút do dự, ông Sensi nhúng tay thẳng vào nồi dầu, nhận ra đó là dầu ô liu đang ở nhiệt độ lý tưởng 180 độ, rất thích hợp để chiên. Ông giao con rơi cho chiêu chắc đem đến bẫy dao để thái thịt và nhắc cậu rằng việc nấu ăn là của ông, còn việc chơi đùa trên bẫy là của cậu chưa chắc dù chẳng ưa gì cách làm việc của ông Sensi, vẫn câm nín làm theo, ngồi giữa đám bẫy trên bánh mà xử lý con rơi. Kết quả là món bánh rơi vào khoai ma ra lò, mùi vị của nó thơm ngon khó cưỡng, một bữa ăn trên giữa hầm ngục quả thật hiếm có. Chưa chắc thầm nghĩ nếu không có mình phát hiện bẫy, chắc cả nhóm sẽ chẳng bao giờ được ăn món này. Ông Sensi không quên khen ngợi khả năng của Chiêu Chắc và suy nghĩ đến lúc phải chia tay, ông cảm thấy tiếc nuối vì có lẽ sẽ không còn cơ hội quay lại hầm ngục nữa. Thấy vậy, Chiêu Chắc chủ động đề nghị rằng nếu có dịp, cậu sẽ quay lại để dạy ông vài chiêu phát hiện bẫy. Sau bữa ăn, cả nhóm tiếp tục đi qua một đường hầm khác, tiến vào một căn phòng mới. Lai ốt bỗng nhận ra mình vừa đánh rơi một phụ kiện trên thanh kiếm. Dù phụ kiện đó không quan trọng, nhưng nó mang ý nghĩa đặc biệt vì đó là món đồ mà cậu đã mang theo từ lần thám hiểm trước cùng em gái. Chính tại nơi này, họ đã chạm trán với giáp sống và cũng là lần đầu tiên Lai ốt suýt mất mạng. Kể từ đó, cứ mỗi lần thấy áo giáp, anh lại bị ám ảnh và run sợ. Giờ đây, anh lại muốn thử xem vị của giáp sống ra sao nhưng mọi người trong nhóm đều khẳng định rằng giáp thì không thể ăn được vì chúng được điều khiển bởi phép thuật chứ không phải sinh vật sống lai ốt hơi thất vọng nhưng vẫn quyết định cùng nhóm băng qua đống giáp để tiến tới cánh cửa phía trước thế nhưng bọn giáp sống đã chặn hết lối ra buộc cả nhóm phải tạm thời rút lui và bàn bạc lại chiến lược lai ốt cảm thấy có điều gì đó khác thường vì những giáp sống này không chỉ đơn thuần tấn công bất cứ ai đến gần mà dường như chúng đang bảo vệ thứ gì đó quan trọng ở phía trước donato bắt đầu suy đoán rằng kẻ điều khiển những bộ giáp sống có thể đang ẩn nấp đâu đó gần đây vì dù gì họ cũng phải vượt qua được bọn giáp sống này để tiến lên. Lai ốt liền đề xuất một kế hoạch táo bạo, ba người còn lại sẽ làm mồi nhử để đánh lạc hướng, còn anh sẽ len lỏi qua cánh cửa để khám phá bí mật bên trong. Và đương nhiên, người đảm nhận vai trò đó không ai khác ngoài Lai ốt. Ba người còn lại đồng lòng để Lai ốt thực hiện kế hoạch. Khi họ tấn công bọn giáp sống, Lai ốt nhanh chóng lẻn vào cánh cửa mà không gặp trở ngại gì. Bên trong căn phòng bí mật, không có ai cả, chỉ có một bộ giáp sống khác trông cao cấp hơn nhiều, nhìn sơ qua cũng biết nó mạnh mẽ hơn hẳn so với những bộ giáp bên ngoài lai ốt biết mình phải tự lực cánh sinh để giải quyết tình huống này ngay khi anh vừa bước vào bộ giáp sống đã tấn công dữ dội đá anh văng mạnh vào tường và còn chém gãy cả thanh kiếm của anh tức giận vì bị đánh bại một cách dễ dàng lai ốt nhặt một viên đá ném về phía bộ giáp sống ngay lập tức anh phát hiện ra bộ giáp sống này đang bảo vệ một thứ gì đó trên tấm khiên của nó nhìn kỹ lai ốt nhận ra đó là trứng của một loài sinh vật nào đó suy nghĩ của anh thay đổi hoàn toàn khi nhận ra rằng những bộ giáp sống không phải là do phép thuật điều khiển mà chúng thực chất là những sinh vật sống chỉ đang cố gắng bảo vệ chứng của mình khám phá này khiến lai ốt vô cùng phấn khích anh nhận ra rằng những sinh vật này có thể ăn được trong khi đó ba người bên ngoài vẫn đang mệt mỏi chiến đấu với bọn giáp sống chúng liên tục hồi sinh ngay khi bị hạ gục donato hét lớn thúc giục lai ốt tìm cách nhanh chóng lai ốt biết mình phải hành động ngay anh quan sát kỹ lưỡng bộ giáp và với suy nghĩ nhạy bén của mình anh nhận định rằng nếu đây là sinh vật sống thì phải có cách kết liễu được chúng. Lai ốt quyết định đánh lạc hướng bộ giáp, sau đó nhanh tay giật đầu của nó ra và phát hiện rằng bên trong không có gì ngoài một sinh vật thân mềm nhỏ bé. Anh nhận ra rằng đây thực chất là một quần thể nhiều sinh vật phối hợp với nhau để điều khiển bộ giáp. Lai ốt nhanh chóng trả lại cái đầu cho bộ giáp, nhưng khi nó chưa kịp nhận thức, anh đã phanh thay bộ giáp, chém vào các khớp để loại bỏ các sinh vật bên trong. Nhớ lại đồng đội của mình ở ngoài, Lai ốt vội mượn tấm khiên của bộ giáp và quăng ra ngoài để thu hút những bộ giáp sống khác. Ba người nhanh chân chạy vào căn phòng, rồi họ cùng lai ốt giải thích về bản chất thật sự của những bộ giáp sống này hóa ra họ đã vô tình đối đầu với chúng trong mùa sinh sản những bộ giáp mà họ tưởng là do phép thuật điều khiển thực chất là sinh vật sống nở ra từ trứng phát hiện này quả thực là một phát kiến vĩ đại lai ốt không khỏi nghĩ đến việc ghi danh vào sách sử nếu anh công bố điều này với sự tò mò không giấu được lai ốt mang cái đầu của sinh vật đến hỏi sensi xem liệu phần thịt bên trong có thể ăn được không vì trông nó khá bổ dưỡng donato nghe thấy vậy thì không khỏi giật mình lại thêm một phen hốt hoảng nhưng cũng thẩm thán phục vì những món ăn kỳ quái này dường như lại làm da dày cô trở nên mịn màng hơn dù vậy đây là lần đầu tiên ông Senji sử dụng nguyên liệu này nên cũng không dám tự tin lắm tuy nhiên nhìn qua cơ chế của sinh vật này ông nhận thấy nó khá giống với sò sơ chế rồi nấu thành món súp tiếp theo là món xào với thảo mộc và món sò nướng kinh điển ba món ăn thơm ngon lạ lùng được bày ra trước mắt ai cũng nhường lai ốt thử trước bởi anh đã mơ ước được ăn giáp sống từ lâu giờ là cơ hội của anh lai ốt không do dự cho ngay món nướng vào miệng và cảm thán rằng vị ngon thật khó tả ông sen xin nếm thử thấy cũng ngon và thầm nghĩ rằng lần sau mình sẽ chế biến món này ngon hơn nữa chưa chắc thử món xào với thảo mộc vì cảm thấy nó an toàn hơn với những món khác rồi nhận xét rằng món này cũng rất ổn donato thì đảm nhiệm món súp khi nếm thử cô cảm nhận được vị ngọt thanh của nấm lai ốt cuối cùng đã thỏa mãn được đam mê ăn giáp sống của mình nụ cười hớn hở không thể che giấu trên khuôn mặt anh còn suy đoán rằng những bộ giáp sống này vẫn còn nhỏ đang trong quá trình trưởng thành anh thậm chí còn tưởng tượng rằng những bộ giáp mà anh từng sợ hãi mấy năm trước có thể đang giao phối dù sao thì những sinh vật mà lai ốt từng khiếp sợ hóa ra lại vừa ngon lành vừa yếu ớt như vậy kiếm đã gãy nhưng lai ốt đã lấy một thanh kiếm mới từ một bộ giáp khác sinh vật bên trong vẫn còn ló ra nhìn anh như chào đón thành viên mới của nhóm vậy cả ba người tiếp tục cuộc hành trình tiến đến tầng 3 của hầm ngục tại đây họ phát hiện ra một lâu đài vàng rực rỡ đầy đủ các loại người và ma vật trong đó có những con golem hình người được tạo ra từ bùn nghe qua đã biết rằng những sinh vật này chắc chắn không ăn được. Ông Si dẫn cả nhóm đến căn cứ bí mật của mình, soạn dụng cụ và yêu cầu mọi người bắt tay vào thu hoạch nông trại. Golem tuy không ăn được nhưng lại rất hữu ích trong việc làm vườn. Chúng có khả năng giết côn trùng có hại, đuổi trộm rau củ và thậm chí còn kiểm soát được độ ẩm trong vườn. Chỉ cần gieo hạt giống, mọi việc còn lại chúng sẽ tự lo. Ông Si dẫn cả nhóm đến căn cứ Golem, nhanh nhẹn leo lên đỉnh đầu chúng, cho chúng một cú đánh chí mạng. Tay chân ông thoăn thoắt xử lý đám Golem, để lộ ra một khu vườn đầy đủ các loại rau củ, mùa màng bội thu. Cuối cùng, Donato cũng đã được ăn đồ ăn bình thường. Cả nhóm nhanh chóng gieo hạt giống mới cho mùa kế tiếp, chăm sóc lại lũ golem một cách chu đáo rồi cùng nhau vào bếp chuẩn bị một bữa ăn từ rau củ tươi ngon. Sau khi ăn uống no nê, mọi người dọn dẹp và sẵn sàng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo. Ông Sensi vừa ăn xong đã lập tức bắt tay vào công việc, đó là đi gom phân và nước tiểu để làm phân bón. Sự siêng năng của ông thật đáng ngưỡng mộ. Ông luôn tâm niệm rằng muốn ăn ngon thì phải chịu khó làm việc không có gì là dễ dàng cả. Lai ốt nhìn Sensi không khỏi thắc mắc tại sao ông lại chọn gắn bó với cuộc sống khắc nghiệt trong hầm ngục mà không lên đất liền sống cho thoải mái. Ông Sensi chỉ cười, giải thích rằng cuộc sống này không chỉ là tồn tại, mà còn là sự đền đáp. Không phải tự nhiên nhà vệ sinh ở đây được đô an tô khen sạch sẽ đẹp sẽ. Ông đã chăm lo nhà vệ sinh trong hầm ngục, loại bỏ những thây ma rơi xuống bồn cầu, rồi còn hỗ trợ những golem trong việc duy trì trật tự. Trước đây, hầm ngục có tới 10 con golem nhưng giờ chỉ còn lại ba. Nếu không có chúng, những ma vật yếu hơn sẽ leo lên tranh giành địa bàn và hầm ngục sẽ trở nên hỗn loạn sau khi thu gom xong ông sen mang số rau củ còn lại đi trao đổi với những thương nhân ở tầng dưới nếu không chúng chỉ có thể bị vứt bỏ cả nhóm cùng ông gõ cửa một cửa hàng nơi tập trung những người buôn bán trong hầm ngục khi lão chủ quán biết họ muốn trao đổi rau củ lão liền xua đuổi và buông lời cay đắng cho rằng chẳng ai thèm ăn mấy thứ kinh tởm này lão chỉ cần tiền xu không cần mấy thứ này thế nhưng không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy một đám quái ót bất ngờ xông vào kết liễu những người có vũ khí tên cầm đầu suýt chút nữa đã chém vào đầu donato nhưng may mắn thay hắn nhận ra ông sensi và nhanh chóng dừng lại hóa ra chúng chính là những khách hàng của ông ở tầng dưới con ót kể rằng rồng đỏ dạo gần đây xuất hiện ở khu vực chúng sinh sống khiến những kẻ không có khả năng chiến đấu phải lánh nạn lên tầng này lai ốt tò mò muốn hỏi nơi gặp rồng đỏ nhưng con ót lại giữ bí mật không dễ dàng tiết lộ sau khi cướp bóc xong lũ ót còn lấy luôn số rau củ của ông sensi bây giờ cả nhóm nghèo rớt mồng tơi chẳng còn gì để trao đổi cảm giác thật sự hổ thẹn trong khi đó ông sensi đành chấp nhận tình thế như đổi lại lũ ót phải dẫn cả nhóm đến nơi ở của chúng thế là cả nhóm bị tước vũ khí và áp giải về hang ổ của lũ ót ba người kia cứ tưởng ông sensi đã có kế hoạch gì lớn lao ai ngờ ông sensi chỉ đơn giản muốn đến bếp của lũ ót để làm bánh mì khi đến nơi cả nhóm bị nhốt vào một chuồng gà nhưng không để mất tinh thần ông sensi liền la lớn đòi bằng được hũ men và bột mì để bắt đầu làm bánh một nhóc con của tên cầm đầu tò mò đến hỏi nhóm lai ốt đang làm gì ông cha ốt thô lỗ kể với nhóc con rằng từ xa xưa những kẻ như donato và nhóm lai ốt đã kết liễu đồng loại của ốt và chiếm đất đai khiến chúng phải sống lang thang cho đến khi tìm thấy lòng đất này để ổn định cuộc sống mặc kệ những lời cáo buộc của tên ốt ông sensi vẫn miệt mài chỉ đạo mọi người nhào bột mì donato nghe những lời đó mà không nhịn được liền phản bác rằng tộc ốt cũng chẳng kém gì họ cũng từng đi tàn sát các tộc khác để tranh giành đất đai hai bên cứ thế cãi nhau trí chóe nhưng tay vẫn nhào bánh mì một cách thành thục, đến khi chờ bột mì lên men, cả hai tạm dừng để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hiệp hai. Tên Ot quay sang hỏi Lai Ot rằng anh sẽ làm gì nếu có được cả một vương quốc, rồi mắng chửi rằng tất cả những kẻ thám hiểm đều tham lam như nhau và bất cứ ai đến từ mặt đất đều phải bị tiêu diệt. Donato không chịu nổi nữa, nhảy vào tranh luận tiếp, không để Lai Ot phải đối đầu một mình. Khi bánh mì được làm xong, tên Ot lại giở trò cướp bóc, không cho nhóm Lai Ot ăn. Hắn tuyên bố rằng họ đã làm bánh mì nhưng việc xử lý chỗ bánh là của lũ ót ngay cả đứa con của tên cầm đầu cũng thấy vô lý nó liền hỏi cha mình tại sao mọi người cùng nhau làm mà không được ăn donato nhanh chóng tận dụng cơ hội nói với thằng nhóc rằng một bữa ăn chỉ có bánh mì không thì không đủ cần phải có thêm món chính như thịt và rau sensi liền tiếp lời nhắc nhở rằng cha nhóc đã hứa cho họ chỗ ở qua đêm để đổi lấy rau củ cha nhóc với lòng tự trọng bị thách thức đành phải giữ lời hứa không thể lật lọng trước mặt con trai mình tên ót không còn lựa chọn nào khác đành ra lệnh cho đàn em đi nấu thêm thức ăn cho cả nhóm đến giờ ăn cả nhóm quây quần bên nhau tạm gác lại những ân oán cùng nhau thưởng thức bữa ăn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trong lúc mọi người đang nhâm nhi từng miếng bánh mì lai ốt chia sẻ với tên ót về lý do anh mạo hiểm đi sâu vào hầm ngục anh kể rằng em gái của anh đã bị rồng đỏ ăn thịt và anh đang trên hành trình tìm cách tiêu diệt con rồng để cứu em gái mình lai ốt cam kết với tộc ót rằng nếu họ chỉ cho anh nơi ẩn náu của rồng đỏ anh sẽ đảm bảo tiêu diệt nó mà không để ảnh hưởng đến nơi ở của tộc ót nhìn vào gương mặt sáng láng đẹp trai và đầy quyết tâm của lai tên ót không khỏi cảm thấy tin tưởng liền ra lệnh cho người mang bản đồ ra và chỉ rõ nơi con rồng xuất hiện thậm chí giao luôn cả bản đồ cho anh sau khi ăn uống no nê cả nhóm tiếp tục hành trình lòng tràn đầy hy vọng trong khi đó một nhóm thám hiểm khác tưởng rằng đã vớ được kho báu trong hầm ngục nhưng kết cục lại là thảm bại tất cả đều trở thành một với đất mẹ chưa rõ nguyên nhân cụ thể là gì nhưng có lẽ những thành viên trong nhóm đã đấu đá lẫn nhau vì tranh giành tài sản khi nhóm của lai ốt đến nơi họ chỉ thấy tiền vàng văng vãi khắp nơi với tính tò mò chưa chắc định nhặt lên một đồng xu để xem xét, nhưng thanh kiếm của Lai Ốt bỗng có phản ứng dữ dội khiến anh giật mình. Lai Ốt rút kiếm ra và chỉ thẳng vào đồng xu, ngay lập tức đám đồng xu bỗng mọc cánh và bay tứ tung khắp nơi. Donato đang mải mê ngắm nghía chiếc vòng cổ ngọc trai, cũng không thoát khỏi sự kinh hoàng khi thấy nó mọc thêm chân, khiến cô sợ hãi đến mức bộc phát phép thuật một cách không kiểm soát, làm cho mọi thứ xung quanh quay cuồng trong cơn hỗn loạn. Hóa ra tất cả những thứ kho báu này đều là những con bọ kho báu nguy hiểm, chắc hẳn chúng đã kết liễu những người thám hiểm trước đó nhận ra đây là những sinh vật có thể ăn được ông sensi lập tức say mê phân loại kho báu tách riêng những con bọ có thể ăn ông hào hứng nghĩ rằng bọ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời và tưởng tượng ra những món ăn ngon miệng từ chúng như ngọc trai nướng vương miệng hầm toàn là những món ăn vặt dành cho quý tộc đặc biệt những con bọ chết trông giống như đồ giả nhưng chỉ cần cắn vào một miếng là dính trưởng ngay lai ốt nhớ lại phản ứng của thanh kiếm khi gặp bọ đồng xu và anh bắt đầu suy nghĩ liệu có phải thanh kiếm và bọn bọ này có mối liên quan gì không anh thử lén lút xem xét lại rồi ảo tưởng rằng thanh kiếm này có thể giúp mình đánh bại mọi kẻ thù trong cơn tự mãn lai ốt âu yếm thanh kiếm và quyết định đặt cho nó một cái tên thân mật chiêu chắc trong lúc thu dọn những thứ không ăn được donato thắc mắc rằng nếu chúng không ăn được có phải chúng có mùi vị kinh khủng hoặc độc hại không ông sensi ngạc nhiên nói với cô rằng vàng bạc đá quý làm sao ăn được nhưng đúng lúc đó túi vàng bị chiêu chắc vô tình vứt xuống một hố sâu không thấy đáy cả hai thanh niên vừa vứt vàng liền hét toáng lên chúng ta vừa vứt vàng đi đấy cảm giác của cả hai bất lực tràn ngập thà không biết còn hơn cả nhóm tiếp tục hành trình trong khi lai ốt vẫn đang nhai dở miếng bánh kẹp châu báu bất chợt cả đám cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng dấu hiệu của sự xuất hiện của những hồn ma chắc hẳn những cái xác đã thu hút chúng chiêu chắc nhắc nhở rằng nếu có pha ở đây cô ấy sẽ dùng phép thuật để bảo vệ họ nhưng rất tiếc pha không còn ở đây nữa ngay lúc đó một con ma xuất hiện lẽo đẽo theo sau họ cả nhóm liền tăng tốc độ bước chân lai ốt trong lúc hốt hoảng vô tình đánh rơi miếng bánh kẹp và quay lại nhặt nhưng không may anh bị con ma nắm lấy tay anh sợ hãi hét lớn donato nhanh chóng quay lại để giải cứu anh nhưng sự cố này đã khiến đám ma kéo đến nhanh hơn lai ốt trong cơn hoảng loạn kêu donato dùng phép thuật như cách falin từng làm nhưng donato nhanh chóng giải thích rằng cô không thể làm như falin cô ấy rất giỏi đối phó với ma có thể làm phép để bảo vệ họ mà không gây hại cho hồn ma vì cô ấy không muốn giày vò chúng donato chia sẻ với ông sensi về sự nhân hậu của falin cô gái tuyệt vời luôn đối xử dịu dàng với mọi hồn ma ngay cả khi họ đang điều khiển xác của người khác. Falin đã ôm chúng vào lòng và phá giải một cách nhẹ nhàng, không hề gây đau đớn. Nhưng giờ đây, Falin đang ở trong bụng rồng và họ chỉ nhớ đến cô khi gặp nạn. Donato hứa với lòng rằng nếu họ bị ma bắt, cô sẽ cố gắng làm giống Falin, ôm lấy chúng và làm chúng nổ tung nếu cần. Nhưng việc chạy trốn ma quái không hề dễ dàng. Ông Sensi tìm kiếm một chỗ an toàn để điều chế bùa xua đuổi tà ma. Đầu tiên, ông dùng lửa đốt nến để xua tan bóng tối vì lửa là một thứ linh thiêng. Tiếp theo, ông sử dụng bọ vàng biểu tượng của mặt trời cùng với rượu thứ thường được dâng lên thần linh sau đó ông thêm muối để xua đuổi tà ma rồi khuấy đều với các gia vị khác cả nhóm chờ đợi trong lo lắng khi những hồn ma đang dần bao vây nhưng ông sensi không phụ lòng mong đợi trong khoảnh khắc nguy cấp ông như một đấng cứu thế cầm lọ thuốc xua đuổi tà ma và quét sạch đám ma quái những hồn ma khi tiếp xúc với lọ nước thánh đều bị phân tán nhìn cảnh tượng đó lai ốt ngộ ra rằng họ đã quá ỉ lại vào pha linh. giờ đây không còn pha linh, họ phải tự mình đối mặt với khó khăn không thể cứ mãi trốn tránh và đổ trách nhiệm lên cô gái đã luôn bảo vệ họ lai ốt tiến lên thế chỗ cho ông sensi tiếp tục nhiệm vụ đánh đuổi lũ ma quái còn sót lại nhờ sự linh hoạt và quyết tâm của anh không lâu sau tất cả lũ ma đều bị tiêu diệt để lại một sự tĩnh lặng trong căn phòng tuy nhiên ngay sau đó điều kỳ lạ đã xảy ra lọ thuốc mà ông sensi đang cầm bỗng nhiên đóng băng lại và vô tình tạo ra một món kem trừ tà vô cùng đặc biệt đúng là trong cái rủi có cái may họ không ngờ rằng giữa trận chiến căng thẳng lại có thể tìm thấy một món ăn mới lạ không để đồng đội phải lo lắng lâu lai ốt lập tức tiến lên làm gương cho mọi người bằng cách ăn trước miếng kem tan ngay trong miệng hương vị thanh mát ngọt ngào ngon như kem nhà làm khiến anh phải tấm tắc khen ngợi không chỉ vậy lai ốt còn phấn khích đến mức bật thốt lên rằng nếu không vì pha linh không có ở đây họ đã chẳng có cơ hội thưởng thức món ngon đến thế nhưng phát ngôn ấy không khỏi khiến đồng đội của anh hiểu lầm họ nghĩ rằng lai ốt đang vui mừng vì em gái không có mặt lai ốt bỗng chốc tủi thân Ước gì có pha ở đây để giúp anh giải thích. Ý anh chỉ đơn giản là trong cái rủi có cái may, như lời nói vụng về ấy đã khiến mọi người hiểu sai. Trong khi chiêu chắc loay hoay mở khóa một căn phòng khác, thì tiếng bụng đói biểu tình của ai đó vang lên, phá tan không khí yên tĩnh. Dù đã ăn nhẹ, nhưng ai cũng cảm thấy cơn đói vẫn còn đó. Tuy nhiên, ông Sensi lại cho rằng họ nên tiếp tục tiến lên tầng 4 để tìm thêm đồ ăn, vì mấy con bọ kho báu vừa rồi chẳng đủ no bụng. Ngược lại, Lai Út nghĩ rằng cả nhóm nên dừng lại nghỉ ngơi để giữ sức, vì lên tầng 4 ma vật sẽ khó đối phó hơn nhiều. Nếu cứ cố gắng đi tiếp, họ có thể ngất xỉu vì đói và không còn đủ sức để chiến đấu mất. Cả nhóm quyết định tiến vào một căn phòng khác, nhưng căn phòng này khác hẳn những gì họ tưởng tượng. Nó đầy tranh, vô cùng tĩnh lặng và hiu quạnh, thậm chí không thấy bóng dáng một con chuột nào. Chưa chắc lúc nào cũng bị những kẻ đã hẹo tấn công, giờ lại ước ao rằng có con lợn nào đó rượt đuổi để họ có một bữa ăn ngon. Nghe vậy, Lai Út lại nảy ra một ý tưởng mới, đó là ước gì đồ ăn có thể tấn công họ. Khi ánh mắt anh lướt qua một bức tranh, nơi có cô gái đang cầm chùm nho lai ốt không khỏi bị thu hút anh xém chút nữa bị bức tranh hút vào may mà donato kịp thời dùng lửa phá giải nhưng cũng không quên mắng anh một trận lai ốt chỉ cười hì hì nói mình không cố ý chỉ là chùm nho đó trông ngon quá mà thôi quyết tâm theo đuổi món ăn lai ốt nảy ra ý định táo bạo anh muốn vào trong bức tranh để lấy chùm nho đó đội của anh dù thấy ý tưởng này điên rồ nhưng cũng không nỡ ngăn cản họ buộc anh vào một sợi dây dài rồi thả vào bức tranh lai ốt nhảy vào bức tranh đầu tiên nhưng vừa đến đã gặp phải một cô hầu gái tưởng anh là lính liền bắt anh đi bưng đồ cho nhà vua nhận thấy tình hình không thuận lợi lai ốt giật dây để đồng đội kéo ra rồi chuyển sang một bức tranh khác lần này anh nhảy vào đúng lúc một bữa tiệc đang diễn ra và không bỏ lỡ cơ hội anh ngồi ngay vào vị trí trống trên bàn tiệc trước mặt đức vua anh nhanh tay cướp lấy đồ ăn nhưng khi vừa kịp cắn miếng đầu tiên tình huống lại biến chuyển buộc anh phải rời khỏi tranh với tay không không nản trí lai ốt quyết định thử vận may với một bức tranh khác diễn ra lễ đăng cơ của nhà vua anh quyết tâm lần này phải thành công nhanh chóng nhét đồ ăn ngon nghẻ vào bụng nhưng ngay khi anh chuẩn bị rời đi lai ốt đụng phải một tên pháp sư kẻ đã nghi ngờ anh từ bức tranh trước nhận ra lai ốt là kẻ lạ mặt hắn muốn thiêu sống anh ngay lập tức sợ hãi lai ốt vội thoát khỏi bức tranh quay lại kể chuyện cho đồng đội dù đã ăn no nhưng anh vẫn cảm thấy đói và thất vọng vì công sức của mình coi như đổ sông đổ biển cuối cùng cả nhóm quyết định vào một phòng khác để nghỉ ngơi trong lúc mọi người đang tìm chỗ ngồi chưa chắc phát hiện một con mimic ở góc phòng cảm giác nhức đầu lại trỗi dậy con quái này đã hành hạ cậu không ít lần trước đây và cậu quyết định không để ý đến nó nhưng nếu cậu nói ra chắc chắn lai ốt và donato sẽ đòi mở hộp và ăn nó còn người phải mở hộp lại chính là cậu dù đã mở hộp nhiều lần nhưng Chiêu chắc không thể che giấu cảm giác rằng cậu đang khác lạ cả nhóm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu đều nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa trẻ nhưng donato lại tò mò về tuổi thật của cậu tối đến Chiêu chắc cảm thấy bụng đói cồn cao khiến cậu không thể chợp mắt được Cậu báo với Donato rằng mình sẽ sang phòng bên lấy chút nước rồi quay về ngay. Nhưng trên đường về, cậu bắt gặp một con bọ đồng xu lấp lánh, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quyết định đi theo nó, hy vọng có thể tìm được chút gì đó ăn được. Nhưng không ngờ, con bọ chạy thẳng vào phòng của Mimic, khiến cậu vô tình dẫm phải một cái bẫy, nhốt mình trong căn phòng. Chiêu chắc bắt đầu hoảng loạn, lo sợ tiếng kêu cứu của mình có thể thu hút thêm nhiều ma vật khác. Nhưng rồi cậu tự chấn an, mở cửa là nghề của mình, không có gì phải lo lắng cả. Cậu bình tĩnh quan sát xung quanh, sắp xếp lại các suy luận trong đầu cậu nhận ra manh mối quan trọng nằm ngay ở con mimic đáng ghét kia quá mệt mỏi sau một hồi suy nghĩ chưa chắc leo lên ngồi nghỉ trên một chiếc ghế trong phòng định bụng sẽ ngủ luôn ở đây cho lẹ nhưng vừa kịp thả lỏng cơ thể con mimic từ dưới bất ngờ ló ra chiếc hộp kia hóa ra chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng cậu một trận đuổi bắt gây cấn diễn ra cậu nhớ lại mẹo của lai ốt chỉ cần lật ngược con mimic lại là có thể khống chế nó chưa chắc thành công kích hoạt bẫy trong phòng và lật ngược được con mimic tuy nhiên chiếc thùng mà cậu nghi ngờ lại là một chiếc thùng rỗng và con bọ đồng xu vẫn ở trong đó nhìn qua cậu biết ngay cách mở cửa nhưng đúng lúc đó con mimic ngóc đầu dậy đuổi theo chiêu chắc cậu chạy thục mạng rồi kích hoạt thêm một cơ quan nữa và thành công thoát ra ngoài còn con mimic thì bị kẹt lại ngay tại cửa không thể theo cậu được nữa trong khi đó donato chờ quá lâu mà không thấy chiêu chắc quay lại liền kéo theo hai người còn lại đi tìm khi họ đến gần cửa phòng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là chiêu chắc nằm dài trên đất thở hổn hển Laiot và Sensi không thể bỏ qua cơ hội này, cả hai nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự thèm khát, chỉ khác là họ thèm khát một món ăn ngon. Trong khi Chiêu chắc mệt lả, hai người kia nâng cậu lên như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn cậu thì chẳng buồn để ý đến. Với ánh mắt đầy cam hận, Chiêu chắc tuyên bố chắc nịch rằng lần này cậu nhất định sẽ không ăn mì nữa, nhưng chẳng mấy chốc, bếp đã nổi lửa và con Mimic không thể tránh khỏi số phận bị nấu chín. Laiot nuốt nước miếng chờ đợi giây phút thiêng liêng khi mimic lục luộc được bày ra đĩa nhưng một vấn đề đã nảy sinh khi anh hì hục mãi mà chưa thể lấy thịt ra được ông sensi không thể chờ thêm liền mò đến phía chiêu chắc xin bộ dụng cụ phá khóa hai tên hổ đói nhanh chóng phối hợp một người khống chế người còn lại lấy dụng cụ ra phối hợp nhuần nhuyễn đến mức chiêu chắc chỉ biết đổ mồ hôi hột khóc cũng vô ích cuối cùng họ thành công lấy thịt mi mic bỏ vào miệng lai ốt vui vẻ đút cho chiêu chắc một miếng cậu chỉ lặng lẽ gục ngã không thể không công nhận rằng món này ngon đến bất ngờ lúc này Chiêu chắc mới kể cho mọi người biết lý do cậu không muốn ăn Mimic là vì cậu có những ký ức không mấy tốt đẹp về loài này và cậu chỉ muốn tránh xa nó càng xa càng tốt. Cậu đã sai lầm khi nghĩ rằng bọ kho báu sẽ ăn Mimic, trong khi thực tế, chính Mimic là mùi ngon cho bọ kho báu khi chúng trưởng thành. Donato xoa đầu an ủi chiêu chắc, chọc rằng cậu không chịu tiết lộ tuổi nên xứng đáng bị coi là trẻ con. Giữ bí mật với bạn bè cuối cùng cũng dẫn đến hậu quả như vụ Mimic này. Cảm thấy bị ép buộc, chiêu chắc cuối cùng cũng tiết lộ rằng năm nay mình vừa bước sang tuổi 29 nhưng đối với Donato, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Lai ốt quay sang ăn ủi chiêu chắc bằng cách gọi cậu là ngài chiêu chắc, nhưng cách gọi này chỉ khiến cậu càng thêm bực tức. Trong khi đó, đội thám hiểm đã bị bọ đồng xu tấn công được hồi sinh bởi hai kẻ khác, nhưng chúng lại giấu giếm sự thật. Họ đã tưởng rằng mình bị kết liễu bởi đội khác do bọ đồng xu tấn công, dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc. Một cô gái trong nhóm hồi sinh lấy sợi tóc của mình cột trên cổ tay, sử dụng phép xua đuổi hồn ma của Donato. Khi một con chó ngửi thấy, nó nhận ra đó là tóc của một yêu tinh còn có người chân dài một á nhân và một người lùn ăn uống tại đây thế là họ bị rất mũi lao đi tìm đội của lai ốt đã thế họ còn phải trả tiền công cho hai kẻ dối trá đã cứu họ nhưng sự thật vẫn còn bị che giấu trong bóng tối bên phía đội của lai ốt mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục hành trình donato với mái tóc rối bù sau những trận chiến bỗng cảm thấy muốn gội đầu để trông xinh đẹp hơn chiêu chắc với tính cách vô tư của mình liền gợi ý rằng cạo chọc đầu đi cho tiện khỏi phải lo chuyện tóc tai nữa cô không khỏi chế môi trước sự vô duyên của một người đàn ông đã 29 tuổi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Để tránh bị chiêu chắc chọc gạo thêm, Donato quay sang ông Sensi, rủ dê ông gội sạch bộ dâu để cô tạo kiểu cho thêm phần bảnh bao. Nhưng chớ trêu thay, họ phát hiện ra không có xà phòng. Lúc chiến đấu với rồng đỏ, xà phòng đã rơi mất từ lúc nào mà chẳng ai để ý, không còn cách nào khác. Cả nhóm quyết định tiếp tục lên tầng 4 của hầm ngục, hy vọng tìm thấy thứ gì đó hữu ích. Tại tầng 4, họ bắt gặp một hồ nước rộng lớn. Ông Sensi thường xuyên câu cá và đặt bẫy xung quanh khu vực này, trong khi nhóm của Laiot trước đây đã đi qua bằng cách sử dụng phép thuật đi trên nước. Khi biết điều này, ông Sensi không khỏi dãy đành đạch phản đối, không đồng ý với việc sử dụng phép thuật một cách bừa bãi. Lai-ốt chỉ cười cợt, rồi đẩy ông xuống hồ, bảo thử đi biết đâu ông lại thích mê. Nhưng phép thuật của Donato dường như không có tác dụng lên ông Sensi, có lẽ do bộ râu quá bết dầu và huyết, khiến nó trở thành một loại cách điện tự nhiên. Ông quyết định tự mình tìm cách qua hồ mà không cần đến phép thuật ông sen lấy một mảnh vỏ mimic nhúng xuống nước ngay lập tức một con ngựa nước xuất hiện đây là con ngựa quen thuộc mà ông vẫn thường thấy mỗi khi câu cá và từ lâu ông đã tự hỏi liệu có thể nhờ nó giúp mình băng qua hồ được không lần này ông quyết định thử dùng vỏ mimic để dụ nó sang bờ bên kia lai ốt với sự cẩn trọng thường ngày liền phản đối cách này anh cho rằng sử dụng ruột mimic làm phao nổi sẽ an toàn hơn anh cảnh báo rằng ma vật rất nguy hiểm đặc biệt là những sinh vật xinh đẹp như con ngựa nước này chúng có thể khiến người ta mất cảnh giác và kéo xuống nước nhưng ông Sensi vẫn tin tưởng con ngựa, cho rằng ông đã quen biết nó từ lâu và hiểu rõ nó hơn ai hết. Lai-ốt không khỏi cảm thán về sự nghịch lý trong cuộc sống. Ông Sensi quyết định leo lên lưng ngựa, nhưng chỉ vừa đi được vài bước, con ngựa đã lặn xuống nước, kéo theo ông xuống nó. May mắn là Lai-ốt nhanh tay quăng dây tóm ông lại, rồi nhảy xuống nước đuổi theo. Con ngựa cảm thấy bị đe dọa liền trở nên hung dữ, nhe răng tấn công ông Sensi. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Laiot, ông Sensi đành phải tiêu diệt con ngựa mà ông từng tin tưởng. Ông không khỏi thất vọng, cảm thấy bị phản bội nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc nhóm lửa và chuẩn bị mổ thịt nó trong khi ông si tự tay xử lý thịt ngựa donato tiện xin một ít mỡ ngựa mà chưa biết sẽ làm gì với nó trong lúc chờ đợi lai ốt nhìn thấy từ xa có một vật gì đó trôi nổi trên mặt nước liền rủ chiêu chắc ra xem thử khi đến gần họ nhận ra đó là một nhóm người đang lênh đênh trên mặt nước nhìn quen quen lai ốt nhìn kỹ hơn và nhận ra con chó đi cùng mới nhớ ra đó là những người bị bọ đồng xu tấn công trước đó họ đã hẹo vì đi quá nhanh và bây giờ chỉ còn lại xác cùng với những nhân ngư đáng thương bị dụ dỗ đến mức tự kết liễu bản thân chiêu chắc đột nhiên mất hết hồn vía tiến về phía trước một cách vô thức may mà lai ốt kịp thời hù cậu tỉnh lại nhắc rằng phía trước có nhân ngư đang hát để dụ dỗ con người hai người cố gắng làm ngơ trước tiếng hát quyến rũ đó và tiếp tục đi qua lai ốt với bản tính kỳ lạ của mình liên cất tiếng hát bồ gầm của mình để so tài với bọn nhân ngư xem ai hát to hơn tiếng hát của nhân ngư sao có thể đấu lại nổi tiếng bò gầm vang danh của anh nên đành phải chịu thua và lặn mất tâm Lai Út nhìn theo nhân ngư một cách đám đuối, khiến Chiêu chắc không nhịn được, đập vào đầu anh để đánh bay suy nghĩ đến rồi đó. Chắc chắn Lai ốt đang muốn ăn thịt nhân ngư rồi. Mặc dù đã hứa là không ăn á nhân, nhưng Lai ốt lại ngẫm nghĩ á nhân là gì nhỉ? Nhân ngư có nhiều loại khác nhau, một số là động vật có vú, số khác là cá, con này rõ ràng là cá mà. Chiêu chắc quyết đoán cắt ngang dòng suy nghĩ của Lai ốt vì có cảm giác cứ sai sai thế nào ấy, tóm lại là không ăn được. Nếu cứ nghe Lai ốt tiếp tục giải thích, chỉ sợ mọi người sẽ hóa điên vì những lý luận của anh mất. Cả hai quay lại thì thấy ông Sensi và Donato đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Đói quá ốt và Chiêu chắc quyết định cùng nhau nấu món gì đó để ăn đỡ đói. ốt lấy ngũ cốc vừa xin ké từ đám xác người, cho thêm chút mi mít và rong biển vào. Chiêu chắc ngờ ngợ, hỏi rằng đám rong này ở đâu ra. ốt chỉ sang phía đầu của con nhân ngư chọc lóc, anh đã lấy đám rong trên đầu nó. Rồi anh giải thích rằng đó chỉ là một loại cây bình thường mà thôi. Nhưng trong lúc đang nấu, họ nhận ra món cháo ngày càng giống như được làm từ cá. Khi món cháo của Laiot ra lò, Donato thử một miếng và cảm thấy có thứ gì đó nổ tanh tách trong miệng. Lai ốt liền giải thích đó là trứng cá dính trên rong. Nghe thấy vậy, chiêu chắc hốt hoảng, kéo Lai ốt ra tra khảo trứng đó là của nhân hư, phải không? Nhưng trước khi anh kịp trả lời, Donato liền khen rằng món ăn này rất ngon, nên cậu đành cho qua. Thôi, thà không biết còn hơn, dù sao cũng chỉ là trứng cá mà thôi. Sau đó, Donato dùng mỡ ngựa để làm xà bông, đưa cho Sensi gội dầu. Thấy cô cất công vì mình như vậy, ông không thể từ chối, liền thử ngay và luôn. Donato vui vẻ giúp đỡ ông tắm gội sạch sẽ, sau đó, cô thử lại phép thuật đi trên nước cho ông. Quả thật, lần này ông đã có thể đi trên nước một cách dễ dàng. Ông Sensi không khỏi ngạc nhiên và cảm ơn Donato rối rít, nhưng khi cả nhóm đang lướt băng băng trên mặt nước, họ bị đám cá tấn công bất ngờ. Donato lập tức dùng phép thuật để giải quyết nhanh gọn, nhưng điều đó lại khiến ông Sensi tức giận. Ông nhắc lại rằng đã bảo không được hành động vô tội vạ bằng phép thuật, dù chúng có ngon đến đâu thì cũng nên ăn từ từ, bắt từng con một thôi những con cá này còn là nguồn thức ăn quan trọng của ma vật nếu tiêu diệt quá nhiều hệ sinh thái trong hầm ngục sẽ bị xáo trộn donato rất hiểu lý lẽ của ông sensi nên cũng không muốn liều mình bảo vệ hệ sinh thái trong hầm ngục thế là cả nhóm lại cãi nhau trí chóe nhưng đúng lúc đó một đàn nhân ngư bay thẳng qua hất ông sensi té ngã một bóng đen khổng lồ từ xa đang tiến lại gần trước sự ngỡ ngàng của mọi người một con da ken khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước đe dọa nuốt chừng cả nhóm lai lập tức nhận nhiệm vụ thu hút sự chú ý của nó trong khi Donato dùng phép thuật nướng chín đầu của nó. Nhưng da Ken quá mạnh mẽ, phép thuật không hề làm nó suy yếu mà còn khiến nó điên cuồng hơn, vung dâu tấn công mọi người. Ông Sensi nhanh chóng nhận ra rằng chém con da Ken chỉ khiến lớp da ngoài của nó sức nhẹ, chẳng thấm vào đâu. Nhận thấy tình hình nguy cấp, ông quay sang trao cho chiêu chắc cái đầu nhân ngư như một món quà bất đắc dĩ, nhưng điều đó chỉ làm cậu ta thêm hoảng sợ, suýt bất tỉnh tại chỗ. Không chần chừ, ông Sensi nhanh chóng lượm cây đinh ba dưới đất rồi chạy về phía Donato, nhờ cô dùng phép thuật để kết liễu con da ken khổng lồ này ông vốn dĩ không biết rằng kết liễu một con mực hay bạch tuộc rất dễ dàng con da ken lao tới nhắm thẳng vào donato nhưng cô đã nhanh trí sử dụng phép thuật giúp nó đi được trên mặt nước bí quyết hạ gục mực hay bạch tuộc rất đơn giản chỉ cần đâm mạnh vào giữa hai mắt của nó ngay khi donato hướng dẫn ông sensi lập tức nhảy lên tung một cú đâm chính xác hạ gục con da ken trong nháy mắt sau khi chiến đấu xong ông sensi kêu gọi cả nhóm cùng nhau làm sạch con da ken. Lai ốt chưa bao giờ nếm thử mực hay bạch tuộc. Nghe Donato giới thiệu rằng món này ngon lắm, hứa hẹn khi về thị trấn sẽ dẫn anh đi ăn thử. Nhưng Lai ốt với tính cách háo hức của mình lại muốn ăn ngay lập tức, không muốn đợi chờ lâu. Ông Sensi cười, cắt một miếng nhỏ đưa cho Lai ốt ăn thử với muối. Nhưng kết quả là miếng mực ấy hôi mốc, đắng ngắt, khiến miệng Lai ốt ngứa rát, không chịu nổi, không dừng lại ở đó. Ông Sensi rút ra một con run khổng lồ, béo mầm, khiến Lai ốt nhìn mà mê mẩn, tưởng tượng đến hương vị béo ngậy của nó donato thì không khỏi dùng mình cảm giác nổi hết da gà khi nhìn thấy con ký sinh trùng gớm ghiếc mà mấy tên này cũng không tha ông sensi bắt tay vào chế biến món run nướng và khi đưa vào miệng quả thực nó mềm và ngon vô cùng lai ốt thích thú đến nỗi nghĩ rằng món này chắc chế biến kiểu gì cũng ngon thậm chí anh còn thử ăn sống luôn nhưng cái kết cho sự tham ăn đó là bụng anh bắt đầu đau đớn ông sensi điềm nhiên phán rằng trong bụng lai ốt giờ có ký sinh trùng từ con run khổng lồ nó sẽ đục lỗ trong dạ dày anh và chỉ có thể chờ đợi cho đến khi nó hẹo mới thôi lai ốt với bài học đau đớn từ việc không chịu ăn chín uống sôi, giờ đây đau đớn nằm gục, thậm chí anh còn lo rằng mình sẽ chết trước cả con giun trong bụng. Sáng hôm sau, Donato tỉnh dậy, vội vàng kiểm tra xem Lai-ốt đã hẹo chưa, nhưng may mắn thay, anh chỉ vừa mới chợp mắt sau một đêm mê sảng. Ông Sensi và Chiêu Chắc đã tỉnh từ sớm và thông báo cho Donato rằng Laiot vừa ngủ được, có vẻ không ai thực sự thức để chăm sóc người bệnh. Không còn hứng thú với chuyện ăn uống nữa, Donato quyết định lấy sách vở ra học, tập trung vào việc tìm hiểu thêm về hầm ngục cô nhận ra rằng việc đánh bại ma vật không chỉ để sống sót mà còn để duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái trong hầm ngục nếu để mặc kệ ma vật sẽ buồn chắn và ra ngoài hù dọa dân làng khi đó con người sẽ phải thuê các nhà thám hiểm để tiêu diệt chúng donato tóm tắt rằng thiết kế của hầm ngục quả thật rất logic trước đây cô đã học về nó ở trường nhưng bây giờ mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó donato hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng khi còn là học sinh cô từng là một nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng được bao nhiêu học sinh ngưỡng mộ cha mẹ cô từng là pháp sư cho hoàng gia và khi học về nhân giống tinh linh cô nhớ rằng cấu trúc của chúng giống như một hầm mục đầy ma vật cô được dạy cách đặt các lớp đất được ngăn cách vào trong lọ tạo kết giới và yểm phép thuật lên lọ rồi thả tinh linh vào tinh linh sống nhờ vào phép thuật và nếu phép thuật quá mạnh hoặc quá yếu chúng sẽ đăng xuất đây chính là nền tảng của phép thuật triệu hồi mà donato từng học với hy vọng tạo ra những hầm mục an toàn nuôi dưỡng những ma vật có ích để đóng góp cho xã hội cô giỏi giang xinh đẹp và thánh thiện không có gì lạ khi cô được mệnh danh là nữ thần trong trường khiến nhiều học sinh phải trầm trồ ngưỡng mộ donato nhớ lại một lần một cô bé học sinh cá biệt đã vô tình đụng vào cô suýt ngã nhìn vào lọ tinh linh của cô bé donato nhận định rằng chúng sẽ không tồn tại được lâu những học sinh khác nói rằng cô bé này hay bỏ học đi chơi không chú tâm vào việc học một tuần sau kết quả kiểm tra tinh linh đã đến họ kiểm tra bằng cách dùng lửa nếu tinh linh trong lọ vẫn sống ngọn lửa sẽ bùng cháy mạnh mẽ lọ của donato được coi là tốt với các tinh linh vẫn sống ổn định nhưng đến lượt lọ của cô bé cá biệt ngọn lửa bùng cháy dữ dội đến suýt cháy cả bàn tay các tinh linh không chỉ sống sót mà còn tăng lên nhiều hơn donato với lòng tò mò liên túm lấy cô bé và hỏi bí quyết cô bé thật thà cho biết rằng mình sử dụng đất nước và tinh linh thật từ một nơi bí mật và đó chính là lý do khiến các tinh linh phát triển tốt như vậy cô bé dẫn donato chui qua một lỗ nhỏ đến căn cứ bí mật của mình sau một hồi vật lộn để chui qua một cái hố họ đã đến một khu rừng thơ mộng nơi cô bé thường trốn học để chạy ra ngoài đuổi hoa bắt bướm trong khi cô bé ra ngoài tự nhiên hoạt bát thì Donato với bản tính cẩn trọng, suy nghĩ quá phức tạp mọi vấn đề. Cô bé dẫn Donato vào một hầm ngục đầy rẫy tinh linh, nơi mà cô bé thường lấy đất, nước và tinh linh để bỏ vào lọ, coi đó là nơi chữa lành tâm hồn. Donato nhận thấy nơi này cũng khá an toàn và chợt nghĩ đến việc canh tác để trồng khoai ma. Khi đang xem xét nguồn nước, một con sờ lam bất ngờ nhảy ra. Donato định thiêu trụi nó nhưng bị cô bé ngăn lại. Cô bé giải thích rằng ở nơi có nắng như thế này, sờ lam không dám đến gần, và chúng thực sự có ích trong việc phân hủy chất thải và biến chúng thành phép thuật nếu không có sờ lam hồng ngục sẽ lụi tàn mất sau đó cô bé đưa cho donato một ít mâm xôi để ăn thử và donato ngay lập tức bị nghiện món này thậm chí còn ngồi suy nghĩ không biết mâm xôi sẽ ra quả lúc nào donato cảm ơn cô bé đã dẫn mình đến đây và nhận ra rằng không phải chỉ cần học giỏi trong trường là đủ mà trải nghiệm thực tế mới thực sự giúp cô tiến bộ và cô bé đó không ai khác chính là falin em gái của laiot kể từ đó Donato và Falin trở nên thân thiết như chị em. Khi nghe Donato kể về quá khứ của mình, Chưa chắc tỏ ra không tin, cho rằng chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng Donato khẳng định rằng hầm ngục này được tính toán hoàn hảo, luân chuyển một lượng lớn phép thuật và pháp sư tạo ra nó chắc chắn không phải người bình thường. Donato khuyên ông Sensi nên tìm một nơi khác để sống vì hầm ngục này được xây dựng bằng phép thuật mà ông Sensi lại không ưa phép thuật chút nào. Ông Sensi nghe như chim hót bên tai, chỉ cười trừ và không phản bác gì thêm. Lai-ốt đã tỉnh giấc từ lúc nào, và giờ đây anh mới nhận ra rằng người bạn mà em gái phalin từng kể đến không ai khác chính là donato phalin không ngừng viết thư cho anh trong đó luôn có những lời khen ngợi về donato nói rằng nhờ cô mà phalin đã vui vẻ trở lại sau những ngày tháng ảm đạp donato tuy ngượng ngùng trước lời khen nhưng cũng không chịu thua liền giả đò nói rằng phalin cũng thường xuyên ca ngợi anh trai của mình khiến lai ốt không khỏi nở cả mũi nhưng ngay khi nhắc đến phalin nhiệt huyết giải cứu em gái trong lòng lai ốt lại sôi sục donato lập tức hối thúc lai ốt nhanh chóng lên đường để giải cứu phalin nhưng với cơ thể còn đang mệt mỏi anh đành tạm đầu hàng nhận ra rằng mình cần nghỉ ngơi thêm chưa chắc mở bản đồ ra xem xét vị trí mà rồng đỏ đã xuất hiện theo những tính toán chính xác của cậu chỉ còn khoảng hai ngày nữa là họ sẽ đến nơi tuy nhiên vấn đề là không ai biết chắc khi nào con rồng sẽ xuất hiện nên họ quyết định sẽ hạ trại ở gần đó đợi chờ thời cơ kế hoạch đã được thống nhất và cả nhóm quyết định chờ nến tắt để đánh thức lai like, ốt dậy trong khi chờ đợi donato xin phép đi lau người để thư giãn đầu óc cô đun nước và lặng lẽ ngồi trong góc để suy nghĩ về những đồng đội đã rời bỏ nhóm những ký ức về sự chia ly khiến lòng cô cay đắng và donato cố gắng dập tắt những cảm xúc đó bằng cách nhanh chóng hoàn thành việc lau mình sau khi hoàn tất donato đem nước nóng còn dư ra cạnh hồ và đổ xuống tưởng rằng hành động này sẽ chẳng gây hại gì nhưng cô đã nhầm khi ngay lập tức một khối nước hình tròn bỗng nhiên bay lên từ hồ bắn nước tung tóe vào người cô hóa ra đó chính là thủy thần thủy thần không trần trừ mà tấn công donato liên tục bị tấn công bất ngờ Donato không có gậy phép bên mình, bị đẩy ngã xuống hồ. Ông Sensi định dùng diều để tấn công thủy thần, nhưng chiêu chắc nhanh trí nhắc nhở rằng phải dùng lửa mới có thể gây thương tích cho nó. Ông Sensi, với tài nhóm lửa của mình, ngay lập tức chuẩn bị hành động. Nhưng Donato, tự tin vào khả năng của mình, bảo mọi người đợi cô tự xử lý. Cô tạo ra lửa và cố gắng tấn công thủy thần, nhưng không may, mọi đòn đánh đều trượt. Lai ốt vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình chỉ biết tiến lại gần theo bản năng. Donato hoảng hốt nhắc nhở anh đừng lại gần nước, nhưng ngay lúc đó thủy thần đâm vào chân cô khiến donato gục ngã và lẩn trốn dưới nước trong khi donato cố gắng chống đỡ thủy thần lại xiên thêm một nhát vào vai cô chiêu chắc không thể nhìn thêm nữa hối thúc ông sensi thổi lửa nhanh lên donato đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng tìm cách chống lại kẻ địch vô hình cuối cùng cô phát hiện ra một vệt dài màu đỏ sẫm đang lao tới mình với tốc độ chóng mặt trước khi donato kịp phản ứng thủy thần đã đánh bay cô lên không trung may mắn thay Lai-ốt kịp thời đỡ lấy cô, xém chút nữa cả hai đã ngã xuống hồ nhận thấy thủy thần đang chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu cuối cùng cả nhóm biết rằng không thể chiến thắng nổi lai ốt ôm chặt donato dẫn đồng đội chạy thoát thân cuối cùng họ cũng thoát khỏi thủy thần nhưng donato đã bị thương nặng mất cả huyết và phép thuật không còn đủ sức để tiếp tục hành trình việc đi tiếp giờ trở nên khó khăn khi không có phép thuật đi trên nước họ cần phải chờ đợi các nhóm mạo hiểm khác nhưng việc này có thể kéo dài đến khi mùa quýt tới hơn nữa họ cũng chẳng có gì để trao đổi ngoài ít thịt ngựa nước nhắc đến thịt ốt liền đề xuất dùng gan ngựa để bổ sung chất dinh dưỡng cho Donato, sẵn tiện làm một bữa tiệc nướng cho cả nhóm. Trong chốc lát, món buffet thịt nướng đã được bày ra. ốt dìu Donato qua tham gia, nhưng gan nướng phải chín kỹ nên hơi lâu, Donato đành phải ngồi đợi trong khi những người khác vừa ăn vừa miêu tả hương vị tuyệt vời của món ăn. Donato chỉ được ăn mỗi gan, dù bổ thật, nhưng cảm giác bị thiệt thòi khiến cô không chịu nổi, hét lớn đòi ăn thịt rồi ngất xỉu luôn. Cả nhóm ước gì có loại đồ ăn nào giúp phục hồi phép thuật thì tốt biết mấy. Đúng lúc đó, một đội thám hiểm khác xuất hiện và hóa ra đó chính là Nam Maggi đồng đội cũ của họ. Nam Ma giới thiệu đồng đội mới của mình. Donato ngóc đầu dậy trách móc Nam Maggi đã bỏ rơi đồng đội. Cô ta chỉ lạnh lùng đáp rằng mình chỉ đơn giản là tìm con đường tốt hơn cho bản thân, chẳng có gì sai cả. Donato nghe vậy tức giận đến mức bất tỉnh. Lai ốt, với lòng tốt của mình, nhờ họ trị liệu cho Donato, nhưng Nam Ma lại đòi hỏi thù lao tương xứng, nếu không sẽ không giúp. Khi Lai ốt cảnh báo rằng thủy thần đang lảng vảng quanh đây, họ cũng tỏ ra xem thường, tự tin rằng có thể đối phó được. Namaji bước ra đối diện với thủy thần, nhưng ngay lập tức bị tấn công. Lão già dẫn đầu đội, trong cơn hoảng loạn đã dùng Namaji làm lá chắn, khiến cô đang xuất ngay tại chỗ. Sau đó, lão ta hồi sinh lại Namaji, và đây dường như là chuyện đã diễn ra thường xuyên. Nhưng mỗi lần Namaji sống dậy, cơn tức giận của cô càng lớn hơn. Ông Senji với quan điểm kiên định, không hề ưa thích loại phép thuật hồi sinh này, cho rằng việc người hẹo sống lại là trái với tự nhiên. Lai út thì cho rằng trong hầm ngục này Điều đó là bình thường, nhưng Sensi vẫn không thể chấp nhận, nói rằng đây là kết quả của một bùa chú cực kỳ mạnh mẽ. Theo ông, linh hồn bị gắn kết vĩnh viễn với thể xác, không bao giờ được giải phóng. Miễn là cơ thể còn lành lặn, người đó sẽ được hồi sinh, nhưng điều này không phải là hồi sinh thực sự, mà là một lời nguyền khủng khiếp, nơi cái chết đã trở thành điều cấm kỵ. Lão già cũng đã nghiên cứu về hiện tượng này nên mới đến đây để điều tra. Ông ta và Namaji, dù yếu đuối, vẫn muốn nhờ đội của Lai-ốt hỗ trợ. Đổi lại, ông ta hứa sẽ cứu chữa cho Donato. Lai Út đồng ý và cùng ông Senji đi sâu xuống hầm ngục với đội của lão già. Xung quanh, những bức tường bị bao phủ bởi chằng chịt dễ cây, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Lão già yêu cầu Lai Út chặt hết những rễ cây này đi. Dù Lai Út nhanh chóng dùng kiếm để chặt, Nam -ma di lại chê thanh kiếm và rìu của ông Senji là quá cùn rồi. Dù sao, với tư cách là đồng đội cũ, Lai Út tin tưởng vào Nam -ma di hơn bất kỳ ai khác, nên chỉ im lặng lắng nghe mà không phản đối. Trong lúc Lai Út đang mải mê chặt những rễ cây rối rắm trước mặt, anh bỗng cảm nhận được một phản ứng lạ từ thanh kiếm của mình anh chợt nhận ra rằng những rễ cây này có thể là một dạng sinh vật sống không chần chừ, lai ốt thông báo với cả nhóm về phát hiện của mình như lão già chỉ đạo anh kết liễu nó ngay lập tức mà chẳng cần cân nhắc thêm tuy nhiên lai ốt cảm thấy trong lòng có điều gì đó bất an khiến anh ngần ngại trước khi ra tay nam ma lên tiếng bảo lão già hãy tin tưởng lai ốt nhưng chỉ đến khi tận mắt chứng kiến lão già mới chịu tin tưởng những gì anh nói và những xúc tu từ chúng bất ngờ trói chặt lấy kiki đồng đội của lão già cả nhóm đứng sững lại, không biết phải làm gì. Lai ốt thì đứng đó, nhìn những xúc tu ngọ nguậy trước mắt, cảm thấy điều này rất thú vị. Lão già không ngừng hối thúc Lai ốt mau chóng ra tay cứu người, nhưng Lai ốt chỉ bình tĩnh đáp rằng việc gì phải vội, nhất là khi vũ khí của anh cũng không thể tiếp cận được kẻ thù. Nam Ma Di với ý tưởng táo bạo, hỏi Lai ốt liệu có ổn không nếu cô cố tình để bị bắt để tiếp cận kẻ địch. Lai ốt cảnh báo rằng nếu sinh vật này tiếp xúc với da người, nó sẽ phóng ra độc tố gây tê liệt, khiến cơ hội sống sót trở nên mong manh với niềm tin vào khả năng hồi sinh của mình, lão già vẫn cứ la hét, đòi hành động ngay lập tức, không nói thêm lời nào. Lai ốt mượn mũ giáp của ông Senji đội vào đầu rồi tiến tới gần sinh vật. Anh cầm một hòn đá ném vào đám xúc tu, thành công trong việc khiến chúng ôm ấp anh vào lòng. Thực tế, mục đích Lai ốt tiếp cận là để lấy cung tên của Kiki, rồi nhanh chóng thả xuống cho ông Senji và Namaji xử lý tình huống. Ông Senji bắt lấy cung rồi chuyển cho Namaji. Cô nhắm chuẩn vào trung tâm của xúc tu và phóng tên chính xác giải thoát cho hai người bị kẹt. Kiki được lão già hồi sinh trở lại, và trong khi đó, khuôn mặt lai ốt bị xúc tu quấn vào mặt khiến nó tròn trĩnh hơn bình thường. Còn ông Sensi thì được lời thêm một rễ cây, nhưng tay ông bị tê liệt, không thể buông nó ra được. Lai ốt lật sách vở tìm thông tin và phát hiện rằng, nếu rửa bằng giấm, hoạt tính của gai trên rễ cây sẽ giảm đi. Sau khi rửa sạch, họ có thể lột vỏ và biến nó thành món ăn, chuối xúc tu sốt giấm. Ông Sensi cắn thử một miếng, thấy mùi vị cũng tạm ổn. Đến lượt lai ốt, với kinh nghiệm ẩm thực phong phú của mình, cảm nhận được mỗi phần của xúc tu có một hương vị khác nhau. khi đưa cho Chiêu chắc thử, cậu chỉ cảm nhận được vị giấm chua chát. donato nếm thử cũng chỉ thấy chua và nhớt, làm cô chẳng mấy hứng thú. họ mời namaji thử, nhưng cô từ chối với lý do đơn giản là khác đội và không chung chí hướng. cuối cùng, dễ cây cũng rời khỏi tay ông sensi lão già giữ lời hứa, bắt đầu trị liệu cho donato. sau khi hồi phục, donato cảm ơn lão già và lai ốt vì đã giúp đỡ. khi biết namaji cũng góp phần Donato tạm gác lại những hiềm khích, cảm ơn cô với tấm lòng chân thành. Tuy nhiên, đối với Namaji, tiền bạc vẫn là quan trọng nhất. Lời cảm ơn chẳng có ý nghĩa gì. Trong khi đó, thủy thần vẫn lởn vởn quanh khu vực bên ngoài mà không chịu rời đi. Lão già cho biết chỉ cần chờ thêm một tuần, các cá thể trong tập hợp sẽ chết dần một cách tự nhiên và mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Quyết định của đội lão già là tạm thời trở về mặt đất và chiêu chắc nhìn Lai-ốt với ánh mắt cầu xin, mong được trở về cùng họ. Donato không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy nhất là sau khi họ đã cố gắng đến tận đây. Nhưng với tình trạng phép thuật cạn kiệt của mình, cô cũng chẳng thể tiếp tục được. Nam Maggi đứng một bên, cười khoái chí khi thấy Donato gặp khó khăn, còn châm chọc rằng nếu không có Donato, cả đội Lai Ốt cũng chẳng đánh nổi con rồng đỏ. Donato biết rằng Nam Maggi có kinh nghiệm diệt rồng, liền quay sang cầu xin cô quay về đội để giúp giải cứu Falin. Cô hứa sẽ gom đủ tiền để trả công cho Nam Ma-di chắc, thực tế hơn, khuyên Donato từ bỏ ý định này, bởi danh tiếng của Namaji trong cộng đồng mạo hiểm không tốt ai cũng biết cô hay gặp khó khăn về tài chính nếu quay lại đội cũ vì tiền chắc chắn cô sẽ bị chỉ trích trong lúc suy nghĩ cách đối phó với thủy thần donato đã nảy ra ý tưởng sẽ sử dụng lửa để tấn công khi nước tràn ra cô sẽ uống vào bụng nhưng nếu lỡ nó đâm thủng bụng cô thì đó là điều chưa tính tới donato nhìn sang cái chảo của ông sensi và nghĩ rằng có thể dùng nó làm lá chắn nhưng chiêu chắc cảnh báo rằng thủy thần có thể đâm xuyên qua cả đá thì một cái chảo bình thường chắc chẳng bảo vệ được cô ông sensi với vẻ mặt tự hào bật mí rằng cái chảo này là bảo vật gia truyền của gia đình ông, dù nhìn bề ngoài có vẻ tầm thường. Namaji tò mò đến gần, giám định và khẳng định rằng chảo được làm từ chất liệu còn cứng hơn cả kim cương, một loại kim loại mà mọi thợ rèn đều ao ước. Dù vậy Namaji cảm thán rằng làm vũ khí từ kim loại này thì thật tuyệt, nhưng làm thành cái chảo thì quả là đáng tiếc. Đương nhiên thứ này có thể chịu được đón tấn công của thủy thần, vừa hay còn có cả nồi chia nhau ra dùng là hợp lý. Lai-ốt và Sensi đứng trước thủy thần chờ đợi, lửa cũng đã được chuẩn bị sẵn. Thủy thần bắn nước tấn công tới, tuy nhiên vì tiên nước quá mạnh khiến Lai ốt không thể trụ được mà bay ra xa. Tay của Lai ốt lúc này nhũng cả ra mà không thể cầm nổi cái chảo. Nama di thấy vậy liền đi tới cầm cái chảo phối hợp với Sensi. Nhân cơ hội thủy thần yên tĩnh, cả hai ưng ý chạy đến úp sọt thủy thần vào nồi, sau đó dùng hết sức lực của người lùn bên nó tới lửa đun sôi. Chờ một lúc cũng xong, hai người lập tức bỏ tay ra. Xem tí nữa là chín luôn hai cái tay rồi. Donato ôm lấy Nama để cảm ơn. Ông Sensi bày ra nguyên liệu cho Donato trổ tài ở gần đầu bếp có khác. Donato thuần thục chế biến theo sự chỉ dẫn của Sensi, rất nhanh món thủy thần hầm ra lò. Donato mời mọi người dùng bữa, cả nhóm ăn ngon như thường lệ. Phép thuật của cô cũng dần hồi phục. Namaji nhận lấy một phần xem như đây là hình phạt họ dành cho mình, ăn vào thì mới biết nó ngon bá cháy. Ông già ngỏ ý Namaji có thể ở lại với đội Lai-ốt, nhưng cô vẫn muốn đi cùng ông. Cô muốn trở thành đồng đội thật sự chứ không phải chỉ là người làm công. Namaji tưởng người rời đi trước sẽ chiêu chắc làm Donato sững người cô cứ tưởng cậu ở lại vì tình nghĩa hóa ra là vì nhiệm vụ sau đó nama chúc mọi người giải cứu pha thành công và trở về mặt đất rồi chia tay nhau tại đây sau khi tạm biệt nhóm của người đồng đội cũ nama di nhóm của lai -ốt tiếp tục cuộc hành trình họ đi qua hồ nước men theo đường cầu thang xoắn ốc đến tầng 5. để tới được đó nhóm của lai -ốt phải đi qua cầu thang và họ được cung cấp một tấm bản đồ của bọn óc nhưng đi qua cầu thang này kiểu gì mới là quan trọng nó vừa dài vừa tăm tối lại chi chít những loại xúc tu khác nhau đến nước này thì chỉ có là thần mới qua được chưa chắc nghi ngờ họ đang bị lừa nhưng lỡ đi đến đây rồi lên đành đi tiếp lai ốt rút kiếm chém lên hồi vào đám xúc tu tuy nhiên chém hòa chém mãi vẫn chưa đi được bao xa donato sốt ruột than thở biết vậy đi đường vòng cho xong chưa chắc sau khi quan sát một hồi cũng phát hiện ra một thứ cậu đoán trên tường có một sinh vật đang ẩn nấp trực chờ con mồi cậu nhắc nhở donato không được đứng gần tường nếu không muốn trở thành con mồi của chúng chưa chắc giải thích thêm những nơi có đầy xúc tu thì cũng có đầy rẫy các khoang đồng nghĩa với việc có rất nhiều bẫy và thiết bị chém đến rụng rời tay chân khi lai ốt quay lại thì thấy mình chẳng đi được bao xa mà cầu thang thì còn dài họ loay hoay không biết làm thế nào thì một cảm giác lạnh sống lưng ập đến một con kensuke ếch khổng lồ ẩn nấp trên trần bỗng đớp lấy cây kiếm mà lai ốt cầm rồi nó trực tiếp thả xuống cho cây kiếm xuống vực donato nay lập tức dùng phép thuật làm nổ con ếch ai ngờ từ đâu ra xuất hiện thêm hai ba con ếch khổng lồ nữa một con trong đó tóm lấy cây gậy phép thuật của donato rồi thả xuống như cách thả cây kiếm được nước lấn tới bọn chúng nhảy tới tấn công nhưng Senji đã dùng rìu kết liễu một con trong số chúng. Sau đó ông quay lại để chuẩn bị chiến đấu với con tiếp theo thì nó giật luôn cây rìu của Senji. Hai bên giành qua giành lại nhưng vẫn chưa ai lấy được cây rìu. Vừa hay cậu đã phát hiện ra một cái bẫy kế bên con ếch, đó là một xúc tu được mọc ra từ lối thoát của cái bẫy. Nếu kéo nó ra bẫy sẽ được kích hoạt. Vấn đề tiếp theo xuất hiện, xúc tu có chứa độc tố gây tê liệt. Vậy làm sao để kéo xúc tu ra kết liễu con ếch mà vẫn bình an vô sự? Qua quan sát cho thấy ra ếch không kháng độc tố từ xúc tu chiêu chắc dùng dao rạch ra da ếch làm thành một đôi bao tay cậu lẻn đến và kéo xúc tu ra nhưng xúc tu bám quá chặt bên trong hệ thống ẩn khiến cậu kéo mãi không xong hành động đó đã thu hút sự chú ý của con ếch nó đi đến và đớp lấy chiêu chắc nhanh gọn lẹ xui cho ếch khổng lồ tưởng ăn được mùi ngon nhưng nó không ngờ bản thân đã vô tình kéo luôn xúc tu thế là bẫy được kích hoạt một mũi tên được bắn ra chúng ngay đầu và ngỏm luôn chiêu chắc vẫn còn sống hơn nữa tay cậu không hề hấn gì lai ốt thấy được ý tưởng hay liền bắt tay vào việc làm áo giáp cho mọi người trong khi đó Sensi đang sơ chế xúc tu để chế biến thành món ăn, thái lát, ghiên nhỏ đủ rồi. Hai bên cứ thế mạnh ai nấy làm, chưa kịp ngăn cản cả hai bên đều đã xử lý xong trong sự ngỡ ngàng của Donato. Về phía Lai-ốt và Chiêu Chắc, họ đã chế tạo bốn bộ áo giáp kháng độc từ da ếch, nhưng Donato vẫn thấy chúng không an toàn cho lắm. Sau một hồi bàn bạc và thuyết phục, Donato cũng miễn cưỡng chịu mặc nó lên. Cuối cùng, họ cũng đi hết cầu thang và đến tầng 5. Nhóm của Lai-ốt nhặt lấy vũ khí yêu quý của mình và tiếp tục tiến vào thị trấn, sẵn sàng cho những thử thách mới đang chờ đợi phía trước. Trên mặt đất, nhóm của Nam Magi vừa trở về sau chuyến đi đầy hiểm nguy dưới hầm ngục. Nam Magi cảm thấy không khỏe sau cuộc hành trình dài nên được đưa vào một căn phòng riêng để nghỉ ngơi. Trong khi đó, chủ nhân Tan Su nhanh chóng đi báo cáo tình hình với một nhân vật quyền lực được gọi là đảo chủ. Ông ta thông báo rằng hiện tại, kho báu ở ba tầng đầu của hầm ngục đã bị cướp sạch và lũ óc bắt đầu xuất hiện ở các tầng trên, gây ra nhiều rắc rối. Tan Su đề xuất đảo chủ nên cân nhắc treo thưởng để khuyến khích các nhà thám hiểm tiêu diệt bọn óc này vài ngày trước đảo chủ nhận được thư từ yêu tinh phương tây họ yêu cầu trả lại hầm ngục vì cho rằng đó là di sản của tổ tiên mình tuy nhiên đảo chủ thẳng thừng tuyên bố rằng điều mà lũ yêu tinh thực sự khao khát không phải là kho báu mà là thần chú bất tử được yểm lên hầm ngục ông ta khẳng định bằng mọi giá phải tìm ra thần chú này trước lũ yêu tinh một khi thần chú rơi vào tay đảo chủ ông ta tin rằng ngay cả lũ yêu tinh cũng sẽ phải quỳ lạy và van xin chuyển cảnh đến nam -Maji, cô vừa nhận được tiền lương và nhanh chóng đi đến văn phòng hồi sinh để tra cứu thông tin về em gái của laiốt là Phalin thật may mắn sau khi kiểm tra danh sách người mất họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cô bé có nghĩa là pha vẫn còn sống quay trở lại hầm ngục nhóm của lai tiếp tục cuộc hành trình và quyết định khám phá một thị trấn bỏ hoang thị trấn này dù hoang tàn nhưng vẫn còn sót lại một ít lương thực lai út đẩy cánh cửa dẫn vào một ngôi nhà và cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi bàng hoàng xác người bị cháy đen nằm la liệt khắp nơi nguyên nhân không ai khác ngoài hơi thở lửa của con rồng cảm giác căng thẳng tràn ngập khi cả nhóm nhận ra rằng con rồng đỏ có thể vẫn đang lảng vảng đâu đó quanh đây cả nhóm bắt đầu bàn kế hoạch để đối phó với con rồng, nhưng càng thảo luận, họ càng cảm thấy nản lòng khi nhận ra rằng con rồng cao hàng chục mét, với lớp vảy cứng như thép, gần như không thể tiếp cận được nó. Điểm yếu duy nhất của nó là phần dưới cổ, nhưng với độ cao như thế, việc tấn công trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trong lúc tuyệt vọng, họ chợt nhớ lại lời của Namaji: chảo và dao của Senji được làm từ kim loại đặc biệt, có thể chắn được hơi thở lửa của rồng. Tìm thấy tia hy vọng, cả nhóm bắt đầu nghiên cứu và vạch ra lộ trình để tiêu diệt con rồng đỏ họ phân tích địa hình lập sơ đồ và phân chia vị trí cho từng người trong khi mọi người đang chăm chú lên kế hoạch ông sen si lẻn đi chuẩn bị đồ ăn khi mọi thứ đã sẵn sàng cả nhóm vui vẻ quây quần bên nhau thưởng thức một bữa ăn no nê trước khi bước vào một cuộc chiến cam go món ăn mà ông sen si nấu không chỉ ngon miệng mà còn tiếp thêm sức mạnh làm cho lai ốt donato và chiêu chắc phấn chấn hẳn lên sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm nhưng niềm vui còn chưa được bao lâu vừa ăn xong thì mặt đất bắt đầu rung chuyển tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ xa báo hiệu sự xuất hiện của con rồng không kịp trần trừ cả nhóm nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị cho cuộc chiến trong một căn phòng tối donato cẩn thận vẽ các câu thần chú quanh bức tường chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống phải cho nổ căn phòng bất cứ lúc nào với lượng phép thuật hiện có cô sẵn sàng cứu đồng đội trong trường hợp khẩn cấp donato dự định sẽ dùng phép thuật làm cho con rồng bị choáng sau đó đánh sập tòa nhà trông vùi nó dưới đống đổ nát cách đó an toàn hơn nhiều so với việc tấn công trực tiếp rồng đỏ cuối cùng đã xuất hiện nhóm của lai ốt tạo tiếng động dẫn dụ nó vào một con hẻm gần đó kế hoạch của họ là dụ con rồng phun lửa nhiều nhất có thể để làm suy yếu nó nhưng không dễ dàng gì con rồng quá mạnh mẽ và không dễ bị khống chế họ đem cái nồi gang ra che chắn tưởng rằng nó sẽ giúp họ chống lại hơi thở lửa của rồng nhưng ai ngờ nồi gang chịu nhiệt quá kém nóng đến mức không thể cầm được nữa cả nhóm chỉ còn cách chạy thoát thân trước khi con rồng phun lửa lần nữa biến họ thành cho bụi vừa chạy lai ốt vừa than phiền trách Nam Maji vì đã khiến họ tin rằng gang thép có thể chống lại mọi đòn tấn công của dòng lửa, để rồi giờ đây gặp rắc rối lớn. Donato lúc này đang ngồi trên nóc nhà, căng mắt dõi theo tình hình phía xa. Đột nhiên, cô thấy con rồng liên tiếp phun lửa, trong khi cả nhóm của Lai-ốt bị dí chạy thục mạng về phía cô. Donato ngỡ ngàng, lẩm bẩm không phải là con rồng tới hơi sớm rồi sao? Tình thế hiện tại rõ ràng không giống với kế hoạch mà họ đã bàn bạc từ trước, nhưng khi nước đã đến chân, Donato không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thi triển phép thuật ngay lập tức những dòng thần chú mà cô đã vẽ từ trước bắt đầu phát sáng rồi nổ tung đánh sập cả tòa nhà trong tích tắc đúng lúc con rồng đang lao tới nó bị vùi lấp dưới đống đổ nát cả nhóm chưa kịp vui mừng thì con rồng lại vùng lên mạnh mẽ hất tung cả bọn văng ra xa trong tình thế bất ngờ bị quật ngã nhóm của lai ốt đành giả vờ hẹo hy vọng con rồng mất cảnh giác từ dưới đất nhìn lên lai ốt phát hiện ra vị trí của cái vảy ngược đó là điểm yếu của con rồng và chỉ còn một chút nữa thôi là cậu có thể chạm tới nó nhưng ngay lúc đó một con ken đột nhiên hoảng hốt bỏ chạy kéo theo thanh kiếm văng ra xa tạo ra tiếng động lớn khiến con rồng chú ý thấy nó sắp phun lửa cả nhóm nhanh chóng lao xuống dưới bụng của nó để tránh đòn chiêu chắc không kìm được tức giận chửi lai ốt bằng đủ thứ tiếng lạ vì đã vô tình chọc con rồng đi lên cả nhóm định men theo đuôi của nó để chạy thoát nhưng khi nhìn thấy cái đuôi khổng lồ quất một phát làm nát bét mọi thứ họ đều chùn chân không dám manh động nhân lúc con rồng đang chú ý đến donato người đang đứng phía trên ông sensi quyết định dùng cây diều vũ khí duy nhất mà họ có để tấn công nó như lớp vảy của con rồng quá cứng khiến cây dìu vỡ tan không còn cách nào khác ông sensi đành lôi ra từ trong túi một con dao nhỏ được giới thiệu là con dao độc nhất vô nhị trên thế giới ông khẳng định rằng con dao này có thể cắt xuyên da và xương của mọi ma vật và luôn được bảo dưỡng kỹ lưỡng nên cực kỳ sắc bén lai ốt thử dùng dao đâm vào chân con rồng và thật không ngờ nó xuyên qua lớp da dễ dàng nhưng con dao quá nhỏ chẳng những không gây ra đòn chí mạng mà còn khiến con rồng nổi điên hơn tình thế lúc này trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu tiếp tục bị con rồng ép lùi như thế chẳng mấy chốc họ sẽ bị đẩy ra khỏi không gian an toàn và khi đó con rồng có thể thiêu dụi cả thị trấn ông sensi đề nghị mình sẽ đánh lạc hướng con rồng nhưng lai ốt kiên quyết không đồng ý vì lo sợ nó nguy hiểm sensi cố gắng thuyết phục rằng nếu họ không liều mạng thì chắc chắn sẽ bị ăn thịt ngay khi dứt lời ông lao nhanh về phía thanh kiếm bị văng nhưng con rồng đã dùng cả thân hình khổng lồ của nó đè xuống lai ốt nóng lòng muốn giúp định chạy đến nhưng chiêu chắc nhanh trí gạt chân anh ngã xuống bảo rằng hành động này chẳng giúp ích gì thay vào đó nên đi tìm Donato để bàn bạc cách đối phó. Chưa chắc chạy đến kiểm tra ông Sensi thì nhận thấy con dao ban nãy vẫn còn cắm trong chân con rồng. Cậu nhanh trí rút dao ra và phi thẳng vào mắt nó, con rồng đau đớn, loạn choạng rồi ngã xuống. Nhân lúc đó, Chiu chắc lao tới chụp lấy thanh kiếm, nhưng nó bị dính chặt xuống đất. Ông Sensi dù vẫn còn sống sót, lung côn bò dậy và ném thanh kiếm về phía Lai ốt. Lai ốt một tay cầm kiếm, một tay cầm cái nồi gang, chạy nhanh về phía con rồng. Lai ốt và Donato đang chạy thì bất ngờ va vào nhau cả hai nhận ra rằng việc tiếp cận con rồng lúc này rất nguy hiểm vì nó đang cực kỳ hung hãn lai ốt đề nghị một kế hoạch táo bạo anh sẽ nhảy lên đầu con rồng bằng cách đứng vào trong cái nồi gang còn donato sẽ thi triển thần chú bùng nổ giống như khi cô đấu với thủy thần hôm trước mặc dù donato còn phân vân nhưng khi nghe lai ốt khẳng định anh không có ý định bại trận thì cô quyết định tin tưởng và đồng ý làm theo lời anh do con rồng đã bị mù mắt trái nên donato dễ dàng giúp lai ốt nhảy lên đầu nó lai ốt cẩn thận đưa chân vào miệng con rồng nhưng nó cắn chặt hai hàm răng lại khiến anh đau đớn vô cùng. tuy nhiên, nhờ đó lai út có thể thả người xuống và nhìn thấy rõ vị trí của cái vảy ngược phía dưới của nó. lai út dồn hết sức đâm thanh kiếm vào cái vảy, làm con rồng đau đớn cực độ. nhưng trong cơn giãy ruộng, nó đã cắn đứt một bên chân trái của lai út trước khi anh rơi xuống đất. lúc này, hồi ức chợt ùa về với lai út nhớ lại khi anh còn nhỏ chạy trên con đường làng và pha đang đuổi theo. pha hỏi anh định đi đâu và lai út nói nghe đồn có ma ở nghĩa trang, dặn em gái đừng mách cha mẹ. khi đến nghĩa trang Pha sợ hãi cứ bám chặt vào Lai Ốt. Cả hai ngó quanh một hồi mà chẳng thấy bóng dáng con ma nào. Lai Ốt chán nản nắm tay em gái định kéo về. Nhưng bất ngờ, bàn tay cậu nắm phải một bộ xương và một con ma xuất hiện trước mặt. Con ma yêu cầu Lai Ốt cởi chiếc nhẫn trên tay nó ra. Lai Ốt sợ hãi nhưng vẫn bảo Pha hãy chạy trước. Bất ngờ, Pha không chạy mà nhặt một thanh gỗ, đập mạnh vào đầu anh trai, khiến con ma đau đớn rồi bỏ chạy. Pha chỉ vào một ngôi mộ gần đó và nói rằng chiếc nhẫn đang trói buộc linh hồn của người đàn ông được chôn dưới ngôi mộ này nếu giúp tháo nó ra, linh hồn ông ấy sẽ được tự do. Lúc này, cha của hai đứa trẻ và dân làng cũng đã đến hiện trường. Khi nhìn vào ngôi mộ, họ nhận ra đó là của một người mới mất. Người này thường khoe khoang rằng ông ta đã mua được một chiếc nhẫn từ yêu tình. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là việc một cô bé như Pha lại biết về chiếc nhẫn đó. Những lời bàn tán khiến Pha bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Nhưng khi về nhà, Lai Út đã nhanh chóng an ủi cô em gái. Anh nói rằng cô nên vui mừng vì có được khả năng linh thuật đặc biệt và nên chăm chỉ học phép thuật để mở ra nhiều cơ hội tốt hơn trong tương lai. Linh nghe anh nói thì rất vui và bắt đầu mơ mộng về những ngày tháng lớn lên sẽ cùng anh trai du ngoạn đến những vùng đất xa xôi. Nhưng ngay sau đó, ký ức lại đưa Lai ốt đến một cảnh tượng khác. Linh nhìn anh với vẻ mặt buồn bã, nói rằng có lẽ cả hai không nên đi cùng nhau nữa. Chỉ nói anh không cần lo cho mình rồi quay lưng chạy đi, để lại Lai ốt đứng đó, ngỡ ngàng trong ánh hoàng hôn lịm tắt. Lai ốt bừng tỉnh, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ cảm giác mất mát vẫn còn vương vấn trong lòng nhưng hiện tại anh phải đối mặt với thực tế donato đang cố gắng cầm huyết cho anh rồi nhanh chóng chạy đi tìm lại cái chân bị mất sẵn tiện tìm kiếm hai người kia lai tự nhủ rằng mình sẽ không bỏ cuộc nhất định sẽ tìm lại được falin trong khi đó ông sensi nghe thấy tiếng gọi của donato liền tỉnh dậy nhưng chiêu chắc vẫn còn nằm bất tỉnh rất may hai người họ không bị gãy xương donato bắt đầu đọc thần chú trị thương cho chiêu chắc và khi cậu tỉnh lại đầu cậu đau như búa bổ donato cười nhẹ bảo rằng đau như vậy là dấu hiệu tốt, chứng tỏ vết thương đang phục hồi. Sau đó, cô quay sang ông Sensi, bảo ông đưa đầu đây để trị liệu. Ông Sensi hơi rén, từ chối một cách yếu ớt, nhưng tất nhiên, không chạy thoát khỏi tay Donato. Donato tiếp tục tìm lại cái chân của Laiot và mang nó về. Cô đọc thần chú, và thật ngạc nhiên, chân của Laiot liền lại như chưa hề bị thương. Lai-ốt chỉ cảm thấy hơi ngứa một chút, chứ không hề đau đớn như Chiêu Chắc và ông Sensi. Cả nhóm tụ lại, khen ngợi Lai-ốt vì đã hạ được con rồng đỏ, rồi nhanh chóng tiến hành mổ bụng nó ra. Tuy nhiên, da và thịt của con rồng quá dày, khiến cả nhóm mất một thời gian dài mới có thể tiếp cận được bao tử của nó. Khi mổ ra, họ không tìm thấy gì bên trong. Điều này khiến cả nhóm rơi vào trạng thái hoang mang vì lo sợ rằng pha đã bị phân hủy. Nhưng chưa muốn bỏ cuộc, họ tiếp tục tìm kiếm trong cả phần ruột của con rồng, nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu nào của pha thậm chí là một mảnh xương cũng không có. Donato định tiếp tục tìm trong phần phân của con rồng, nhưng chiêu chắc đã nhanh chóng ngăn cô lại. ốt sau một lúc suy nghĩ, hình như đã nhớ ra điều gì đó anh nhanh chóng chạy vào trong bụng rồng lôi ra một túi khác khi mổ túi ra cả nhóm phải lấy tay bịt mũi vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc lai ốt giải thích rằng đây là túi mà rồng sử dụng để chứa những phần không tiêu hóa được nhằm làm nguyên liệu phun lửa tìm kiếm trong đống hỗn độn đó một hồi lai ốt cuối cùng cũng phát hiện ra một sợi tóc giống của lin. cả nhóm chia nhau ra tìm tiếp hy vọng có thể tìm thấy thêm manh mối về lin. lai ốt nhặt lên một cái sọ đầu mắt đăm đăm nhìn vào đó rồi bất giác gọi tên em gái cảm giác đau lòng tràn ngập lai út cố gắng thu thập từng mảnh xương còn lại của pha Lin, hy vọng rằng có thể mang cô đến văn phòng hồi sinh chiêu chắc lo lắng nói rằng có thể trong đống xương mà lai út nhặt được có lẫn cả xương sói mà donato cũng phản đối vì nếu mang đống xương này đi trong tình trạng hiện tại có thể sẽ không thể hồi sinh pha thành công cô giải thích rằng mối liên kết giữa linh hồn và thể xác của pha đang rất mong manh nếu thân xác tổn thương quá nhiều linh hồn cô bé có thể rời đi mãi mãi donato sau đó nảy ra một ý tưởng táo bạo cô đề xuất sẽ dùng huyết và thịt của con rồng để hồi sinh Falin. Ông Sensi, người hiểu biết đôi chút về phép thuật liền ngăn cản ngay. Ông cảnh báo rằng đó là một loại hắc thuật, một trong những phép thuật cấm kỵ. Ông lo sợ rằng nếu Donato sử dụng hắc thuật, những điều tồi tệ có thể xảy ra với cô. Nhưng Donato kiên quyết, cô nói rằng trong phép thuật không có ranh giới rõ ràng giữa thiện và ác, mà chỉ có mục đích sử dụng mới quyết định được điều đó. Ma thuật cổ xưa hay hắc thuật chính là cách duy nhất hiện tại để đưa Falin trở về. Nghe những lời nói của Donato, Lai tìm thấy được một tia hy vọng. Donato hít một hơi thật sâu, sau đó rạch một đường dài trong lòng bàn tay. Cô dùng huyết thấm vào cây gậy phép, rồi cẩn thận vẽ thành hình tròn để xây nên pháp trận. Từng đường nét của pháp trận được Donato vẽ ra với sự tập trung cao độ. Sau khi vẽ xong pháp trận, họ bắt đầu công đoạn tiếp theo, tìm kiếm những mảnh xương còn sót lại trong chiếc túi của con rồng. Cả nhóm bắt tay vào công việc tỉ mỉ và phức tạp này. Tổng cộng có khoảng 840 mảnh xương khác nhau và họ phải sắp xếp từng mảnh, phân loại cẩn thận để xác định đâu là xương người, Đâu là xương của sói ma. Dưới sự chỉ dẫn của Donato, sau một khoảng thời gian dài và đầy căng thẳng, bộ xương người cuối cùng cũng được hoàn thành. Khi bộ xương đã được đặt ngay ngắn ở giữa pháp trận, Donato nhúng gậy vào huyết rồng, bắt đầu đọc thần chú bằng giọng đều đặn nhưng đầy uy lực. Những dòng huyết đỏ tươi từ pháp trận dần chảy về phía bộ xương, như thể được dẫn dắt bởi những câu thần chú đầy sức mạnh. Không khí quanh họ trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn, khi những làn khói đen dày đặc bắt đầu bốc lên từ xung quanh bộ xương. Donato càng đọc thần chú, bộ xương càng dần trở về hình hài của một con người. Cuối cùng, khi hình người đã hoàn thành, Donato cũng kiệt sức đến mức không còn sức đứng vững, cô gục xuống, bất tỉnh. Lai ốt nhanh chóng tiến đến, và trước mắt anh là hình hài của em gái Palin, người mà anh đã không ngừng tìm kiếm. Ban đầu, cả nhóm tưởng rằng nghi lễ đã thất bại, nhưng rồi Palin bỗng mở mắt, ho sặc sụa, tiếng ho khàn khàn như thể cô vừa thoát khỏi cơn nghẹt thở vậy. Chiêu Chắc vội giải thích rằng đó là do huyết đã chặn đường thở của cô bé. Laios đỡ Palin dậy, nhẹ nhàng giúp cô ho ra hết tiết, ánh mắt cô lờ mờ dần tỉnh lại và khi nhận ra người đứng trước mặt mình là anh trai, một cảm giác ấm áp tràn về. Lai ốt ôm trầm lấy em gái trong sự xúc động, anh lấy một tấm khăn đắp lên người cô, rồi quay lại Lai Donato dậy. Donato dù kiệt sức nhưng vẫn cố gắng lê bước đến bên Phalin, ôm trầm lấy cô bé và khóc nức nở. Mọi người trong nhóm đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả Phalin và Donato đều an toàn. Chiêu chắc lúc này bắt đầu giới thiệu với Phalin những người đồng đội mới. Đầu tiên là Sensi, ông ấy đã giúp nhóm của Lai ốt rất nhiều trong cuộc hành trình gian nan này. Sensi cũng rất vui mừng khi được gặp Falin, họ trao nhau những lời chào đầy thân thiện. Sau đó Donato và Falin cùng nhau tắm trong một bồn tắm lớn, được đặt trong một căn phòng nguy nga tráng lệ. Donato vui vẻ tắm cho Falin, cẩn thận kiểm tra từng vết thương trên cơ thể cô để đảm bảo rằng không còn chỗ nào bị thương. Falin với vẻ mặt ngây thơ, nhận thấy Donato trông còn xanh xao hơn cả mình. Donato chỉ cười nhẹ và nói đó là do cô đang thiếu phép thuật. Falin liền nắm chặt tay Donato, muốn chia sẻ một ít phép thuật của mình cho chị. Donato giật mình rút tay lại, cảm thấy bất ngờ trước sự ngây thơ và lòng tốt của Falin. Sau khi tắm xong, Falin bước ra khỏi phòng và đi đến nơi mọi người đang tập trung. Sensi với bó củi và một cái chảo trên tay, lon ton đi tìm nơi để nấu ăn. Không ngờ rằng hướng mà Sensi đang đi chính là xác của con rồng, nơi mà Lai ốt trước đó đã rạch túi nhiên liệu. Lai ốt hoảng loạn chạy tới để ngăn cản ông ấy lại nhưng không kịp. Sensi vô tình đánh lửa và một vụ nổ khủng khiếp xảy ra ngay lập tức. Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, nhưng khi mở mắt ra, mọi người nhận thấy mình đều bình an vô sự thì ra trong khoảnh khắc nguy cấp đó pha đã kịp thời sử dụng phép thuật phòng thủ để cứu mạng mọi người sau khi lai ốt giải thích tình hình cho sensi ông nhìn thấy trên bụng con rồng có một ngọn lửa vẫn đang cháy rất dữ dội không bỏ lỡ cơ hội sensi liền bắt tay vào việc nấu ăn sensi trộn tất cả nguyên liệu thành một hỗn hợp bột rồi nặn bột thành đế bánh pizza tiếp theo ông giải đều topping lên mặt bánh dùng một miếng da rồng làm khai nướng rắc một chút bột mì lên trên rồi bỏ vào ngọn lửa đang cháy tiếp theo Senxi nhanh chóng cắt bỏ phần đầu của đuôi rồng, rồi lột ra để hầm canh. Ông cắt thịt rồng thành từng miếng vuông, rồi dùng khay ra rồng đang nóng để áp chảo cho đến khi vảy rồng chín vàng. Sau vài thao tác điều luyện, một bữa ăn thịnh soạn đã sẵn sàng với canh đuôi rồng, pizza hành tây và rồng đỏ nướng. Linh cầm một miếng pizza lên ăn ngon lành. Cả nhóm quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Lai Út kể rằng do không đủ kinh phí, họ đã phải ăn ma vật để có thể đến được đây. Linh tỏ ra rất thích thú và tò mò về những món ăn mà họ đã thử qua. Lai ốt hào hứng khoe rằng họ đã ăn bọ cạp khổng lồ, sờ lam, nấm biết đi, giáp sống và còn nhiều thứ khác nữa. Pha Linh trầm trồ hỏi chi tiết về món giáp sống, thì Chiêu chắc liền đề nghị cho cô xem hàng thật. Lai ốt rút cây kiếm của mình ra, và từ thân cây kiếm, một đôi mắt bé xíu thỏ ra nhìn. Pha Linh cầm cây kiếm lên, nhưng nó bất ngờ nhảy ra khỏi tay cô. Lai ốt thú nhận rằng mặc dù biết ma vật rất nguy hiểm, nhưng vì tính nhạy cảm đặc biệt của nó với các ma vật khác, anh đã quyết định giữ lại cây kiếm này, mặc dù anh vẫn đang tìm kiếm một vũ khí mới. Sau khi ăn xong, cả nhóm tìm một căn nhà an toàn để nghỉ ngơi. Pha vô tình thấy linh hồn của một em bé nhỏ đứng lặng lẽ đằng sau cửa. Cô xin phép linh hồn rằng họ chỉ tạm nghỉ ngơi và sẽ rời đi ngay sau đó. Pha và Donato ngủ chung giường và trong Donato thật hạnh phúc khi được nằm bên cạnh Pha Trước khi ngủ, Pha bước ra ngoài và bất ngờ thấy vết thương trên người anh trai mình. Cô trách móc Lai-ốt vì đã liều lĩnh như vậy, nhưng Lai-ốt chỉ cười và nói rằng chính cô mới là người làm những chuyện liều lĩnh trước. Anh ôm em gái vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, và nói lời chúc ngủ ngon. Cuối cùng, cả nhóm chìm vào giấc ngủ trong sự yên bình sau một ngày dài đầy biến cố. Bên ngoài căn nhà cạnh sát con rồng, dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng dáng bí ẩn lặng lẽ đứng đó, toát lên sự nguy hiểm. Đó là một yêu tinh tóc trắng, với đôi mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu mọi bí mật. Trong khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, ông Sensi vẫn cần mẫn bảo quản lại mớ thịt rồng, chăm chút từng chi tiết nhỏ như một nghệ nhân. Bất chợt, Pha Linh giật mình tỉnh giấc, ánh mắt đượm buồn nhưng lại có gì đó thôi thúc cô rời khỏi giường cô nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ bị dẫn dắt bởi một cảm giác mãnh liệt từ tận sâu trong tim bước thẳng đến nơi có xác con rồng tên pháp sư đã chờ sẵn ở đó bóng dáng hắn hiện lên lạnh lùng trong bóng tối giọng nói trầm đục vang lên trách móc pha linh vì đã không lo đi tìm bệ hạ mà lại thành thơi ngủ nghỉ lai ốt đang ngủ say thì bỗng nhiên thanh kiếm đổ ập xuống tạo ra tiếng động khiến anh giật mình tỉnh giấc nhìn quanh anh không thấy pha linh đâu lo lắng lai ốt đi hỏi mọi người nhưng không ai biết tung tích của em gái anh đâu cả nhìn thấy cửa sổ mở toang Lai Út liền nhận ra Pha đã ra ngoài. Anh vội vàng chạy đi tìm, trong lòng tràn đầy lo lắng và bất an. Chạy đến nơi có xác rồng đỏ, Lai Út thấy Pha đang ôm đầu, miệng thì thầm tên ngài Zega như thể đó là tất cả những gì cô có thể nhớ. Tên pháp sư từ trong bóng tối bước ra, giọng điệu khinh bỉ nói rằng tất cả những gì tồn tại trong hầm ngục này, kể cả hạt cát dưới chân Lai Út, đều thuộc về quốc vương Zega. Hắn gọi Lai Út là kẻ trộm bẩn thỉu, gương mặt hắn hiện lên nét hung ác, dò xét mục đích thực sự của Lai Út là gì. Trong khoảnh khắc, Lai Út chợt nhận ra hắn chính là tên pháp sư điên rồ mà anh đã gặp trong bức tranh, đó không ai khác chính là chúa tể của hầm ngục này. Ngay lúc đó, Donato và đồng đội cũng đến, nhưng không ngờ, Falin lại cảm thấy đau đầu như búa bổ, bỗng nhiên hất phăng Lai Út ra xa. Tên pháp sư đứng chắn trước mặt Falin, hắn rút ra một quyển sách cũ kỹ rồi bắt đầu niệm chú. Donato nhanh chóng nhận ra đây là một loại ma thuật cổ xưa, được sinh ra từ huyết rồng, nó có thể triệu hồi vô số con rồng nhỏ để tấn công. Không còn cách nào khác, Donato phải sử dụng ma thuật cổ để chống lại. Cô dùng huyết của mình viết lại câu thần chú, dùng gậy phép để giải trừ những con rồng nhỏ đang lao tới, ngay cả thịt rồng mà ông Sensi làm cũng bị tên pháp sư điều khiển, lẫn vào đám huyết rồng mà hắn ta đang sử dụng. Donato chưa kịp thở phào thì tên pháp sư đã khiến cả đám rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Hắn ta hờ hững nhìn Lin, gọi cô là rồng và ban cho cô một hình hài mới. Huyết rồng hòa quyện vào cơ thể Lin, khiến cô trở thành công cụ hoàn hảo cho nhiệm vụ mà hắn giao phó. Nhóm của Laios rơi xuống một căn hầm tối om, không có lối thoát những bức tường bắt đầu chuyển động ngày càng thu hẹp lại đe dọa nghiền nát bọn họ tình thế ngặt nghèo khiến mọi người bất lực họ chỉ biết chờ đợi cái chết đến gần dù không phải là lần đầu họ đối mặt với tử thần nhưng nếu hẹo trong hầm ngục thế này chẳng ai có thể tìm ra họ kịp thời để hồi sinh donato không muốn mọi công sức của mình đổ sông đổ bể một cách vô nghĩa nhưng khi hy vọng dường như đã mất cô bỗng được các hồn ma kéo qua một lỗ hồng nhỏ dẫn mọi người thoát khỏi căn hầm tử thần tiến vào một căn phòng khác chưa chắc tỉnh dậy đầu tiên liền gọi mọi người dậy để xem xét tình hình. Donato bị đè bẹp dưới thân các đồng đội, khí lạnh tràn vào khiến cả nhóm bị các hồn ma bao quanh. Sau ít phút, những hồn ma tan biến, nhưng khi Chiêu Chắc vừa mở cửa, cả đám lại đụng phải một đám ót to lớn. Cả hai bên đều hốt hoảng nhìn nhau, đám ót lập tức xông vào khống chế nhóm của Lai Ot, nghi ngờ họ là nội gián. Đội trưởng nữ ót, với ánh mắt lạnh lùng, quyết định muốn trải nghiệm cảm giác lần đầu kết liễu tộc người tai dài và mục tiêu chính là Donato. Trong tình thế nguy hiểm, Sensi vội lên tiếng ngăn cản, ông nhận ra nữ ót này có thể là em gái của tộc trưởng ót nên đã nói rằng họ đang thực hiện lời hứa với tộc trưởng đám ót dùng mũi đánh hơi và nhận ra mùi của ông sensi đó là một mùi hơi chua khiến họ ban đầu không thể nhận ra nữ ót hỏi ông đã hứa gì với tộc trưởng sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện cô nhận ra lý do tại sao không còn thấy con rồng đỏ nữa và bày tỏ lòng biết ơn cô ra lệnh cho đàn em đi chế thuốc điều trị sau đó đích thân bón thuốc cho lai ốt đang bất tỉnh donato nhìn thứ thuốc xanh lẻ ấy mà không khỏi dùng mình rồi lăn ra bất tỉnh dù đang trong trạng thái bất tỉnh Lai-Ot lập tức trợn mắt nhảy đành đạch sau khi uống thuốc còn donato chưa kịp từ chối đã bị nữ ót bón thuốc cho đến ngất xỉu nhân cơ hội chiêu chắc hỏi thăm nữ ót về tên pháp sư yêu tinh giả với mái tóc bạc nữ ót cho biết hắn đã xuất hiện từ rất lâu trước khi họ đến đây sinh sống mỗi khi có người ngoài can thiệp quá sâu vào hầm ngục hắn sẽ xuất hiện tạo ra ma vật và điều khiển chúng theo ý mình đồng thời thay đổi địa hình chỉ cần một cái lật sách của hắn bất kỳ sinh vật nào cũng có thể bị kết liễu ngay lập tức chưa chắc Bàng Hoàng nhận ra rằng họ đang bị tên cai quản hầm ngục để ý tới. Điều này có nghĩa rằng họ đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây trước khi quá muộn. Nữ ốt nhớ lại lời dặn của anh trai mình, người luôn cảnh báo không được động đến dòng đỏ. Anh cô từng nói chúng là tay sai của tên pháp sư. Nếu kết liễu chúng chẳng khác nào chọc giận một thế lực mà họ không thể đối đầu. Giờ nghe lại lời anh, cô mới thấm thía sự đúng đắn của những lời đó. Nhìn sang Lai ốt và Donato, cậu cảm thấy lo lắng vì biết chắc khi họ tỉnh lại điều đầu tiên họ sẽ làm là tìm cách tiếp tục đi sâu hơn vào hầm ngục để tìm pha lin chắc quay sang nhờ nữ ót dẫn đường giúp cậu lấy đồ nhưng cô ta từ chối ngay lập tức vì không muốn dính líu đến kẻ mà cô cho là thỏ đế ông sensi lên tiếng bênh vực chiêu chắc khẳng định rằng cậu không phải là người xấu ông cũng xin nữ ót giúp chiêu chắc trong khi ông sẽ ở lại để chăm sóc hai kẻ đang bất tỉnh kia cuối cùng nể tình ông sensi nữ ót đồng ý dẫn chiêu chắc đi trên đường đi cô hỏi thăm về một thành viên bị lạc chưa chắc nhắc lại lần cuối họ nhìn thấy cô ấy là khi nằm dài dưới chân tên pháp sư tình hình chẳng mấy khả quan nữ ót tỏ ra nghi ngờ rằng chiêu chắc có thể đã dùng đó làm cái cớ để rời bỏ đồng đội nhưng dù sao đi nữa người ngoài cuộc như cô không thể phán xét trong lúc đi một luồng gió lạnh thổi qua làm chiêu chắc bất chợt dùng mình khi thấy một bóng ma lang thang sau lưng mình nữ ót cho biết đó là linh hồn của những cư dân từng sống trong thành phố này họ vẫn còn ý thức và chỉ xuất hiện khi họ muốn đường họ đi rất an toàn và nữ ốt dẫn chiêu chắc đi theo bóng ma ngang qua nơi mà họ đã hạ gục con rồng đỏ. Nơi đó giờ chỉ còn lại vài vệt máu, mọi dấu vết khác đã biến mất không một chút tăm hơi. Nữ ót tò mò hỏi về cách mà họ đã giết con rồng. Chiêu chắc kể lại vắn tắt những nhiệm vụ mà mỗi người đã thực hiện, từ việc cậu và ông Sensi đánh lạc hướng, đến Lai ốt là người trực tiếp nhảy lên và tấn công điểm yếu của rồng. Nữ ót cảm thán trước sự dũng cảm của họ, nhưng Chiêu chắc chỉ thấy đó là một canh bạc liều lĩnh. Chính vì vậy mà có vài đồng đội đã quyết định rời đi ngay từ đầu, và giờ nghĩ lại, cậu thấy họ mới là những người sáng suốt tiếp tục hành trình chiêu chắc chỉ cho nữ ót nơi mà nhóm họ đã chữa trị vết thương và cùng nhau ăn thịt rồng khi dọn dẹp đồ đạc của mình nữ ót hỏi làm sao họ có thể sống sót sau khi đối đầu với tên pháp sư chiêu chắc giải thích rằng chính donato đã đỡ được đòn tấn công của hắn và bảo vệ cả nhóm nữ ót không thể tin nổi cô không ngờ một người trông có vẻ yếu đuối như donato lại có thể sử dụng hắc thuật dù donato có thoát khỏi hầm ngục sống thanh thản có lẽ sẽ là điều khó khăn chiêu chắc bực mình mắng đồng đội là đồ ngu ngốc đáng ra họ nên nói dối để được trở về mặt đất vì giờ đây dù cậu có bị gắn mác hèn nhát thì cũng chẳng sao nữ ốt nhìn sâu vào lòng chiêu chắc rồi nhẹ nhàng nói rằng nếu cậu không muốn thấy họ đang xuất thì hãy nói thật lòng mình ra bị nói chúng tâm can chiêu chắc chỉ biết im lặng trong lúc đó cậu vô tình đá vào thanh kiếm của lai ốt nhìn qua nơi rồng đỏ từng nằm cậu thấy những vệt huyết kéo dài như thể bị kéo lê đi khi quay trở lại cậu thấy lai ốt và ông sensi đang lôi kéo nhau vừa tỉnh lại lai ốt đã muốn đi tìm pha chiêu chắc cố gắng kéo anh bình tĩnh trở lại chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc cậu biết tâm trí của Lai-ốt đang rối loạn, nhưng họ không thể tiếp tục cuộc tìm kiếm này, vì cái kết có thể sẽ là sự hy sinh của tất cả. Chiêu chắc rưng rưng nước mắt, cầu xin Lai-ốt nén đau thương, quay về mặt đất vì sự an toàn của mọi người, cậu không muốn mất thêm ai nữa. Tình anh em có thể không sánh bằng tình yêu thương của Lai-ốt dành cho em gái, nhưng giờ đây họ có đến ba người và họ cần sống sót. Họ có thể quay về báo tin cho đảo chủ và gom tiền để thuê thêm người giúp đỡ, vì thế cậu xin anh hãy quay về. Ông Sensi cũng lên tiếng thông báo rằng lương thực đã cạn kiệt, và ông muốn nấu một bữa thật ngon cho Phalin. Họ cần quay về thị trấn để bổ sung lương thực. Nữ ốt cũng tiếp lời, nói rằng họ đã gửi tín hiệu rằng rồng đỏ đã bị tiêu diệt và tộc của cô sẽ sớm trở về. Khi đó, tộc ốt sẽ giúp đỡ hết sức mình nếu Lai ốt quay về. Trước những lời khuyên từ mọi người, Lai ốt không thể cố chấp nữa. Anh xin lỗi vì đã khiến Chiêu chắc lo lắng và đồng ý quay trở về. Trong khi đó, ở các đội khác, ông già đã hồi sinh đội của tên Giang Ngâm Kabul đã bị mỹ nhân ngư tấn công và suýt nữa thì bỏ mạng nếu không nhờ ai đó tốt bụng kéo họ lên mặt đất thì đã bị làm mồi cho cá từ lâu rồi nghe thế đồng đội này số nhờ chó Kuzo kiểm tra lại Kuzo người thử thì khẳng định đúng là nhóm của kabun đã trộm kho báu ông già đòi kabun trả lại phí hồi sinh cậu đã tỉnh táo lại và nhớ rằng họ đã bị cá tấn công rồi hẹo lần nữa nhìn Namaji, kabun cảm thấy có điều gì đó quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là gì sau đó đội ông già tiếp tục hành trình trong khi kabun vẫn không ngừng nhìn theo Namaji. ba người còn lại kiểm tra lương thực và phát hiện tất cả đã mất sạch họ kết luận rằng nhóm cướp kho báu đã lấy mất số lương thực này trong sự hậm hực họ hỏi kabul xem nên làm gì tiếp theo kabul quyết định rằng họ phải quay về thị trấn vì đã cạn kiệt lương thực không thể tiếp tục hành trình dù không muốn thừa nhận nhưng họ không có đủ năng lực để đi tiếp kabul cũng khuyên mọi người hãy biết ơn vì mình vẫn còn sống nhỏ jin vẫn muốn tìm bằng được lũ trộm thấy vậy kabul phải hứa rằng sẽ tìm chúng sau khi trở về đất liền thì cô mới chịu nghe theo cả nhóm quay lại đường cũ chuẩn bị rời khỏi hầm ngục khi đến đoạn sông kabul không quên nhắc mọi người cẩn thận nhưng vừa dứt lời sương mù dày đặc đã bao phủ xung quanh bốn người cá bất ngờ xuất hiện bao vây lấy họ kabul ngay lập tức đối đầu với một trong số chúng đó là một tên cầm rìu và cậu nhận ra ngay cách sử dụng rìu này rất quen thuộc thủ pháp này chỉ có thể là của đồng đội cũ đây a kabul liền ôm lấy người cá gọi tên đây a và cố gắng làm cậu ta tỉnh táo lại hóa ra sương mù này là ảo giác kabul lần lượt nhận diện từng người và mối nguy hiểm lớn nhất chính là Jin, người đang niệm phép và có thể biến cả nhóm thành cho bụi Cách duy nhất để ngăn cản là bịt miệng cô lại, nhưng Kabul lại chọn cách táo bạo hơn. Anh hôn Jin một cái chụt, khiến cô đơ người trong hình dạng người cá. Tên tạo ra ảo giác bị Kabul phát hiện, hoảng sợ bỏ chạy nhưng không thoát khỏi Kabul, cậu đã nhanh chóng khống chế hắn. Không khí lập tức trở lại bình thường, nhưng lại xuất hiện thêm một nhóm chuyên nhật xác. Kabul lập tức đoán ra được cuộc hội ngộ này không phải là ngẫu nhiên. Những kẻ nhật xác đã âm thầm theo dõi đội của Kabul, chờ cơ hội để lượm xác khi họ bị tiêu diệt. Nhưng khi chúng đến nơi, Bun và đồng đội đã được hồi sinh khiến chúng mất kiên nhẫn mà tấn công, tạo ra cuộc xung đột. Kabul nhận ra tội ác của bọn này, trộm cắp và tấn công nhà thám hiểm là trọng tội. Khi Kabul đề nghị báo cáo với đảo chủ, bọn chúng vội vã thương lượng, đề nghị chia phần thưởng nếu Kabul đưa xác của chúng đến văn phòng hồi sinh. Tên cầm đầu trước khi bất tỉnh, trao cho Kabul một cây đinh ba và yêu cầu cậu hãy kết liễu hắn. Kabul giả vờ đồng ý, nhưng nhanh chóng chém gục hai tên đàn em phía sau và sau đó xiên luôn vào cổ thằng thủ lĩnh. Tên cuối cùng van xin nhưng không được tha, xác của chúng sau đó đã bị quăng xuống hồ. Sau khi giải quyết xong, Carbon thở dài và nhận ra mình đã mất kiên nhẫn. Jin đứng cạnh cũng thừa nhận và cho rằng tình hình của họ không mấy sáng sủa. Giờ đây, họ không chỉ nghèo mà còn mất cả những thứ quý giá. Carbon suy ngẫm, dù đảo chủ coi hầm ngục là nguồn lợi nhuận, nhưng khi báu vật cạn kiệt, không còn ai muốn mạo hiểm vào hầm ngục, ma vật sẽ tràn ra ngoài và gây hại cho người dân. Họ cần phải nhanh chóng hóa giải lời nguyền của hầm ngục. Cả nhóm vừa hồi sinh nên ai cũng cảm thấy đói bụng. Đồng đội phát hiện trong hành lý của những kẻ nhặt xác có rất nhiều đồ quý giá kabul cho phép mọi người lấy hết đồ ăn còn lại thì ném xuống hồ cả nhóm quây quần bên nhau ăn uống thỏa thích đó toàn là những món ngon đắt tiền ai nấy cũng cảm thán rằng những kẻ nhặt xác này đúng là giàu có kabul cho rằng những kẻ nhặt xác này chắc hẳn phải rất khôn ngoan hoặc có tay trong để lách luật làm cái nghề này cậu cũng không định báo cáo với đảo chủ vì ông ta cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn lúc này kabul cũng nhắc đến đội đã trộm báu vật và đồ ăn của họ dựa trên những thông tin hiện có Kabul thu hẹp phạm vi và đoán rằng đó chính là đội của anh em Laiot và Falin. Cậu lấy ra bao tay đã yểm phép trừ ma cho Jin xem, rồi đoán rằng chủ nhân của chiếc bao tay này hình như không thạo việc lắm. Có vẻ như anh ấy học từ trường phép thuật và chắc chắn đây là phép của yêu tinh. Kabul thầm nghĩ cô em mà cậu nhớ đã học trường phép thuật và rất thân thiết với một yêu tinh nên đoán hai người họ học cùng trường phép thuật. Gấu cho Kuzo chỉ ngửi được mùi của con người là vì một trong hai anh em đã thất lạc. Nội bộ bắt đầu bất đồng quan điểm về việc cứu Falin nên đã tan rã người lùn tóc đỏ họ gặp ban nãy chính là đồng đội cũ của nhóm lai trong lúc khốn cùng họ đã trộm kho báu và đồ ăn có lẽ họ đã tuyển thêm một người lùn nữa Kabul nhớ lại trước đó đội của lai có 6 người rồi đi ba người rồi thêm người lùn nữa là đúng bốn người đây nhớ ra người lùn tóc đỏ tên nam cô ấy cũng khá nổi tiếng vì là con của kẻ buôn vũ khí sau đó ăn chặn và biến mất vì điều đó mà đảo chủ có cái nhìn rất tiêu cực với tộc người lùn mick một thành viên khác cũng biết sơ về chiêu chắc một kẻ trung niên tham lam luôn tìm cách ép người ký hợp đồng rồi đòi phí môi giới. Tên đó mà biết cô thuê Kuzo kiểu gì cũng cần nhằn cho mà xem. Mick ôm lấy chú gấu chó của mình, khẳng định chỉ có cô mới là chủ nhân tốt. Người phương Đông Suzo là đồng hương của Jin nhưng cô chả biết anh ta là ai. Cái này thì Kabul biết, anh ta đến đảo cùng đồng hương rồi gia nhập vào tổ đội thám hiểm của Lai-ốt. Khi chất con nhà tài phiệt rõ ràng, đi thám hiểm cũng chỉ để kiểm tra năng lực. Mick không ngờ Kabul nhớ rõ mọi chi tiết về người khác đến thế, Jin cũng thấy cậu có vẻ rất cao hứng. Kabul cũng thừa nhận và mong rằng đó là tổ đội của anh em họ. Cậu rất muốn được gặp họ. Kabul kể lại lúc trước Lai Ốt đã kiếm bộn tiền từ một nhóm khai thác vàng. Nhưng anh đã trao hết số tiền cho những người đồng đội bị bệnh không thể vào hầm ngục, quả là một hành động cao cả. Chưa hết, đồng đội của anh vẫn nhận được tiền dù đã hết bệnh ngay từ đầu rồi chuyển sang buôn lậu. Kabul không muốn hầm ngục rơi vào tay anh em Lai Ốt. Đồng đội đều tin tưởng Kabul sẽ đánh đuổi được đảo Chumusi. Dù hèn mọn nhưng sự thật là hiện họ vẫn đang khốn đốn với ma vật tại đây con đường phía trước còn khá dài và cả nhóm tiếp tục di chuyển nhưng bất ngờ một con mãng xà biển khổng lồ xuất hiện làn sóng lớn ập đến khiến ai nấy đều hoảng sợ kabul bình tĩnh vận dụng kiến thức sinh học để tìm điểm yếu của nó đúng lúc đó một nhóm ninja xuất hiện từ đâu dễ dàng chém đứt đầu mãng xà kabul nhận ra người cầm đầu chính là suzo một người phương đông đồng đội cũ của nhóm Lai-ốt. kabul nhanh chóng thay đổi kế hoạch cảm ơn và hỏi thăm suzo đang tìm một cô gái phải không rồi ngỏ ý bản thân có thể giúp đỡ thấy suzo biết mục đích của mình cả hai thương lượng và quyết định đi cùng nhau. Về phía Lai Ốt, sau khi quyết định quay trở lại mặt đất, cả nhóm nhận ra rằng lối ra đã biến mất, dường như bị hầm ngục thay đổi. Đã hai ngày trôi qua, ai nấy đều đói khát và mệt mỏi. Chiêu chắc cố gắng tìm kiếm lối thoát nhưng cũng đành bó tay, cậu tức giận muốn đập vỡ tường để nhanh chóng thoát ra ngoài. Donato đoán chắc rằng tên pháp sư đang bày trò, không từ bỏ, Chiêu chắc dùng dao bám vào tường, cố trèo lên trên để tìm đường thoát. Cậu đã nhìn thấy một con rồng nhỏ bay lượn trên bầu trời, như đang truy tìm nhóm của họ cả nhóm vội vã núp lùm giữ im lặng tuyệt đối nhận ra rằng trèo tường không phải là cách khả thi khi tiếp tục tìm kiếm lối ra nhóm gặp phải một bức tường đầy rẫy quái vật lai ốt do đói quá loạn trọng và ngã gục ông sensi đau lòng nhìn cảnh các thành viên trong nhóm đang cố gắng vượt qua khó khăn mà không có thức ăn từ sau bữa ăn rồng đỏ ông cảm thấy hổ thẹn vì không thể làm gì để giúp họ ăn uống đầy đủ trong lòng ông gào thét mong muốn có thể mang lại một bữa ăn cho cả nhóm khi họ tiến đến một khu rừng hương thơm của hoa bay tới với hy vọng tìm thấy nguồn nước cả nhóm lần theo mùi hoa và phát hiện ra một khu rừng xanh tươi. bất ngờ, họ nhìn thấy ba người trần truồng đang ân ái giữa khu rừng. ông senxi vội bịt mắt chiêu chắc, nhưng tiếng động đã khiến ba người kia phát hiện và đồng loạt bay tới tấn công. lai ốt nhanh chóng rút kiếm, chém bay một trong số họ, khiến phấn hoa bay tứ tung. hóa ra bọn họ chính là hoa thần rừng, những sinh vật phát tán phấn hoa có khả năng gây dị ứng qua đường hô hấp. ngay lập tức, senxi và lai ốt bắt đầu nôn mửa không ngừng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. một hoa thần rừng khác lao tới chưa chắc nhanh chóng kéo ông sensi nhảy sang một bên để tránh tuy nhiên mắt cậu bắt đầu cay xè do phấn hoa nhưng vẫn cố chỉ đạo ông sensi chém đứt thêm một hoa thần dù mắt đã gần như mù lòa cậu vẫn cảm nhận được luồng gió vụt qua nhanh chóng chỉ đường cho ông sensi chém đúng lúc thế là thành công hạ gục được hoa thần cuối cùng donato lúc này đang ở bên ngoài buồn bã nhìn cây gậy phép bị gãy khi cô quay lại nhìn thấy cả nhóm với khuôn mặt sưng tấy vì dị ứng thì không khỏi hoảng hốt tuy vậy nhiệm vụ chính là tìm kiếm thức ăn và xác của hoa thần rừng có thể là một giải pháp. Donato biết mình không còn nhiều lựa chọn và việc ăn hoa thần dù trông giống người cũng không phải là vấn đề lớn. Lai ốt tìm thêm được một số quả thần rừng, chiêu chắc hái thêm nụ hoa thần và khoai ma, tạo nên một bữa ăn phong phú. Ông Sensi nhanh chóng chế biến món súp bí ngô, hoa thần rừng được áp chảo, tạo nên một bữa ăn lành mạnh. Donato được ông Sensi đưa cho 8 phần súp hoa thần, vị ngọt cùng hương hoa thoang thoảng kích thích vị giác của cô. Không ngờ Donato lại thích món này đến vậy, nhỏ ngồi ngoan ngoãn thưởng thức bữa ăn. Lai tuy ăn uống nhưng trong lòng vẫn lo lắng về việc làm sao để ra khỏi hầm ngục. Donato thì vui vẻ tận hưởng bữa ăn, khẳng định rằng chắc chắn có lối ra, chỉ là họ chưa tìm thấy mà thôi. Cô cùng chiêu chắc thảo luận sôi nổi về quy luật chuyển động của hầm ngục, làm ông Sensi cũng thấy vui lây. Donato đề nghị Lai ốt học phép thuật, vì một mình cô không thể bảo vệ cả nhóm mãi được. Lai người đã được Phalin dạy những căn bản, đồng ý học theo chỉ dẫn của Donato, dù phép thuật của cô và Phalin có khác nhau đôi chút. Trong khi đó, ông si tận dụng cơ hội dạy chiêu chắc về tâm sinh lý vì nhận thấy cậu đã đến tuổi tò mò nhất là sau khi nhìn thấy cảnh hoa thần ân ái khi đến lượt lai ốt thực hành phép trị liệu cho donato anh cảm thấy ngượng ngùng khi phải chạm vào tay cô sự e thẹn của lai ốt khiến donato không khỏi mệt mỏi cô liền cầm thẳng tay anh để hướng dẫn cho nhanh gọn donato chỉ dẫn lai ốt cách tập trung vào ma lực trong cơ thể để nó lưu thông khắp người hòa nhịp với nhịp đập và hơi thở của cô sau đó anh bắt đầu đọc thần chú chỉ vài phút sau donato bắt đầu cảm thấy tay mình ngứa ngáy cô bất ngờ đẩy lai ốt ngã ngửa ra sau vừa ngứa ngáy vừa bực dọc nhưng đây là dấu hiệu bước đầu của thành công mặc dù sau đó có chút huyết chảy ra nhưng không sao donato vẫn khen ngợi học trò của mình học hỏi rất nhanh sau đó lai ốt tiếp tục thực hành trị liệu cho sensi dưới sự giám sát của donato khi bàn tay ấm áp của lai ốt vừa chạm vào ngực sensi ông liền phản xạ bật dậy thế là donato liền mắng cho một trận chưa chắc cho rằng cô không nên xem nhẹ việc đụng chạm quá nhiều có thể dễ dẫn đến nảy sinh tình cảm điều này có thể gây ra rắc rối trong đội Câu nói của Chiêu chắc làm Donato liên tưởng đến chuyện tình của Falin và Suzo. Chiêu chắc thú nhận rằng cậu chỉ muốn nhóm Lai-ốt tập trung vào phát triển kỹ năng xã hội và đọc vị người khác hơn là học phép thuật để tránh việc vô tình tiếp tay cho hắc thuật. Donato bắt đầu giải thích về ma thuật cổ xưa mà cô đang nghiên cứu. Mặc dù lý thuyết có vẻ giống nhau, nhưng khi thực hành lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ma thuật cổ xưa đòi hỏi rất nhiều sức mạnh và thời gian và không phải ai cũng có đủ năng lực để thực hiện. Donato kể lại rằng trước đây, Falin không còn đủ sức để tự hồi sinh mình, nên cô đã phải viết lại và biến cơ thể pha lên thành một phần của hầm ngục bất ngờ một rung chấn dữ dội xảy ra làm mọi người nhìn ra ngoài họ nhìn ra ngoài thì thấy những viên gạch bắt đầu bay đi đâu đó lai ốt đột nhiên chóng mặt gục ngã donato đoán chắc rằng anh bị say ma lực do mới dùng phép lần đầu nên quyết định để anh ở lại nghỉ ngơi trong khi đó donato chiêu chắc và ông sensi đi ra ngoài để kiểm tra tình hình họ thấy con đường đã thay đổi nhưng chưa thể xác định được quy luật nào đột nhiên một thang máy kỳ lạ xuất hiện đưa theo một con ma vật hình dáng kỳ dị có đầu gà và thân rắn hai bên nhìn nhau chằm chằm rồi một cuộc đấu tranh dữ dội bắt đầu con rắn phóng tới cắn donato nhưng cô nhanh chóng sử dụng phép thuật của mình để nổ tung con rắn phần gà cũng bị ông sensi kết liễu bằng một cú dìu mạnh mẽ tuy nhiên donato bị cắn vào tay và được đưa về nhà nghỉ ngơi Lai-ốt đang lo lắng cho donato bảo cô ngồi khép chân và bịt tai lại chuẩn bị chờ hóa đá donato không hiểu ý phát hỏa lên và định đánh Lai-ốt vì nghĩ rằng anh đang đùa giỡn nhưng rồi cô đột nhiên hóa thành đá trong một tư thế kỳ cục và có thể ngã vỡ bất cứ lúc nào. Laios giải thích rằng ưu tinh có khả năng kháng phép và giờ có thể chờ hồi phục tự nhiên hoặc tìm thảo dược hay những nhà thám hiểm biết phép đảo ngược. Nếu không, Laios sẽ cố gắng dùng phép trị liệu để giải thoát cho Donato. Trong khi đó, ông Sensi tranh thủ đi thu gom cóc chi về để chế biến món ăn. Hoa quả cũng đã gần héo hết nên ông cần phải nhanh chóng tận dụng chúng để củng cố thi thể của Donato tránh bị ngã. Ông dùng nụ hoa trộn vào chảo rồi đặt Donato vào trong đặt thêm nồi thịt lên đùi để cô ủ hộ. Tư thế đã có phần chắc chắn hơn trong như tượng nữ thần dị giáo. Suốt mấy ngày sau, mọi người nỗ lực tìm kiếm cách giải cứu Donato. Tới ngày thứ tư, chưa chắc tìm thấy thảo dược tươi và đắp mặt nạ giải nhiệt cho Donato. Lai ốt niệm chú và cuối cùng cũng thành công. Donato tỉnh lại, ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ít nhất là đã hồi phục. Thịt cũng ủ xong, Sensi tiến hành chế biến món thịt cóc chi và ăn kèm với nụ hoa thái sợi. Dù không ai biết làm cách nào để giúp được Donato nhưng tất cả đều an toàn và cùng nhau vui vẻ ăn mừng. Trong khi Donato hóa đá, một người khác bị chảy huyết mũi và người còn lại thì mải mê tìm thức ăn, chưa chắc đột nhiên ngộ ra quy luật chuyển động của hầm ngục. Với sự dẫn dắt của cậu, cả nhóm dễ dàng trở lại con đường nơi họ đã hạ rồng đỏ. Nhưng khi họ nhìn lại, con đường đã sạch bong, không còn vết huyết và những vết nứt trên tường đang dần hồi phục. Lai ốt chạm vào vết nứt và bất ngờ, một hồn ma hiện ra trước mắt anh, cảnh báo rằng ánh mắt của pháp sư sẽ luôn theo dõi anh làm lai ốt giật mình tưởng mình vẫn còn bị say ma lực và mắc phải ảo giác với ảo thính donato lập tức hỏi lai ốt rằng anh đã nghe thấy gì khi ảo thính phát tác lai ốt kể lại cho cô nghe lời hồn ma vừa nói bỗng nhiên rồng nhỏ xuất hiện và cả nhóm tưởng chừng không còn chỗ nào để trốn nhưng donato nhanh trí nhét chiêu chắc lún vào tường một cách bất ngờ lai ốt và ông sensi nhìn nhau trầm trồ ngỡ rằng đây là một phép mới mà donato vừa sử dụng khi rồng nhỏ bay đi cả bốn người từ từ rời khỏi tường lúc này Lai mới nhận ra rằng bức tường không chảy thành giọt như anh tưởng, mà đây chính là kẻ dọn dẹp, những sinh vật nhỏ bé chuyên dọn dẹp và sửa chữa dưới hầm ngục. Tưởng chừng không có gì khác biệt, nhưng khi Chiêu Chắc nhìn kỹ, cậu mới phát hiện ra những con sinh vật bé xíu bò khắp nơi, cảm giác thật dị hợm. Có lẽ chúng đã ăn hết tàn tích của rồng đỏ và tiết ra chất dịch để sửa chữa những chỗ hư hại. chưa Chắc nhắc nhở mọi người tiếp tục lên đường trước khi hầm ngục biến đổi, và sau một hồi đi bộ, họ cuối cùng cũng thấy lối ra. Ông Sensi và Lai nháy mắt hiểu ý nhau, và Donato cũng nhanh chóng nhận ra lập tức lôi ra bộ đồ da ích để mặc vào, khiến ba người còn lại ngơ ngác không hiểu gì. Đến khi họ biết mình chuẩn bị nấu ăn, Donato giận dữ đỏ mặt vì nhận ra mình đã nhầm lẫn. Ông Sensi không biết nên nấu món gì, nên quyết định trộn tất cả nguyên liệu lại, sau đó cho vào gạch để nướng. Tiếp theo, ông làm sốt trứng cóc và tưới lên món ăn. Thành quả là món gà sốt trứng nướng đá, nó vẫn ngon như mọi khi. Ông Sensi còn đùa với Lai ốt rằng anh có thể thử ăn cái đĩa, vì ông đã làm nó từ kẻ dọn dẹp. Lai Út háo ăn sáng mắt lên, liền xúc ngay vào mồm, rồi tả lại rằng nó có vị như đất. Ngay giữa bữa ăn, tai họa ập đến khi một con nhện khổng lồ tấn công từ phía sau và trói chặt lai ốt như một quả bóng. Cả nhóm nhanh chóng bị các ninja khống chế, nhưng rồi nhóm của Suzo xuất hiện và khi thấy người quen, lai ốt vui mừng nhảy nhót hú hét. Suzo cởi trói cho anh và lai ốt không ngần ngại giới thiệu ông Sensi với Suzo. Sau đó, anh cầm lấy đồ ăn dở và định tiếp tục bữa ăn, nhưng khi nhìn thấy đoàn người đông đúc đứng sau Suzo, anh bỗng chợt ngần ngại mời Suzo nhập tiệc vì mời sao cho đủ hết đây. Bun tiến lại chào hỏi và Lai Út nhận thấy anh ta không hề có phản ứng ngại ngùng hay tội lỗi khi đối diện với họ. Cậu liền nói với Jin rằng anh ta đã quên hoặc có lẽ hiểu lầm rằng kho báu vốn dĩ chỉ là một cái bẫy. Giờ đây, Kabun tò mò muốn biết họ đã đến đây bằng cách nào và có dự định gì tiếp theo. Trong lúc đó, Lai trò chuyện rôm rả với Suzo kể về những chuyến phiêu lưu lạc lối trong hầm ngục. Chiêu chắc nhìn mấy cô gái xinh đẹp đi theo Suzo, không ngớt lời ngưỡng mộ. Suzo giải thích rằng đó là tùy tùng của mình và xin lỗi vì đã rời khỏi đội khi không tìm thấy pha trên mặt đất anh quyết định quay lại hầm ngục tìm kiếm không ngờ rằng lai ốt cũng đã quay lại ngay sau đó donato hãnh diện khoe rằng họ đã đánh bại rồng đỏ khiến ai nấy đều bất ngờ suzo kích động nắm lấy tay lai ốt hỏi thăm tung tích pha nhưng vì quá đói nên đã ngã gục nhìn thấy suzo gầy gò hốc hác lai ốt nhẹ nhàng khuyên nhủ anh nên ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi thấy suzo cứng đầu không muốn ăn lai ốt bắt đầu giảng giải rằng phải ăn mới có sức để làm những điều mình mong muốn nhân lúc đó anh sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho Suzu nghe. Suzo liền nhờ cô Mazu nấu đồ ăn giúp mình và cô không chần chừ, lập tức phân chia các tùy tùng để chuẩn bị bữa ăn. Ông Sensi cũng sắn tay áo giúp nhóm lửa. Lai ốt nhắc mọi người phân chia theo ba nhóm để đảm bảo an toàn. Cô Mazu với nhiều kinh nghiệm, chia ba người biết phép thuật thành một nhóm để dựng kết giới bảo vệ. Donato đi cùng hai người đội Kabul, trong khi đó Kabul và Lai ốt dìu Suzo qua một bên rồi tiện kể chuyện cho anh ấy luôn. Chiêu chắc không biết nên theo phe nào, quyết định nương nhờ ông Sensi cô ma du còn chu đáo thổi lửa nấu nước cho cậu chủ mình tắm suzo muốn nghe vấn đề chính và lai ốt kể rằng họ đã đánh bại rồng đỏ giải cứu và hồi sinh phalin nhưng trên đường về bị tên pháp sư điên rồ tấn công nên đã lạc mất phalin giờ họ quyết định quay lại mặt đất tìm kiếm người hỗ trợ dù bị lạc nhưng lai ốt rất vui khi gặp lại suzo và hỏi anh có muốn giúp mình không kabul đứng bên cạnh hỏi thêm về tên pháp sư điên rồ trong lời đồn và làm sao họ thoát được lai ốt lúng túng không biết trả lời thế nào chỉ nói rằng donato đã bảo vệ họ nhưng không rõ cách cụ thể suzo lại tò mò hỏi tại sao lai ốt nhai gạch một câu hỏi khiến mọi người bật cười lai ốt nhiệt tình giải thích rằng đó không phải là gạch mà là kẻ dọn dẹp vì hết lương thực và tiền bạc họ buộc phải ăn ma vật để có sức đi sâu vào hầm ngục gương mặt anh đầy tự hào khi kể về những thử thách đã trải qua kabun giả vờ hứng thú và hỏi lai ốt món nào ngon nhất lai ốt kể ra tám món nhưng cuối cùng chọn món rồng đỏ là ngon nhất khi thấy kabun có vẻ hứng thú với ẩm thực ma vật lai liền hứa sẽ mời cậu ăn thử khiến kabul miệng thì cười đồng ý nhưng lòng lại thầm xin tha suzo hỏi lai ốt có biết pha lin đang ở đâu không dù có nhiều nơi để trốn nhưng đa phần đều là đại bản doanh của tộc ót nghe vậy lai ốt tự tin phán ngay rằng tộc ót thì khỏi cần lo kabul với vẻ ngạc nhiên hỏi lai ốt đã ăn thịt tộc ót chưa và muốn biết mùi vị của nó thế nào lai ốt vội vàng thanh minh rằng anh đã hợp tác với tộc ót chứ không ăn thịt họ khi nhắc đến em gái lai ốt giải thích cho suzo rằng có lẽ pha lin đã bị bắt đến một nơi nào đó nhưng vẫn có khả năng tìm được cô ấy thấy bộ dạng lo lắng của suzo lai ốt bắt đầu lưỡng lự không biết có nên kể hết sự thật hay không cuối cùng anh quyết định nói chuyện riêng với suzo kabu nhận ra điều này liền khéo léo rút lui ra ngoài để hai người có không gian riêng tư bên ngoài cô ma đang chăm chú nấu ăn thỉnh thoảng liếc mắt sang ông sensi với ánh mắt đầy kính trọng hiếm khi gặp được ai đó tâm huyết với ẩm thực như ông cô tự hào khi thiếu chủ suzo từ nhỏ đến lớn luôn ghiền những món ăn cô nấu đây cũng là lần đầu tiên suzo đòi hỏi điều gì đó cho bản thân là mong muốn đi cứu người nghe cô kể về suzo ông sensi nhận ra rằng có lẽ cô mazu đã thêm gia vị tình yêu vào các món ăn nên suzo mới yêu thích chúng đến vậy cô mazu bật cười khen ông sensi quá thông minh bữa ăn phong cách phương đông đã hoàn tất và cô nhanh chóng đem vào cho thiếu chủ ông sensi cũng bưng phụ chẳng kém phần vội vã khi vừa vào đến nơi họ thấy suzo đang nắm cổ lai ốt tình huống căng thẳng khiến cô mazu tức tốc thủ thế chuẩn bị bay vào can thiệp nhưng khi thấy lai ốt không có vẻ gì sợ hãi cô mazu ngừng lại không biết nên làm gì tiếp theo. Suzo với giọng nghiêm nghị, hỏi Lai Ốt tại sao lại sử dụng hắc thuật, đó là thứ ma thuật bị coi là trọng tội, có thể bị phán xử và nhốt ở nơi tối tăm đến chết. Lai Ốt cứng miệng, nhưng vẫn tin rằng Suzo sẽ không truyền tin này ra ngoài. Tuy nhiên, khi bị Suzo tức giận rút kiếm ra, Lai Ốt chỉ bình tĩnh đáp rằng lúc đó không còn cách nào khác. Anh yêu cầu Suzo đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà suy nghĩ. Kabun đứng một bên, thầm hớn hở vì thấy tình hình ngày càng trở nên phức tạp và hấp dẫn. Ở một nơi xa, pha trong hình hài mới là bắt đầu hành động tìm kiếm ngài zega Kabun nhìn một người chính trực như suzo mà tức giận cũng phải thôi không có gì đáng sợ hơn hắc thuật nếu vì một người liệu có đáng để họ yên nghỉ có khi còn tốt hơn nghe Kabun lải nhải suzo càng thêm bực bội anh thừa nhận rằng nếu rơi vào tình huống tương tự anh cũng có thể hành động như lai ốt nhưng điều khiến anh tức giận là thái độ vô tư không suy nghĩ của lai ốt chiêu chắc chạy vào báo cáo rằng bên ngoài đang bị tấn công bởi đám ma vật nhìn thấy tình hình bên trong không ổn cậu hỏi thăm Lai Ốt và biết rằng anh đã kể hết mọi chuyện cho Suzo. Chiêu chắc chỉ biết sốc, bởi lẽ Lai Ốt lại chọn kể chuyện với một người có nền tảng gia giáo như Suzo. Nhưng Lai Ốt nể trọng Suzo, bởi bao nhiêu lần Suzo đã cứu mạng anh và còn chia sẻ cho anh những kiến thức quý giá về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên giờ đây, khi thấy Suzo nổi giận, Lai Ốt bắt đầu nghi ngờ liệu mình có làm sai hay không. Anh lo lắng rằng nếu vì chuyện này mà mất đi tình bạn thì sẽ buồn lắm. Bên ngoài, đám ma chim đang vườn qua vườn lại, khiến mấy cô ninja của đội Suzo ngứa mắt bay lên vật lông chúng. Chiêu chắc giải thích với Donato về việc Suzo đã biết chuyện cô dùng hắc thuật, khiến Donato lo lắng cho số phận của mình. Cô nghĩ về ba người bên đội Suzo và Kabun và tự hỏi liệu họ có ý đồ gì không. Donato bàn bạc với Chiêu chắc về khả năng đội Kabun đang đuổi theo kẻ đã lấy cắp chiến lợi phẩm và lương thực. Tuy nhiên, Chiêu chắc nhắc Donato rằng điều quan trọng hơn là cô đã dùng hắc thuật và Suzo chỉ tức giận vì điều đó gây nguy hiểm cho Falin chư chắc hỏi donato liệu có bằng chứng nào buộc tội cô đã dùng hắc thuật không donato lo ngại về việc nếu ai đó khám thi thể pha và cây gậy phép của cô chuyện sẽ lớn ra nghe vậy chư chắc quyết định giành lấy gậy phép của donato để tiêu hủy nó cho xong nhưng đột nhiên một cô ninja bị hạ gục và rơi xuống tất cả mọi người ngỡ ngàng khi thấy pha linh, trong hình dạng một con rồng đỏ với cánh và lông vũ lai út nhìn đến mê mệt khi pha linh lạnh lùng hạ gục các ninja nhét cô mazu vào móng rồng rồi đạp nát không thương tiếc sau đó pha hạ cánh trước mặt mọi người Đồng đội của Suzo và Suzo chia nhau tấn công, nhưng Donato kêu gào cầu xin họ dừng tay lại, không muốn họ động đến Phalin. Kabul tức giận nói rằng chỉ vì một người cô yêu quý mà nhìn nhiều người phải ra đi hay sao. Đó không phải là Phalin mà chỉ là ma vật. Phalin còn biết niệm chú, phá tan thủy thần trước mặt và quét sạch những ai dám cản đường nhỏ. Jin lao tới nhưng bị đòn sấm sét của Phalin đánh tê liệt, gục xuống đất. Nhớ lại những gì đã trải qua, Lai-ốt cảm thấy đau đớn, không thể tin nổi em gái mình giờ đây lại trở thành ma vật. Laiot xin lỗi Falin vì sự bất tài của mình, nhưng Falin với gương mặt ngây thơ, ngước lên nhìn Laiot và gọi tên anh. Lời nói của Falin khiến Laiot không nỡ ra tay, đến mức đánh rơi cả thanh kiếm. Trong khoảnh khắc đó, Kabul bất ngờ nhảy lên và đâm liên tiếp vào nội tạng của Falin. Falin gào thét trong đau đớn và phản công, hất bay Kabul suýt chút nữa khiến cậu bỏ mạng. Laiot lao tới chém vào chân của Falin, khiến cô đau đớn hơn. Anh chạy đến đỡ lấy Kabul, xin lỗi vì đã do dự và nhận ra rằng đó thực sự là ma vật chứ không còn là em gái anh nữa linh hồn của pha đã bị tên chúa tể hầm ngục thao túng và nếu kết liễu pha lúc này tên pháp sư điên rồ sẽ lại xuất hiện họ nên chuồn ngay lập tức nhưng chưa kịp làm gì kabul đã bị móng rồng của pha tóm lấy và đạp nát bét pha sau đó rút con dao ra khỏi tim mình cởi đồ và bắt đầu đọc một thần chú hắc ám donato nhận ra thần chú đó vội vã bảo mọi người đứng gần mình để bảo vệ những gai nhọn từ mặt đất đâm lên nhỏ kết thúc cú đánh cuối cùng rồi chạy thoát thân may mắn thay thần lùn vẫn còn sống và đã hồi sinh kabul Tiếp theo là đến cô Mazu, người đã phụ giúp trong việc hồi sinh và trị liệu cho mọi người. Donato muốn giúp, nhưng Suzo đã cấm cô sử dụng phép thuật, rồi đổ lỗi cho việc Donato dùng hắc thuật và thịt rồng đã khiến Falin trở thành ma vật. Donato phản đối, cho rằng phép thuật cô dùng không mạnh đến mức đó, nhưng cũng không loại trừ khả năng linh hồn của rồng đỏ đã bị phù phép. Hợp nhất với hồn của Falin, khiến tên Pháp Sư Điên có thể thao túng Falin. Suzo quyết định rằng sẽ giao Donato cho yêu tinh phương Tây xử lý. Anh không thể kết liễu Falin, nhưng cũng không thể để cô sống tự do. Anh tin rằng yêu tinh sẽ có cách giải thoát linh hồn của Pha khỏi hầm ngục. Donato được yêu cầu thú tội với các yêu tinh phương Tây. Lai ốt vội lên tiếng ngăn cản, nhưng Suzo tức giận mắng anh định làm gì. Lại dùng hắc thuật để hồi sinh Pha lần nữa sao. Lai ốt nắm chặt tay Suzo, khẳng định rằng họ sẽ đánh bại tên pháp sư điên rồ đó. Anh tin rằng chỉ cần kết liễu hắn và viết lại mệnh lệnh là sẽ có thể giải thoát cho Pha và anh tin Donato sẽ biết cách làm. Đó là lý do tại sao Suzo không thể đưa Donato đi nghe vậy suzo càng điên tiết nghĩ rằng lai ốt lại muốn dùng hắc thuật để giải quyết mọi chuyện tức giận đến mức không thể kiềm chế lai ốt dáng cho suzo một cú tát mạnh lai ốt lỡ tay định xin lỗi nhưng ngay lập tức bị đấm lại vào mặt cả hai bắt đầu xông vào nhau đấm đá không ngừng kéo theo một cuộc ẩu đả sống còn lai ốt dù không giỏi giang gì vẫn tự tin rằng mình làm việc nghiêm túc hơn suzo bởi anh luôn ăn no và ngủ kỹ để chuẩn bị tốt nhất cho mọi thứ anh quyết tâm hạ được tên pháp sư và bảo suzo quay về mặt đất nghỉ ngơi rồi nói chuyện tiếp suzo trong cơn bực tức dồn hết sức lực đấm thêm một cú vào cằm của lai anh chửi thầm trong miệng rồi bồi thêm một đấm vào mặt lai ốt suzo không thể chịu nổi tính cách cợt nhả và ngây ngô của lai cảm thấy đã đến lúc phải dạy cho anh một bài học lai không chịu thua vùng lên đẩy ngã suzo cả hai lao vào nhau đấm đá như hai thằng đàn ông đích thực mọi người đứng nhìn cũng chẳng biết làm gì ngoài việc quan sát trận đấu gai cấn cô ma chứng kiến cảnh tượng này thì nhận ra rằng mình đã dạy dỗ suzo sai cách nhìn cậu chủ tưởng đã trưởng thành nhưng hóa ra lại chưa hề lớn lên tình hình hiện tại là 6 người đã đăng xuất ba người mất tích và một người nguy kịch cô ma và thần lùn sẽ phải hồi sinh họ nhưng sẽ thiếu huyết nên ông senji được giao nhiệm vụ đi thu thập nguyên liệu còn sót lại donato ngỏ ý muốn giúp bằng cách sử dụng phép hồi sinh cơ bản nhưng cô ma từ chối và bảo cô đi chữa trị cho những người bị thương và tìm kiếm những người mất tích donato cùng mọi người chia nhau nhiệm vụ trong khi đó lai ốt và suzo vẫn miệt mài đánh nhau quyết không nhường bước lai ốt nhờ đã ăn no Cuối cùng cũng hạ gục được Suzo. Suzo nằm dưới đất, nhưng ông Sensei nhanh chóng tiếp tế đồ ăn cho cậu, vừa nằm vừa ăn cơm. Cô Mazu bước vào và thông báo tình hình, tất cả mọi người đã được hồi sinh thành công. Sau đó, cô hỏi Suzo khi nào họ sẽ xuất phát. Suzo quyết định quay về để chuẩn bị cho phép hồi quy, nhằm đưa mọi người trở lại mặt đất an toàn. Trước khi rời đi, Suzo quay sang cảm ơn các thuộc hạ vì đã nỗ lực hết sức trong cuộc chiến vừa qua. Thấy thiếu chủ của mình biết điều như vậy, ai nấy đều xúc động. Suzo nói với Laios rằng anh sẽ trở về nước và không bao giờ quay lại đảo này nữa. Anh sẽ báo cáo với đảo chủ về những gì đã xảy ra. Suzo ước gì mình có thể đi cùng Phalin. Anh đã cầu hôn cô ấy và vẫn đang chờ câu trả lời. Đây là lần đầu tiên Suzo say mê một người con gái đến như vậy. Laios hứa sẽ thay Suzo chuyển lời đến Falin. Anh sau đó đi đến cảm ơn Kabul vì đã giúp đỡ trong trận chiến. Thật ra, những chỗ Kabul đâm đều là điểm chí mạng của con người, nhưng với Phalin thì lại không hiệu quả. Nhìn Laios nhiệt tình nói về ma vật, Kabul nhận ra anh thực sự yêu thích chúng. Kiến thức và động lực chính là vũ khí của Lyot và Kabul thầm nghĩ biết đâu Lai-ốt có thể thành công. Nếu anh ấy hạ được chúa tể hầm ngục thì điều gì sẽ xảy ra? Người ta đồn rằng ai chiếm được hầm ngục sẽ có mọi thứ trong vương quốc. Kabul tự hỏi Lai-ốt sẽ làm gì khi kế thừa hầm ngục. Lai-ốt bất ngờ hỏi Kabul có đói không rồi nhanh chóng ra giúp ông Sensi làm món trứng người chim vừa bắt được mời Kabul nếm thử. Kabul trong lòng nghĩ thà đi gặp Diêm Vương còn hơn ăn món đó nhưng vì không muốn mất lòng ai nên vẫn nhận đồ ăn đồng đội nhìn kabul với vẻ bất lực không thể không thán phục trước sự kiên nhẫn và khéo léo của cậu cả nhóm sau đó vui vẻ ăn uống tận hưởng bữa ăn cuối cùng trước khi trở về mặt đất khi đi suzo đưa cho lai ốt một cái chuông nói rằng nếu lai ốt còn sống mà cần sự giúp đỡ do hậu quả của hắc thuật thì hãy sử dụng nó kabul cũng dặn lai ốt đừng quên tên mình và hẹn gặp lại lần sau nhóm lai ốt quyết định ở lại tiếp tục hành trình họ đã không còn đường lui cả nhóm tiến xuống tầng 6, nơi đáng lẽ phải nóng và ẩm ướt nhưng giờ lại lạnh lẽo với tuyết rơi phủ kín Donato tưởng rằng họ đã đến nhầm chỗ, nhưng Chiêu chắc khẳng định đây chính là tầng 6, nơi rồng đỏ từng tấn công họ. Cậu nhớ đường đi rất rõ ràng và tin rằng nhiệt độ thay đổi cũng là do sự chuyển động của hầm ngục. Tuyết phủ kín khiến họ khó lần theo vết huyết, Chiêu chắc đề nghị quay lại nơi họ bị kết liễu, có thể sẽ tìm lại được đồ nếu kẻ dọn dẹp chưa kịp dọn. Chiêu chắc cũng quay sang hỏi Lai-ốt về kế hoạch hạ tên pháp sư điên rồ, vì anh đã mạnh miệng bốc phét với Suzo. Laiot suy tư, phân tích rằng Falin đang tìm kiếm một người tên Zega theo lệnh của tên pháp sư. Donato cho biết Zega là vị vua cuối cùng của thành phố vàng, đã sụp đổ từ một thiên niên kỷ trước. Những dòng chữ ca ngợi ông ta vẫn còn khắc trên khắp hầm ngục. Theo lời đồn, khi hầm ngục được phát hiện, ông ta đã xuất hiện rồi hóa thành cát bụi và biến mất. Laiot cho biết thêm rằng tên pháp sư đã chứng kiến vua Zega bị kết liễu trước mắt mình nên hắn sợ rằng Zega, con trai của đức vua sẽ có chung số phận. Hắn tưởng rằng nhóm của họ là những kẻ ám sát và đây là lý do hắn tấn công họ. Lúc này, Laiot mới tiết lộ rằng anh đã gặp tên pháp sư khi đòi ăn những món trong tranh đồng đội tức giận khi nghe chuyện này, trách anh vì đã giấu chuyện quan trọng như vậy. Donato suy ngẫm rằng tên pháp sư này có thể là một yêu tinh đã sống qua cả thiên niên kỷ, điều không thể tin nổi vì yêu tinh ngày nay cùng lắm chỉ sống đến 500 năm. út cho rằng, dù sao đi nữa, tên pháp sư đã coi họ là kẻ địch của nhà vua nên mới tấn công, giờ gặp họ thương lượng để hóa giải hiểu lầm thì chắc sẽ được. Bão tuyết ngày càng mạnh, cả nhóm phải nương tựa vào nhau để không bị lạc buộc. Mọi người vào hầm tạm trú trước, trong này trời tối đen như mực. út điểm danh theo thứ tự thì đều đủ cả donato thắp sáng đèn lên thì thấy nơi này giống như một nhà ngục số lượng người bỗng nhiên tăng lên đáng kể lai ốt nghĩ rằng đây là trò của ma vật biến hình làm thậm chí còn có những vụ khi băng qua làn sương mù hay bão tuyết thì đột nhiên gặp người bạn đồng hành hoặc người nhà tăng lên nhưng thật ra họ chỉ là những kẻ biến hình giả dạng để trà trộn vào nếu không phát hiện sớm chúng sẽ ăn thịt bản gốc và thế chỗ họ ai nấy nghe xong đều hoảng hồn muốn tìm ra kẻ giả mạo ngay trong đám đông ba phiên bản lai đứng chung với nhau rõ ràng là đồ giả vì ngoại hình và kiến thức không giống nhau Lai-ốt giải thích rằng kẻ biến hình có thể đọc được suy nghĩ của các sinh vật và giả làm người thân quen của họ ba phiên bản đó có lẽ là lai ốt trong ký ức của mọi người nhìn kỹ thì không ai giống ai cả nhìn là biết những kẻ này bị bắt và nhốt vào ngục chỉ cần không làm động đến chúng chúng sẽ không tấn công lại lai ốt quyết định phất cờ khởi nghĩa kêu gọi mọi người cùng nhau vạch mặt lũ mạo danh trong hòa bình trước khi tính bước tiếp theo tình hình hiện tại còn đến 6 kẻ mạo danh trong nhóm khi xếp chúng cạnh nhau sự khác biệt bắt đầu hiện rõ hơn bao giờ hết Điều buồn cười là mỗi Donato lại có một kiểu tóc khác nhau, nhưng không ai trong nhóm nhớ rõ cô để tóc theo kiểu nào. Điều kỳ lạ hơn nữa là cách nói chuyện của chúng đều giống hệt nhau, không chệch một nhịp nào. Donato thật lên tiếng đề nghị phân biệt bằng cách hỏi những chuyện chỉ có cô mới biết. Chiêu chắc ngỡ ngàng hỏi đùa, chắc phải hỏi mẹ cô tên gì à? Ba người đồng loạt giơ sách phép ra và chỉ trong chớp mắt loại được một Donato giả mạo. Đến lượt ông Sensi và Chiêu chắc, mỗi người cũng loại thêm được một tên giả nữa, thu hẹp lại còn mỗi người hai phiên bản. Lai ốt rơi vào thế bí, không biết làm sao, đành phải kêu mọi người đi nấu cơm để căn cứ vào hành vi mà đánh giá thật giả. Anh nhờ cậy vào khả năng quan sát kỹ lưỡng của mình, nhưng không tránh khỏi cảm giác hơi hoang mang. Tuy vậy, Lai ốt quyết tâm gánh vác trọng trách này, vì đây là cơ hội để chứng minh bản thân trước bạn bè. Lai ốt phân công ba đội bắt cặp nấu ăn để dễ phân biệt. Anh chăm chú quan sát từng hành động, ghi chép cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Khi Chiêu Chắc B nhờ Lai ốt mở nắp chai, Chiêu Chắc A liền la lên tố cáo Chiêu Chắc B là kẻ giả mạo, vì chiêu chắc thật có tự tôn cao không bao giờ nhờ người khác làm việc đơn giản như thế còn donato b cô ta chửi ông sensi vì cách nấu ăn không hợp ý trong khi donato a lại bình tĩnh và chấp nhận mọi thứ với tâm nguyện duy nhất là cứu falin tình huống này khiến lai ốt phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn vì donato a có vẻ điềm tĩnh nhưng lại chính là yếu tố khó bỏ qua trong khi đó đội của ông sensi lại rơi vào một cuộc trò chuyện bình thường mà càng làm lai ốt cảm thấy lú lẫn hơn donato b đột nhiên giơ tay phát biểu rằng cô thấy chiêu chắc b đẹp trai hơn khiến Lai ốt và Chiêu Chắc A đồng tình. Chiêu Chắc B thì cho rằng họ đang bo đi xa minh mình, càng làm tình hình thêm rối rắm. Lai ốt dù đã ghi lại mọi ý kiến trong sổ, nhưng vẫn lạc vào mơ hồ, chưa thể phân biệt được thật giả. Khi món ăn gần xong, Lai ốt chợt nhận ra một điều. Anh nhớ lại những lần săn ma vật trước đây, chợt nghĩ ma vật có thể bắt chước giọng nói, thay đổi hình dạng, nhưng chúng không thể nấu ăn. Đúng là như vậy, có lẽ những gì đang xảy ra chỉ là ảo giác. Lai ốt quyết định hóa thân thành mãnh thú, lật ngược thế cờ. Anh bắt đầu sủa gâu gâu, thu hút sự chú ý của những kẻ mạo danh. Dưới áp lực từ tiếng sủa của Lai-ốt, các ảo ảnh dần tan biến, để lộ ra một con mãnh thú chín đuôi đối đầu với Lai-ốt. Cả hai lao vào nhau, nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng là Donato, nhờ vào phép thuật đã cắt đầu mãnh thú. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra trực giác của Lai-ốt đã đúng. Họ cùng hỏi bí quyết của anh, Lai-ốt giải thích rằng anh đã dựa vào cách họ ứng xử trước ma vật. Ví dụ như khi Chiêu Chắc ngồi trên hộp gỗ, nơi mà Mimic và Xúc Tu thường ẩn nấp, Chiêu Chắc thật sẽ không làm thế vì biết nguy hiểm, trong khi kẻ giả mạo thì thản nhiên sensi bê bảo mình lấy hết mọi thứ tìm được ở đó người quan tâm đến hệ sinh thái như ông sẽ không làm thế cuối cùng là donato chất bỏ nước sôi nếu cô ấy biết đề phòng thủy thần thì là như vậy là quá bất cần nhưng cô ấy không hề để tâm đó mới là chân thật donato cứ tưởng lai ốt phát hiện cô đã ăn trứng người cá và cả thần rừng cơ chứ sau khi mọi người đã ăn uống no nê ông sensi phát hiện túi đồ của mình bị mất chưa chắc nhìn thấy dấu vết đồ ăn vương vãi trên đất và cả nhóm liền lần theo nhưng không thấy ai đột nhiên Donato hét toáng lên, cô bị một tên tấn công và yêu cầu tất cả hạ vũ khí để đàm phán trong hòa bình. Tên tấn công hóa ra là Abi, tùy tùng của Suzo, đang tìm cách hóa giải lời nguyền cho mình. Abi cho biết trên người mình có hai loại phép, một ở trên cổ, hai là hình dáng thú nhân của mình. Chiêu chắc nhận ra đây là thú nhân do con người tạo ra bằng hắc thuật, nó hòa lẫn linh hồn và quái vật làm một. Thần chú trên cổ viết bằng phương đông, chúng sẽ kích hoạt sau một thời gian nếu người làm phép không chạm vào. Donato nhận ra cô Mazu là người làm phép, còn khi hết thời gian thì không biết nó sẽ như thế nào thú nhân yêu cầu donato khẩn trương hóa giải giải xong mới thả cô đi donato nhìn chữ viết lạ lùng nhưng cô linh cảm mình sẽ giải được trong lúc đợi donato hóa giải abi ra lệnh chiêu chắc tìm đồ ăn cho mình rồi cô ta lôi viên lương thực từ túi đồ tiếp tế của ông sensi ra ăn như hổ đói sensi khuyên cô ăn từ từ thôi nhưng cô ta lại túm lấy donato không cho sensi đến gần nếu không nấu cơm cho mình thế là sensi đã chọn ra cây nấm ngon để chế biến ông cho cơm và nấm vào hầm món ăn quá đạm bạc khiến ông cảm thấy không hài lòng. Vì vậy ông đã cho thêm phô mai vào để tăng hương vị và màu sắc. Rất nhanh cơm nấm phô mai vàng ươm đã ra lò, ông để trước mặt Abi. Mùi thơm sộc vào mũi làm cô không nhịn được nữa mà xúc một miếng bỏ vào mồm. Abi ăn ngấu nghiến hết sạch bát cơm trong nháy mắt, rồi sau đó đòi thêm bát nữa. Nhìn qua là biết cô ta không được dạy dỗ, Sensi múc tiếp cho cô ta thêm bát nữa. Abi liền múc nấm ra ngoài rồi bảo mình ghét nó. Không ngờ đứa này còn kén ăn khó hơn cả Donato. Ông Sen tức giận nghiêm mặt bảo Abi cầm thìa cho đàng hoàng và nhặt chỗ đồ ăn vừa vứt lên. Abi không nghe tức giận gầm gừ, Donato nhắc cô đừng cử động trong lúc giải trừ phong ấn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vừa dứt lời một con quỷ thoát ra khỏi phong ấn cầm dao xiên xuống. Sen bay lại đẩy Abi ra, con quỷ tiếp tục tấn công từ đằng sau ông. Lai ốt liền lao tới phang nó đứt đôi như xé giấy. Thế nhưng thân trên của con quỷ vẫn bay lơ lửng tiếp tục tiếp tới phía Sen Lai ốt quẳng cho ông cái chảo làm bia đỡ, con dao xiên trúng chảo thì liền bị vỡ ông sen si cầm chảo úp sọt con quỷ vào tường còn lai ốt dùng lửa đốt cháy nó trong lúc hâm lại đồ ăn lai ốt hỏi abi tại sao lại đuổi theo họ cô bảo mình suốt thời gian qua vẫn đang tìm cách hóa giải lời nguyền do hắc thuật gây ra đến khi thấy donato biết dùng hắc thuật donato giải thích lại là cô chỉ nghiên cứu ma thuật cổ xưa chứ không đi theo hắc thuật abi nghe vậy tức giận cho rằng cô chỉ đang ngụy biện bởi chính cô đã biến ra sinh vật nửa người nửa thú dù gì bọn họ cũng giải lời nguyền cho người đó tiện thể giải luôn giúp cô Abi hưng phấn kêu gọi mọi người diệt trừ linh hồn quái vật đang bám lên mình, nhưng Donato chỉ có thể xin lỗi vì mình lực bất tòng tâm. Thế giới linh hồn còn nhiều điều kỳ bí mà họ chưa thể hiểu hết. Ví dụ một quả trứng khi bị vỡ, lòng trứng trào ra thì không thể khôi phục vỏ trứng lại được. Tương tự như hầm ngục, nó giữ lại linh hồn mặc cho thể xác bị tổn hại. Hiện tại Abi và Falin đang có hai lòng trứng trong một lớp vỏ. Chúng đã hòa quyện với nhau thì không thể trở lại như lúc ban đầu. Abi nghe thấy Donato đính chính lại, trong lòng không khỏi thất vọng. Cô thắc mắc, tại sao mọi người biết rõ sự thật nhưng vẫn tiếp tục hành trình đầy nguy hiểm này lai ốt nghĩ rằng mình phải trừ gian diệt bạo ngăn cản pha trở thành mối nguy hại cho các nhà thám hiểm khác abi chán nản tự hỏi chẳng lẽ cô phải chịu kiếp sống như một thú nhân suốt đời thấy vậy lai ốt liền nắm lấy tay abi gương mặt đầy hào hứng nói rằng anh rất vui khi gặp được cô điều này khiến abi bối rối không rõ lai ốt đang nghĩ gì khi gặp một sinh vật giống con người nhưng lại là ma vật lúc này ông sensi đưa đồ ăn cho abi nhẹ nhàng khuyên cô ăn để bớt buồn Donato suy nghĩ về chúa tể hầm ngục, người thông thạo ma thuật cổ xưa, có lẽ hắn sẽ biết cách tách rời linh hồn. Nghe vậy, Abi khinh thường, cho rằng Donato đang muốn dụ mình đi theo. Chưa chắc nhắc nhở, cô đâu thể trở lại mặt đất một mình mà đòi. Abi chỉ đáp lại, tên thật của tôi là Isumi, nhớ kỹ tên tôi nhé. Lai ốt nằm mơ, trong giấc mơ anh gặp lại cha mẹ, bạn bè và những người đồng đội thân thiết. Họ cùng lúc kêu gọi anh trở về, khuyên nhủ rằng mọi nỗ lực của anh sẽ không thành công. Lai ốt cố gắng phản kháng, nhưng rồi chợt nhận ra mình đang ở đâu thế này anh nhớ lại lúc trước khi thấy donato có vẻ mệt mỏi anh đã khuyên cô đi ngủ sớm và ép cô nằm xuống nghỉ ngơi miệng thì bảo không sao nhưng vừa nhắm mắt donato đã ngáy khò khò không lâu sau đó donato bắt đầu rên rỉ đau đớn có lẽ cô đang gặp ác mộng lai ốt lo lắng nếu không ngăn cản cô có thể suy yếu và nguy hiểm đến tính mạng chưa chắc vội vã kêu donato dậy nhưng cưỡng chế thức dậy chỉ làm linh hồn cô thêm tổn thương trước đây suzo cũng gặp tình trạng tương tự và chính Falin đã vào giấc mộng để cứu anh. Laiot quyết định ra nằm gác đầu lên người Donato, thử xem có thể vào giấc mơ của cô để cứu cô không. Khi nhận ra đây là giấc mơ của mình, Laiot biết rằng ác mộng chỉ muốn sát muối vào tim anh. Nhưng một khi biết đó là giấc mơ, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Laiot kêu gọi các anh em thú rừng xuất hiện để dẹp loạn. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra mình cần phải chui vào giấc mơ của Donato để giúp cô. Laiot biến thành chó, đào đất chui vào giấc mơ của Donato. Anh gặp cô lúc còn nhỏ trong một phòng sách cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi một thứ gì đó, thứ mà Donato bảo đã nốt chừng cha và Falin. ốt nhớ lại lời Falin từng nói rằng ác mộng thích làm tổn thương tâm hồn. Anh quyết định sẽ hạ gục con quái vật đáng sợ đang truy đuổi Donato. Khi con ma vật gớm ghiếc xuất hiện, cả hai đều hoảng sợ và bỏ chạy. Lai-ốt công nhận rằng con quái vật này thực sự đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy Donato run rẩy, anh xoa đầu cô để chấn an và cùng nghĩ cách đối phó với nó. Sau một hồi suy nghĩ, Lai-ốt nhận ra đó là một con quái vật anh vui vẻ giải thích cấu trúc của nó cho donato nghe nhưng cô chỉ sợ hãi tay run rẩy chỉ về phía sau anh con quái vật đang đứng ngay sau lưng lai ốt xúc tu của nó vươn tới bắt lấy anh lai ốt ôm lấy donato và bỏ chạy nhưng xúc tu đã chạm vào người anh khiến gương mặt bắt đầu thoái hóa dù vậy lai ốt vẫn mỉm cười chấn an donato khuyến khích cô sử dụng phép thuật để hạ gục con quái vật donato khóc lóc nói rằng chính cô đã gây ra thảm cảnh này khi dùng phép thuật lên con quái và giờ cô không biết phải làm sao Laiot đoán rằng Donato đang cảm thấy tội lỗi và con búp bê cô cầm trong tay có thể chính là hiện thân của Falin trong giấc mơ này. Anh quyết định đẩy Donato về phía quái vật, bảo cô phải dũng cảm đối diện, dù có hẹo trong hầm ngục thì họ vẫn có thể hồi sinh. Khi quái vật tấn công, Donato cố gắng cứu Laiot, nhưng anh cảm thấy mình đang lão hóa với tốc độ chóng mặt. Anh yêu cầu dừng lại để lấy hơi, Donato, trong nỗi sợ hãi, lo lắng rằng anh sẽ bỏ rơi cô như những người khác đã làm. Cô khóc, nói rằng mình không biết phải làm gì nữa. Lai Út nhận ra rằng Donato không sợ hẹo, mà sợ nhìn thấy người mình yêu thương ra đi trước mắt mình. Anh khuyên cô bình tĩnh lại và tin vào chính mình. Khi quái vật đến gần, Donato hoảng sợ, nhưng Lai Út tiếp tục động viên cô. Anh nhắc nhở cô về cuốn sách phép thuật mà cô muốn có. Donato giơ tay ước, và kỳ diệu thay, cuốn sách xuất hiện trong tay cô. Lai Út ngóc đầu lên cổ vũ cô mau sử dụng nó để đánh bại quái vật. Cô đập mạnh cuốn sách vào quái vật, thành công đưa cả hai thoát khỏi giấc mơ và trở về thực tại. Lai Út tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi bao trùm mà chẳng nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra donato thì vẫn tiếp tục ngủ nhưng chẳng bao lâu sau cô bị bật dậy một cách bất ngờ dù vậy donato cũng không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì chỉ cảm thấy giấc mơ khá thú vị lai ốt lúc này lấy ra mấy cơn ác mộng đang nằm dưới gối tò mò hỏi ông sensi liệu chúng có ăn được không sensi cẩn thận đem chúng đi rửa sạch chất nhầy rồi ngâm trong nước nóng trước khi xào với bơ và thêm chút rượu cho vừa miệng khi ác mộng đã chín chúng nhả ra ác mộng của donato trong giấc mơ đó donato nhớ mình đã chạy trốn khỏi thứ gì đó đáng sợ rồi một con chó xuất hiện và cùng cô chơi trò tìm kho báu chỉ có lai ốt nhận ra điều kỳ lạ này theo trí nhớ của anh con chó đó lẽ ra phải là một con sói bạc cả nhóm tiếp tục hành trình đến nơi mà họ từng đối mặt với rồng đỏ người ta từng tin rằng đây là nơi sâu nhất của hầm ngục nhưng gần đây lại phát hiện ra một cánh cửa với hoa văn kỳ bí họ đã cố phát thảo hoa văn này để báo cáo với đảo chủ và chính lúc đó họ đã đụng độ phải rồng đỏ lai ốt và donato nhanh chóng đi tìm lại trang bị của mình Donato vui mừng khi tìm thấy túi ngủ yêu thích, cô nàng nhỏ bé đã có thể ngủ trong sự ấm áp. Abi thì nhặt được của rơi tạm thời đút túi, nhưng bị chiêu chắc phát hiện, dẫn đến một trận lời qua tiếng lại giữa hai bên, suýt nữa đã xảy ra xô sát nếu không có Donato can ngăn. Ông Sensi nhờ Donato bắt cá, và cô cũng tiện thể chỉ cho Lai Út cách vẽ ma pháp trận. Lai Út tập trung vẽ xong ma pháp trận dẫn đến chỗ con cá, Donato kích hoạt nó, chỉ dạy anh cách tưởng tượng rằng mình đang đổ nước vào. Nhưng thay vì thấy cá, mặt đất nổ tung và xuất hiện một con golem băng khổng lồ, nó hú hét, rung động khắp hầm ngục, làm các tảng băng nhọn hoắt rơi xuống. Lai ốt nhanh chóng bảo vệ Donato. Golem định tấn công tiếp, nhưng may mắn nhờ Abi nhanh nhẹn nhảy đến thu hút sự chú ý của nó. Abi hỏi chiêu chắc cách để hạ gục con golem và cậu liền mách bảo rằng cách duy nhất là phá vỡ lõi của nó. Tuy nhiên để tìm được lõi, Abi phải câu giờ và điều đó khiến cô bực bội. Thầm nghĩ tên này có bịa chuyện để khử mình không đây? Cô tiếp tục né tránh các đòn đánh của Golem và bị vùi dưới tuyết. Sau vài giây hết hơi, Abi chui lên khỏi tuyết, chỉ mắng Chiêu chắc định nhây đến bao giờ. Chiêu chắc nhanh chóng dương cung bắn tên đánh dấu vị trí lõi của Golem, sức cậu chỉ có thể làm được thế, còn lại trông cậy vào Abi. Cô ngơ ngác nhìn Chiêu chắc chạy mất hút, nhưng rồi cũng hiểu cách hạ gục Golem. Abi nhặt mũi tên, rồi lộn mèo một cách đẹp mắt và đâm thẳng vào vị trí lõi đã đánh dấu. Golem bị hạ gục, Abi chiến thắng vẻ vang, nhìn mọi người với ánh mắt kiêu ngạo, tự tin mình là người tuyệt vời nhất ở đây nhưng niềm vui vừa chớm nở thì chợt tắt cơn lạnh từ tuyết đã nhanh chóng khiến cô teo lại cả nhóm đành phải lui vào hang để sưởi ấm donato nhắc mọi người cởi quần áo ướt ra để hong khô cô lấy rèm che lại cho abi cởi đồ mặc dù abi không cần làm vậy trước mặt mọi người donato thì đỏ mặt vì ngượng cố trùng kín người mình trong khi abi trêu chọc động vật nu re thì có cái gì mà nhìn chứ trước khi bị lai ốt đem ra đến số núm hoặc xem đuôi Chưa chắc và sensi phải kìm nén sự cám dỗ trong lòng lai ốt lại để anh không nhìn trộm một lúc sau Sensi bắt đầu dã đông cá chuẩn bị nấu nướng hơi nước từ bếp lan tỏa vô tình tạo thành một phòng sông hơi giúp mọi người có dịp tắm rửa thư giãn sau một ngày mệt mỏi trong khi đó ông Sensi hầm xương cá thêm nấm ác mộng đã thái nhỏ trụng sơ thịt kẻ biến hình cuối cùng thêm trứng người chim rồi đổ vào cốc trang trí thêm lá khoai ma thế là xong bữa tối vừa nhìn thấy Abi đã định bỏ vào mồm nhưng ông Sensi nhanh chóng ngăn lại nhắc nhở cô phải đợi mọi người ăn chung không được ăn trước Chiêu chắc mau chóng ra ngoài gọi Lai Ốt đang đắm mình trên băng vào ăn cơm. Món ăn hôm nay là trứng hấp với cá hấp. Donato đưa cho Abi chiếc ba lô vừa được sửa lại. Lai Ốt, được đối xử đặc biệt nhất, vẫn bị bịt mắt, còn được ông Sen đút cho ăn. Sau bữa ăn, Abi trong bộ đồ mới, cùng cả nhóm tiếp tục lên đường. Ông Sen phát cho mỗi người một củ khoai ma nhào đường để ăn vặt. Abi không thích ăn, liền đưa cho Lai Ốt, nhưng anh cố chấp năn nỉ cô thử một miếng. Kết quả bị Abi cào rách mặt. Cô nàng quá hung dữ, Lai Út vẫn cố hỏi tại sao cô không ăn và Abi bảo rằng đó là ma vật, ăn nó sẽ mắc bệnh và biến thành ma vật. Donato thấu hiểu suy nghĩ này nhất, cô biết rằng nhiều người kiêng kỵ ăn ma vật, cảm giác như hấp thụ một cái gì đó xấu xa. Abi nhớ lại, khi cô không thích ăn món nào, cô thường lén đưa cho người khác ăn dùm. Abi cũng thừa nhận rằng mình đã từng làm điều tương tự, nhưng vẫn cố phủ nhận. Mọi người tiếp tục hành trình qua cơn bão tuyết, rồi tìm chỗ dừng chân để nghỉ qua đêm. Thấy ông Sensi đã quá mệt mỏi và ngủ gục, lai ốt liền đề nghị cả nhóm tự nấu ăn nguyên liệu ngày càng ít đi abi lại đòi ăn cá nhưng khi biết không còn cá cô lại bắt đầu cãi nhau với lai ốt cô chỉ muốn ăn những thứ mình thích lai ốt cố gắng giải thích có ai ăn ma vật mà biến thành ma vật đâu hay có ai ăn thịt heo bò gà rồi biến thành chúng không bò ăn cỏ có biến thành cỏ không nhưng abi không chịu thua liền chỉ sang một con cừu mọc thành cây đang hiện hữu ngay trước mắt khiến lai ốt chỉ biết ngẩn người abi quyết tâm chạy đi bắt con cừu đó nhưng vừa đuổi theo một đàn sói bất ngờ xuất hiện abi lập tức bỏ lại đàn sói cho chúng xử lý rồi chạy thẳng sang một cái hang khác để chạy trốn donato lo lắng chạy theo abi trách móc sao cô lại bỏ đi một mình như thế abi bình thản đáp lại rằng mình ghét chó và chẳng phải bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau sao giờ cô giao lại cho nhóm của lai xử lý đám sói đó donato giải thích không phải cô giao nhiệm vụ cho abi vì thích hay ghét mà chỉ vì họ tin tưởng lẫn nhau donato muốn rủ abi quay lại nhưng cô nàng cứ lảng tránh tiếp tục ngửi thấy mùi lửa cháy và đi sâu vào trong. Khi đến ngã rẽ, Abi tự tin chọn một con đường, nhưng Donato vẫn lo lắng hỏi liệu con đường này có an toàn không. Abi liền bảo Donato hãy làm theo ý mình nếu cảm thấy không an toàn. Khi cảm nhận được đám sói đang đuổi sát phía sau, Donato khuyên Abi nên dừng lại và chiến đấu với chúng ngay tại đây. Nhưng Abi không muốn đối đầu, cô chọn cách bỏ chạy thật nhanh vào trong hang để cắt đuôi bỏ sói. Trong lúc chạy, cô bỗng nhớ lại kỷ niệm khi cô không thích dọn tuyết trên nóc nhà, và Taze đã dọn giúp cô mà chẳng cần cô nhờ vả. Cô còn nhớ rằng khi hỏi Taze vì sao lại làm việc đó, Taze đã nói điều gì đó, nhưng Abi chưa kịp nhớ ra thì đã bị một con sói mai phục cắn vào chân và ngã xuống. Con sói cắn chặt lấy tay Abi, không buông. May mắn thay, Donato đã đuổi kịp. Cô vừa thở vừa lấy hơi niệm chú tạo ra một nguồn sáng chói mắt, khiến con sói phải nhả tay Abi ra. Abi thoát khỏi và nhanh chóng hạ gục con sói, nhưng tay cô đã bị gãy, Donato liền dìu cô trở lại. Trong lúc đó, Abi đã hỏi Donato tại sao cô lại ăn ma vật và Donato đã suy nghĩ rất nhiều để đúc kết một câu trả lời cho Abi. Vì cô có mục tiêu và mục đích của riêng mình là giúp đỡ bạn bè và học hỏi thêm nhiều phép thuật. Cô đang tiến về những mục tiêu đó. Trong quá trình đó, cô sẽ phải đối mặt với những thứ mình ghét, ăn những thứ không thích. Nhưng cá nhân cô thấy mấy thứ đó không có gì to tát hay đáng sợ cả. Nếu cô cứ trốn tránh nó, cô sẽ ngày càng thụt lùi và rời xa mục tiêu của mình. Hai người cuối cùng cũng ra khỏi hang và gặp lại mọi người. Trước đó, Lai Út đã anh dũng sử dụng sở trường của mình, hóa thân thành mãnh thú để dọa đám sói chạy mất. Sau đó Donato và Lai Út cùng nhau trị liệu cho Abi. Bên ngoài, lũ sói đã tha con cừu đi mất và Lai Út chỉ hái được vài quả non. Ông Sensi tách quả ra và bên trong là một con cừu con, khiến Donato hơi sợ không dám nhìn, nhưng rồi cô nghĩ ăn chắc cũng không sao. Ông Sensi đem thịt cừu đi nấu, vỏ thì làm sốt dưới lên, thế là hoàn thành món cây cừu độc đáo. Ông đưa cho Abi nếm thử, nhưng khi thấy món ăn có nhiều thành phần kỳ lạ, cô không muốn ăn nhưng cũng thử nhấm nháp xem sao lai ốt hài hước nhận xét tuy là thịt cừu nhưng vị lại giống thịt của con cô ấy nhờ món ăn ngon lành abi nhớ ra lời ta từng nói cô ấy muốn giúp đỡ mọi người vì nơi họ đang sống rất tốt được ăn được ngủ được tắm còn được thưởng cô không muốn bị đuổi đi nên sẵn sàng làm việc vặt để chứng minh mình có ích abi nghĩ lại lời của ta có vẻ đúng đôi khi mình sẽ gặt hái được những thành quả ngon lành như bát thịt cừu này mọi người nhìn abi ăn uống ngon miệng cũng cảm thấy vui lây khen ngợi cô thật giỏi giang. Nhưng kết quả của việc trêu chọc người hung dữ như Abi là việc bị đổ huyết. Donato vừa ăn vừa bỏ thì bị Abi phát hiện và soi mói. Donato chỉ biết khóc trong nước mắt. Bên này đội của Suzo và Kabul đã thành công sử dụng phép hồi quy để trở lại mặt đất. Suzo ngay lập tức nói với Kabul rằng ngày mai họ sẽ tố giác toàn bộ sự việc với đảo chủ và anh muốn Kabul làm chứng. Anh không muốn nhắc nhiều về Lai-ốt và nhóm đồng đội của cậu, chỉ hy vọng rằng Falin sẽ không tiếp tục gây thêm những cảnh đáng sợ đó nữa. Khi họ vừa ra khỏi hầm ngục, một chiếc tàu với biểu tượng chim hoàng yến tráng lệ và xa hoa đã hiện ra trước mắt kabul nhanh chóng nhận ra đó là tàu của yêu tinh phương tây họ cần phải tới chỗ đảo chủ ngay lập tức yêu tinh phương tây chỉ xuất hiện khi họ cần điều tra và kiểm soát những hầm ngục có độ nguy hiểm vượt mức cho phép lần này có lẽ đảo chủ ngừa nghịch cũng sẽ không thoát khỏi việc bị yêu tinh cưỡng chế và nắm quyền kiểm soát hầm ngục khi cả nhóm đến nơi họ thấy namaji và đồng đội đã ngồi đợi trong vài tiếng mà bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì kabul thầm nghĩ rằng cậu không thể để bọn yêu tinh giành được quyền kiểm soát hầm ngục này quê hương của cậu đã từng phát triển nhờ vào hầm ngục nhưng cũng vì nó mà một ngày nọ ma vật tràn ra kết liễu vô số người và gia đình cậu cũng không ngoại lệ cậu không muốn thảm cảnh đó lặp lại lần nữa đối với yêu tinh và người lùn những tộc có tuổi thọ ngắn như con người chỉ như những đứa trẻ không còn kiên nhẫn kabul bất ngờ mở cửa xông thẳng vào cuộc họp nơi đảo chủ đang bị bao vây bởi các yêu tinh phương tây kabul lấy hết can đảm tuyên bố rằng cậu đến để báo cáo tình hình hiện tại của hầm ngục các yêu tinh trao đổi với nhau rồi cho phép cậu nói ngắn gọn. Kabul tóm tắt, khi thám hiểm hầm ngục, họ đã gặp phải ma vật do con người biến thành. Cả nhóm yêu tinh sững sờ, không thể tin được mọi việc đã diễn ra nhanh chóng đến thế. Họ ngay lập tức ra lệnh đổ bộ mà không cần thương lượng gì thêm. Ông già Tan Su nghe mà tức điên lên, nhưng có phản đối cũng chẳng thay đổi được gì. Cha già đảo chủ thì đã buông xuôi, mặc kệ mọi chuyện xảy ra. Nhìn tình hình bất lợi trước mắt, Kabul càng thêm quyết tâm với ý định kiểm soát hầm ngục đó cũng là lý do cậu luôn tìm cách giúp đỡ những nhà thám hiểm tài ba nhưng hầu hết lại toàn là những kẻ ba hoa khoác lác sau đó cậu nghe những lời đồn về anh em nhà lai ốt anh ấy không phải người mạnh mẽ nhưng anh lại có thể thám hiểm các tầng sâu của hầm ngục nhóm bạn của anh cũng kỳ lạ không kém trực giác mách bảo kabul rằng lai ốt sẽ có tầm ảnh hưởng lớn đến hòn đảo này nhưng sau khi gặp trực tiếp cậu nhận ra lai ốt quá vô tư chỉ quan tâm đến ma vật mà không nghĩ đến tương lai của hòn đảo tuy nhiên cậu dám chắc rằng hiện tại chỉ có lai ốt là người có khả năng nhất để tiếp cận trung tâm hầm ngục đó chính là tia hy vọng cuối cùng Kabul không thể để yêu tinh can thiệp vào lúc này cậu liền lên tiếng ngăn cản yêu tinh khuyên họ đừng vội đổ bộ vì tình hình ma vật trong hầm ngục đang thay đổi rất nhanh cậu tiết lộ rằng mình là đứa trẻ sống sót duy nhất của thị trấn uiza sau khi hầm ngục bị phá hủy nhóm yêu tinh nhận ra cậu là đứa trẻ từng được phó chỉ huy yêu tinh nhận nuôi được cưng như trứng nhưng sau đó lại bỏ nhà ra đi kabun kể rằng cậu từng mơ ước vào quân đội nhưng gặp phải rào cản chủng tộc dù vậy cậu vẫn muốn làm những gì có thể để ngăn cản bi kịch tại quê hương lặp lại câu chuyện đầy cảm động của kabul khiến đám yêu tinh xém chút nữa đã động lòng tuy nhiên tên yêu tinh cầm đầu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng bảo cậu tiếp tục phát biểu kabul âm thầm đổ mồ hôi tiếp tục câu chuyện nhờ sự can thiệp của họ Hầm ngục tại uiza đã nhanh chóng sụp đổ nhưng nhiều người đã mất mạng những người đang xuất biến thành ma vật rồi lại ăn thịt những người còn sống giờ nếu yêu tinh xông vào đây kết cục cũng sẽ chẳng khác gì uiza kabul đề nghị phong ấn hầm ngục cậu biết rằng đám yêu tinh cũng không muốn làm hư hại hầm ngục trong lúc chiến đấu phần lớn người trong hầm ngục hiện đang ở tầng 1, cậu đề nghị tiến hành sơ tán từ từ và nhận trách nhiệm này về mình đám yêu tinh dù nghi ngờ nhưng cũng chấp nhận muốn xem kabul sẽ làm gì tiếp theo đội của lai ốt lúc này chẳng còn việc gì khác ngoài việc quây quần quanh đống lửa nấu cơm và thưởng thức bữa ăn trong khung cảnh bão tuyết mịt mù ông sensi như thường lệ đã chuẩn bị món trứng trần sẵn và nhân cơ hội này kể lại câu chuyện về cách donato đã ví linh hồn giống như một quả trứng phép ẩn dụ đó thật tinh tế và đầy ý nghĩa donato ngồi nghe ông thêm thắt thay vì bàn tán cô lặng lẽ cắt bánh mì đặt trứng lên trên và chuẩn bị ăn kiểu quý tộc phương đông mọi người đều ăn một cách ngon lành ngoại trừ abi cô cứ mãi nhìn vào không khí cảm giác như có điều gì đó đang hiện diện xung quanh họ lai ốt nghe thấy thế thì chợt nhớ ra có lẽ thứ mà anh thấy trước đây không phải chỉ là ảo giác anh liền nhắc lại việc mình từng bị say ma lực và ảo thính cảm giác đó vẫn chưa hề biến mất ban đầu lai út không dám nói với ai vì sợ rằng mọi người sẽ nghĩ anh không bình thường nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng ai đó thì thầm ban đầu chỉ lờ mờ nhưng ngày càng rõ ràng hơn anh đã cố lờ đi vì sợ hãi nhưng hồn ma bên cạnh dường như nhận ra điều đó và càng ngày càng lớn tiếng tụng niệm nói xấu lai út vì dám giả vờ không nghe thấy nó lai út sau khi bàn bạc với đồng đội liền lên tiếng chào hỏi hồn ma cả hai chính thức bắt đầu một cuộc trò chuyện đàng hoàng anh nhớ lại rằng hồn ma này đã từng cứu họ khỏi tên pháp sư điên rồ điều đó không thể quên được mọi người đều gật gù nhớ lại đúng là sự thật. Hồn ma muốn dẫn họ gặp một người quan trọng. Lai ốt vừa đồng ý, cả nhóm đã bị kéo đi ngay lập tức và tỉnh dậy ở một vùng đất xa lạ, nơi từng là lô đài vàng. Một người đi ngang qua nhận ra họ đến từ hầm ngục, liền dẫn họ trở về làng. Xung quanh là những ma vật được nuôi dưỡng, chúng trông khá hiền lành và ngoan ngoãn. Abi có biểu hiện kỳ lạ, cô trở nên như một chú mèo nhỏ, cọ sát người mọi người xung quanh. Donato, trong lúc chờ người đứng đầu về, đã quyết định cùng Lai ốt đi thăm nơi chăn nuôi ma vật. Ông Sensi muốn khám phá cánh đồng cả hai người hí hửng chạy theo dân làng. Lai Út không khỏi thích thú khi thấy những chú bò sữa béo tốt, còn ông Sensi thì bị mê hoặc bởi cánh đồng rau xanh mướt, ngon lành. Dân làng thú thật rằng ngoài việc trồng rau, họ không biết làm gì khác. Họ vẫn duy trì lối sống trên mặt đất dù đã sống dưới hầm ngục từ rất lâu. Donato ở nhà chăm sóc Abi và trong khi đó, vài cô gái từ làng đến tỏ ý muốn Donato thử vài bộ đồ của họ. Donato vui vẻ nhận lời, hóa thân thành một fashionista chính hiệu, mặc đủ kiểu trang phục từ dạ hội đến bình dân. Chưa chắc ngồi thưởng thức rượu đồ uống mà cậu kén chọn đến thế mà cũng phải mê mẩn trong khi đó lai ốt chạy về khoe khoang trải nghiệm vắt sữa bò của mình với niềm phấn khích không giấu nổi ông sen cũng vậy hào hức kể về những gì mình thấy lai ốt mê đắm trải nghiệm vắt sữa này thì chợt nhớ đến donato và abi vừa nhắc đến hai người cả hai đã xuất hiện trong trang phục xã hội lộng lẫy khiến mọi người trầm trồ abi bám dính lấy donato không buông có lẽ cô đã bị ảnh hưởng bởi nơi này lần đầu tiên donato thấy một kết giới có thể kìm hãm sự hung hăng của ma vật cô ước gì có thể giải mã nó để mang về ứng dụng người đứng đầu làng lúc này đã về cậu ta tên là iat cháu trai của vua zega cuối cùng cũng trở về iat mời mọi người tham dự bữa tiệc và trình bày lý do họ được đưa đến đây các món ăn đều là thịt ma vật đúng như yêu cầu của Lai-ốt. nhưng anh vẫn tỏ vẻ ngây ngô như thể mình chẳng biết gì iat cho biết họ thường không cần ăn uống vì đã bị nguyền rủa thành những kẻ bất tử bởi tên pháp sư điên rồ ngay từ khi iat bắt đầu hiểu chuyện chẳng còn ai nói cho cậu biết lý do vì sao mọi thứ lại xảy ra như vậy Ông cậu của Iat, vua Zega luôn tự trách mình vì đã khiến Pháp Su Sa vào con đường hắc thuật. Cuối cùng, ông đã lên mặt đất tìm người giúp đỡ, nhưng không ai thành công. Donato kể cho Iat nghe về truyền thuyết rằng vua Zega đã xuất hiện ở một nghĩa trang. Tự xưng là vua và hứa sẽ dâng cả vương quốc cho ai hạ được tên Pháp Sư Điên Rồ, rồi sau đó hóa thành cát bụi. Nghe thế, Iat cảm thấy nhẹ lòng vì biết rằng ông mình đã được yên nghỉ. Sau đó, nhiều người trong làng đã cố tìm cách thoát khỏi lời nguyền nhưng không thành công. Họ mất đi thân xác, danh tính, và biến thành những ác linh lang thang nhóm của lai ốt nhớ lại rằng họ đã từng giao lưu với những ác linh này họ chẳng những tạt nước thánh mà còn làm kem ăn cùng nhau ias tiết lộ theo lời tiên tri sẽ có một người cầm thanh kiếm có cánh đến giải thoát họ khỏi tên pháp sư lai ốt ngạc nhiên khi cầm thanh kiếm của mình lên đúng là nó có cánh thật nhưng bỗng dưng lại lòi ra thêm một cái đầu sư tử ias vui mừng nhận ra đó chính là dược sư hộ thần của vương quốc một sinh vật đã bị pháp sư điên rồ giam cầm dưới đáy hầm ngục nhưng vẫn tiên tri và dẫn lối cho họ trong giấc mơ việc ông Jega lên mặt đất bắt nguồn từ một lời tiên tri cổ xưa theo truyền thuyết người cầm thanh kiếm có cánh sẽ đánh bại tên pháp sư điên rồ và trở thành tân vương của vương quốc khi nghe y nhắc đến điều này donato không khỏi nghẹn ngào thầm nghĩ chắc chắn họ đã nhầm người cô giải thích rằng lai ốt chỉ tình cờ nhặt được thanh kiếm chứ không có chuyện anh là người được chọn nhưng y kiên quyết cho rằng không có gì là tình cờ cả mọi chuyện đã được định sẵn từ trước cậu nắm chặt tay lai ốt đôi mắt long lanh đầy hy vọng mong anh có thể hứa giúp họ đánh bại tên pháp sư điên rồ cả nhóm nhìn lai ốt chờ đợi khiến anh đổ mồ hôi lúng túng bảo rằng anh cần thời gian để suy nghĩ sau đó cả nhóm nghỉ ngơi nhưng tâm trạng vẫn không yên chưa chắc khuyên lai ốt nên từ chối thẳng thừng đừng để họ ôm hy vọng hão huyền lai ốt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay cảm thấy căng thẳng đến mức chẳng còn tâm trí để thưởng thức mùi vị của thức ăn nữa ông sen si trấn an anh giải thích rằng những người dân ở đây không cần ăn uống nên tay nghề nấu nướng của họ rất kém dù vậy họ vẫn kiên trì trồng trọt và chăn nuôi suốt cả nghìn năm để duy trì một chút cảm giác bình thường trong cuộc sống, giúp họ giữ được sự tỉnh táo. Còn lại, mọi quyết định phải do Lai Ốt tự mình suy xét. Sáng sớm hôm sau, ông Si dậy sớm và trổ tài nấu nướng, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nơi, đánh thức cả nhóm dậy. Bữa sáng bắt đầu với không khí ấm áp, đây cũng là lần đầu tiên Iat chứng kiến mọi người ăn uống say mê như vậy. Ông Si đút cho Iat một miếng, dù cậu không cảm nhận được mùi vị, nhưng sự mềm mại tan chảy trong miệng khiến cậu không khỏi thích thú. Trong lúc ăn, Iat tiếp tục kể về tên pháp sư điên rồ Thớt Le, người từng là bạn thân của ông nội cậu. Khi ông nội của Iat lên ngôi, Thớt Le đã được khuyến khích học phép thuật, nhưng vì tài năng xuất chúng, Thớt Le dần bị ám ảnh bởi sức mạnh, đẩy hắn vào con đường hắc thuật và cuối cùng là yểm lời nguyền bất tử lên cả vương quốc. Lai Út muốn thử gặp Thớt Le để thương lượng, nhưng Iat cảnh báo rằng điều đó là không thể. Ông nội của cậu đã phải rất vất vả mới trốn thoát được. Bất kỳ ai bị Thớt Le nghi ngờ đều bị xử tử không thương tiếc. Tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi, và sức mạnh của hắn thì không thể tưởng tượng nổi. tuy nhiên, lai ốt vẫn kiên quyết muốn thử. còn nước còn tát, ias gợi ý anh nên tìm đến dược sư đang bị giam giữ sâu trong hầm ngục, người duy nhất có thể giúp áp chế sức mạnh của tên pháp sư. sau khi dặn dò, ias dẫn cả nhóm đến lối ra. dân làng tặng họ một ít lương thực trước khi chia tay. nhìn bóng dáng nhóm lai ốt dần khuất, ai nấy đều không khỏi hoang mang tự hỏi liệu đây có thật sự là những người được chọn hay không. khi ias vừa quay người đi, tên pháp sư thớt le đột ngột xuất hiện và bắt giữ cậu. trong khi đó, nhóm lai ốt bị dịch chuyển trở lại hầm ngục rơi xuống một hồ chứa nước do người lùn cổ đại xây dựng ông sensi bị say dịch chuyển còn abi thì tỉnh táo trở lại với ký ức từ ngôi làng ùa về làm cô đau đầu lai ốt và donato bắt đầu dò xét xung quanh ông sensi chỉ cho chiêu chắc thấy một số ký hiệu trên tường và nhờ cậu vẽ lại chúng trên các cây của xung quanh điều này giúp họ xác định được vị trí tương đối của mình sau khi xem xét kỹ ông sensi nhận ra họ đang ở khu trung nam không lâu sau Lai-ốt và Donato hớt hải trở về, báo rằng họ đã nhìn thấy bóng dáng của Falin. Cả nhóm chạy đến xem và thấy dấu vết bàn chân to in trên nền tuyết. Donato chắc chắn cái bóng đó chính là Falin. Lai nghĩ lại và cho rằng có lẽ đó là con di fin hoặc một loài tương tự, loại ma vật thân trên là chim, thân dưới là sư tử. Anh đưa cái lông sót lại cho Abi ngửi thử và cô cũng xác nhận rằng mùi của nó giống mùi của quái thú. Donato muốn ngay lập tức chạy đi tìm, nhưng ông Sensi ngăn lại và chuyển hướng câu chuyện sang việc nấu ăn, chỉ ra đám nấm dưới đất. Lai cho biết đó là nấm độc không ăn được. Ông Sensi thừa nhận rằng ông Zifin và Donato vẫn quyết tâm rủ Laiot đi tìm con quái vật này. Đột nhiên, ông Sensi tỏ ra hoảng sợ và bất ngờ quay đầu bỏ chạy, thu hút sự chú ý của Gifin. Con quái vật chuyển hướng, lao về phía ông Sensi, gấp ông lên và bay đi xa. Mọi người cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, bởi đôi chân làm sao có thể so với đôi cánh mạnh mẽ của con quái vật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, Laiot không khỏi lo lắng cho số phận của ông đầu bếp. Donato bắt đầu suy nghĩ cách tìm lại ông Sensi và quyết định tạo ra một ma vật để giúp tìm kiếm ông. Sau khi xem xét các lựa chọn, Donato nghĩ rằng cách nhanh nhất là biến đổi một vật thể sẵn có thành ma vật, chỉ cần nó có thể cử động là được. Donato cẩn thận cất một sợi tóc rồi vẽ ma pháp trận. Trong khi đó, cô nhờ lai ốt gom hết thịt có sẵn và cho vào nồi, nấu tất cả những gì có thể, thà dư còn hơn thiếu. Lai ốt tò mò hỏi Donato rằng liệu mình cũng có thể điều khiển ma vật hay không. Donato nhăn nhó trả lời, bảo anh đi xin giấy phép sử dụng phép thuật nguy hiểm trước đã, rồi mới nói tiếp được. Đột nhiên, Abi thắc mắc về ông Sensi, không hiểu sao ông lại ám ảnh với đồ ăn đến vậy. ốt và Chiêu chắc nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, thực ra, không ai trong nhóm biết nhiều về quá khứ của ông Sensi. Họ chưa từng hỏi, có lẽ vì ai cũng nghĩ chuyện đời tư là điều tế nhị. Chiu chắc cảm thấy ông Sensi thật bí ẩn, đôi khi lời nói của ông không ăn khớp với nhau. Lần đầu gặp nhau, ông ấy bảo mình đã nghiên cứu ẩm thực ma vật trong hầm ngục suốt 15 năm, nhưng kỳ lạ là hầm ngục này mới chỉ được phát hiện cách đây 6 năm. Hơn nữa, ông còn mang theo dụng cụ chế tác từ kim loại quý và giải mã được ám hiệu của người lùn cổ đại. Điều này không phải ai cũng làm được. Thế nhưng, lại có lần ông tỏ ra sợ hãi trước một ma vật mà ông chưa từng gặp. Và điều lạ lùng hơn cả là cách ông luôn coi chiêu chắc như con nít, dù cậu không phải trẻ con. Lai Út chỉ cười trừ, nhưng chiêu chắc nghiêm túc giải thích rằng những ai không hiểu rõ về tộc của cậu thường có những hiểu lầm như vậy. Thực tế, tộc của chiêu chắc là một chủng tộc hoàn toàn khác, không lớn lên thành người hay người lùn như nhiều người lầm tưởng. Chiêu chắc bắt đầu nghĩ rằng có lẽ ông Sensi không phải là người trên mặt đất, nhưng suy đoán bây giờ cũng vô ích, có lẽ nên chờ đến khi cứu được ông rồi tìm hiểu tiếp. Trong khi đó, Donato đã bắt đầu niệm phép, nồi nước sôi ủng ục, bốc khói nghi ngút rồi bỗng nhiên im bặt, hành trình tạo ra ma vật đã hoàn tất. Lai ốt ham hở mở nắp nồi, hy vọng được thấy một sinh vật mạnh mẽ, nhưng thay vào đó, chỉ có ba con chim non nhỏ xíu, trông giống như hình vẽ của trẻ mẫu giáo. Sự thất vọng tràn ngập, nhưng donato lại vui mừng vì ít ra phép thuật đã thành công cô thả chim bay đi tìm sensi nhưng điều khiển chúng làm cô hoa mắt chóng mặt phải nhờ lai ốt bịt mắt lại giúp khi chuẩn bị đuổi theo lũ chim lai ốt nhận thấy donato đang di chuyển khó khăn liền bế cô lên lưng mình donato đang hòa một thể với lũ chim chọn tư thế ngồi kỳ cục nhưng miễn sao không ngã là được chim nhỏ đã tìm thấy ông sensi ông đang bị treo lơ lửng trên cao chim nhỏ bay ríu rít xung quanh cố gắng kéo ông thoát ra Laiot nhắc nhở Donato rằng Di có thị lực rất tốt và vừa nói xong, nó đã xuất hiện, vô lấy một trong những con chim nhỏ. Donato cố gắng biến hình lũ chim thành thứ gì đó mạnh hơn, nhưng cuối cùng lại tạo ra một con cá dài tong teo với cái tên hào nhoáng cá bầu trời. Cá bầu trời bơi trên không trung với tốc độ ánh sáng, bay thẳng tới chỗ Di Donato hòa một thể với cá, uốn éo như con run đất, nhưng cuối cùng cũng điều khiển được cá đâm xuyên qua cánh Di làm nó rơi xuống. Laiot không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng chạy tới đâm một nhát chắc nịch vào lưng Di trong khi ông Sensi cũng hạ cánh an toàn. Donato chạy đến bên cá bầu trời, nhìn nó thoi thóp, cô thành tâm cảm ơn con cá vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Và cuối cùng, cá bầu trời đã đăng xuất, nhưng trước khi cô kịp thương tiếc, Lai Út đã chặt đôi con cá, để lộ bên trong là rau củ tươi ngon, sẵn sàng để nấu ăn. Donato đau lòng, nước mắt lan dài khi nhìn thấy Lai Út bắt đầu chế biến cá bầu trời, cô khẽ xin anh hãy nhẹ tay. Lai Út mỉm cười an ủi Donato, nói rằng việc hấp thụ cơ thể của con cá cũng là một cách để tôn vinh công lao của nó. Lai ốt cẩn thận làm sạch cá bầu trời, ướp gia vị, rồi trộn đều bột mì với trứng và nước. Anh nhúng cá vào hỗn hợp đó và chiên lên cho đến khi vàng giòn, sau đó pha nước chấm đặc biệt. Kết quả là một món cá bầu trời chiên bột với phần thịt và rau củ hòa quyện tan chảy trong miệng Lai ốt. Anh cảm thán hôm nay anh hùng này thật sự rất ngon. Đối với Lai ốt, phép triệu hồi này có thể xem như một kỹ thuật nấu ăn thượng thừa. Trong khi đó, Sensi nhìn con Di nằm một góc, trầm ngâm suy nghĩ, ông không thấy đói và cũng chẳng muốn ăn. chưa chắc quyết định mở lời, bắt đầu giới thiệu lại mình tôi tên là chiêu chắc đến từ một ngôi làng nhỏ phía đông bắc khoảng 15 năm trước tôi đã làm nhiều nghề khác nhau quanh các hầm ngục có vợ và vài cô con gái đó là câu chuyện của tôi còn ông ông là ai sensi sau một hồi lặng lẽ trả lời tôi là sensi xứ igana từng thuộc một đội khai thác mỏ nhỏ nhưng tôi không đào quạng mà tìm kiếm di vật với hy vọng đổi đời ông tiếp tục kể về một ngày định mệnh khi họ khai quật được một lâu đài cổ lấp lánh ánh vàng cũng chính là hầm ngục mà họ đang ở lô đài này hoàn toàn bằng vàng nguyên chất nhưng để thám hiểm sâu hơn họ phải quay về chuẩn bị đầy đủ lúc đó ông khuyên mọi người quay lại mặt đất nhưng không ai nghe còn khinh thường mình nhát gan câu chuyện của ông tiếp tục với những ngày tháng đầy nguy hiểm và sợ hãi trong hầm ngục họ bắt đầu hành xử kỳ lạ mắt phát sáng trong bóng tối và rồi ma vật xuất hiện kết liễu một người khi đó họ mới nhận ra mình đã bị lạc trong quá trình lang thang họ gặp suối nước khi khát có phòng nghỉ khi kiệt sức thậm chí có cả mỹ nhân cám rỗ cuối cùng họ phải làm thịt con ngựa để làm thức ăn khi cạn kiệt lương thực khi đó ma vật hình chim di phin không ngừng bám theo và lấy đi mạng sống của từng người trong nhóm những ngày tháng kinh hoàng đó đẩy họ đến bờ vực của sự sống và cái chết sensi kể về những lần ông thấy mình thật thảm hại khi không thể góp sức tìm kiếm lương thực hay thoát khỏi ma vật cuối cùng chỉ còn lại mình ông sống sót cô độc trong căn phòng với một mớ thịt di phin còn sót lại ông nói khi đó bản thân không đủ can đảm rời khỏi phòng nhờ chút thức ăn và nghiên cứu bản đồ ông phát hiện ra quy luật của những ám hiệu trên tường nhưng khi ông bước ra đã chẳng còn thi thể nào nữa sau đó ông bị tộc ót bắt giữ sensi chia sẻ rằng tộc ót rất tử tế với ông dạy ông cách phân biệt nấm và đối phó với ma vật nhưng kể từ đó ông luôn ám ảnh về món thịt mà mình đã ăn liệu đó có thật là thịt di phin hay không mỗi lần nghĩ đến ông đều cảm thấy sợ hãi và ám ảnh đó là lý do tại sao ông bỏ chạy khi nhìn thấy di phin nghe xong câu chuyện lai ốt khuyến khích sensi thử ăn thịt con di phin kia nếu mùi vị giống ông sẽ được an lòng còn nếu khác thì buồn chút rồi thôi quá khứ không thể thay đổi nhưng ám ảnh cả đời thì không đáng mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn trong việc này nhưng chỉ có lai ốt là hang say anh nhanh chóng cắt thịt rồi cảm thán quả thật loài ăn thịt thì thịt rất săn chắc trong lúc chế biến lai ốt và mọi người thắc mắc tại sao di phin lại chỉ bám theo kết liễu nhóm của sensi mà không ăn ai lai ốt suy đoán rằng có thể nhóm của ông có ngựa nên di phin hứng thú rồi anh nghĩ đến khả năng họ đã nhầm lẫn pha lên với di phin vì có nhiều loài ma vật có cánh nước trong nồi đã sôi lai ốt bỏ thịt vào luộc nhưng thấy nhạt nhẽo quá nên quay sang đám nấm ông sensi cũng nhận ra loại nấm này là lần đầu tiên ông thấy lai ốt bỗng nảy ra ý tưởng giao việc xử lý thịt cho donato còn mình chạy sang lật sách giáo khoa tìm hiểu thêm thông tin về loại nấm mới món súp di phin cuối cùng cũng hoàn thành và sensi cẩn thận nếm thử hớp đầu tiên ngay lập tức ông nhận ra mùi vị không giống như những gì ông từng trải qua dù thất vọng và buồn man mác nhưng ông cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn ông hiểu rằng có lẽ ông di phin đã muốn ông sống sót bằng mọi giá và vì vậy ông phải tiếp tục sống dù cho quá khứ có ám ảnh đến đâu. Donato và Chiêu chắc chạy tới, cả hai không kiềm chế được mà gõ đầu Lai ốt, trách móc tên chết tiệt, cậu đã bày ra cái trò quái gì vậy hả? Lai ốt chỉ bình thản cười, cho thêm một miếng thịt vào miệng nhâm nhi, rồi nhăn mặt vì hương vị vừa dai vừa hôi của nó. Với sự tự tin quen thuộc, Lai ốt khẳng định chắc nịch rằng thịt mà Sensi ăn ngày đó không phải là thịt di phin, cũng không phải là thịt người, mà đó là thịt của một con hippo. Anh giải thích rằng di phin có phần dưới là sư tử, trong khi hippo là ngựa. Chính vì thế mà nó mới đuổi theo nhóm của Sensi, có lẽ vì động dục hay lý do nào đó. Anh còn bổ sung thêm rằng Hippo có chân sau với vó cứng, có thể dễ dàng đá thủng kim loại, một vũ khí mà Zifin không có. Laiot kết luận đó là Hippo làm ông Sensi an tâm hơn đôi chút, dù thực tế vị của Hippo như thế nào thì vẫn chưa ai kiểm chứng. Để minh họa cho lý thuyết của mình, Laiot chỉ vào đám nấm chanlin mà anh vừa phát hiện, khiến mọi chuyện thêm phần phức tạp. Anh kể về truyền thuyết về hiện tượng trẻ bị đổi chỗ với quái vật, một đứa trẻ đi vào rừng chơi, rồi trở về nhà nhưng lại biến thành quỷ lùn. Nấm chan Lin có khả năng biến đổi bất kỳ thứ gì bước vào vòng tròn của chúng. Lai ốt nghi ngờ rằng con di phin kia thực ra là một con hippo đã bị biến đổi bởi nấm chan Lin. Quyết định hành động, Lai ốt xẻ thịt và đặt vào vòng tròn nấm. Thịt ngay lập tức biến đổi, trở nên bóng bẩy và hấp dẫn hơn. Ông Sensi, dù trong lòng đầy lo lắng, vẫn không thể cưỡng lại việc nấu súp từ phần thịt đã biến đổi này. Khi ông lấy hết can đảm để nếm thử, những giọt nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi. Hạnh phúc vỡ òa trong ông khi nhận ra hương vị xưa đã trở lại như thể ông được quay về làm đứa trẻ vô tư trong vòng tay ấm áp của gia đình. Ông không thể diễn tả hết lòng biết ơn với đồng đội, những người đã cùng ông vượt qua mọi khó khăn trong hầm ngục này. Sensi nhận ra rằng hầm ngục có khả năng phản ứng mạnh mẽ với mong muốn của con người. Ông hiểu rằng sống vô dục vô cầu như tộc ót là cách duy nhất để tránh bị ảnh hưởng bởi hầm ngục. Ông quyết tâm đóng góp thêm nhiều điều cho nhóm và một lần nữa ngỏ ý đi cùng mọi người. Cả nhóm vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình, không ai nhận ra rằng họ đã vô tình bước vào vòng tròn nấm. Sau một đêm đau bụng quằn quại, ai nấy đều nghĩ rằng mình đã ngộ độc thức ăn nhưng khi tỉnh dậy họ phát hiện ra mình đã bị biến đổi lai trở thành một người lùn donato bị teo nhỏ thành bá nhân ông sensi hóa thành một mỹ nữ yêu tinh chiêu chắc cao lớn thành con người còn abi thì biến thành một con chó có sừng bò ban đầu mọi người đều bất ngờ và bối rối nhưng sau đó đành chấp nhận thực tế dù cơ thể đã biến đổi nhưng đường đi trong hầm ngục cũng đã thay đổi cả nhóm quyết định trở lại hầm chứa nước bước vào vòng tròn nấm một lần nữa để hy vọng tìm lại hình dáng cũ chỉ có lai ốt là thích cơ thể mới này vì nó mạnh mẽ và có thể nhìn rõ trong bóng tối chưa chắc giờ được làm người lớn cũng thấy thích thú khi có thể hít thở không khí trên cao abi dùng mũi đánh hơi chỉ đường cho cả nhóm sau một hồi họ đã đến cánh cửa dẫn đến nơi sâu nhất của hầm ngục dù đã đi lùi nhưng không ngờ lại tiến thẳng vào sâu hơn lai ốt đề nghị cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhưng cả nhóm xỉ và anh một trận donato cũng cảm thấy ý kiến của lai ốt có lý nhưng vẫn chưa thấy có gì bất tiện đột nhiên Kensuke từ thanh kiếm của Lai ốt mọc dài ra, bám vào cửa, mở lối thoát hiểm. Từ trên cao, những con tượng đá Gado bay xuống. Chưa chắc định lùi lại để tránh vướng chân mọi người, nhưng chiều cao của cậu thu hút sự chú ý của Gado, khiến chúng đuổi theo. Donato cố gắng niệm phép, nhưng chỉ sau một chút phép thuật, cô đã bị say ma lực, còn Abi thì hóa điên. Ông Sensi trong cơ thể mỹ nữ yêu tinh, chỉ có thể cầm tóc chứ không thể cầm đồ nghề. Lúc này, chỉ còn Lai ốt là có khả năng chiến đấu cầm cự. Anh nhanh chóng chỉ dẫn mọi người chạy về phía cánh cửa, mở thành công và thoát khỏi hiểm nguy dù đã thoát nhưng lai ốt nhận ra cơ thể mới này đúng là bất tiện không còn đường lui họ đành phải tiếp tục cuộc hành trình hy vọng sẽ tìm thấy loại nấm có thể giúp họ trở lại hình dáng cũ trong không gian xung quanh họ nhận thấy đây chính là di vật của người lùn cổ đại ông sensi đề nghị nấu ăn để xua tan căng thẳng lai ốt giờ đã hiểu tại sao ông cứ đòi nấu ăn suốt ngày cũng cảm thấy đói bụng yêu tinh sensi bắt tay vào nhào bột cắt rau củ và cùng mọi người làm món sủi cảo nhìn những chiếc sủi cảo quen thuộc giờ chỉ việc bỏ vào miệng. Donato cảm thấy món này ngon bất ngờ, không biết có phải do đổi chủng tộc hay không. ốt cho rằng dù cách nấu có khác nhau, nhưng món ăn vẫn ngon, giống như họ bây giờ. Tuy nhiều thứ đã thay đổi, nhưng họ vẫn là chính mình. Chiêu chắc ngắm nhìn xung quanh và nhận xét rằng nơi này trông giống như một cứ điểm phòng thủ của người lùn, và nếu yêu tinh can thiệp thì chắc chắn sẽ gây ra vô số mâu thuẫn. Cậu không khỏi lo lắng, bây giờ Donato đã trở thành một bá nhân, nếu có đụng độ với yêu tinh thì chỉ còn biết trông cậy vào Sensi. Ông chỉ óng ẹo, hất cảm tỏ vẻ tự tin nhưng không quên nói rằng mình sẽ cố hết sức. Abi, trong hình dáng nửa chó nửa bò, lướt mắt nhìn quanh và phàn nàn rằng mọi người trông chẳng khác gì hội người già đi bộ. Đột nhiên, Chiêu chắc đặt ra một câu hỏi tuổi thật và ngoại hình của họ có chênh lệch nhiều không? Cậu nhìn Lai Ốt và lấy anh làm ví dụ. Dù Lai Ốt mới 26 tuổi, nhưng giờ đây trong hình dáng người lùn, trông anh không khác gì một ông già U70. Lai Ốt bật cười khúc khích, nhưng thực tế là tuổi đời của người lùn thường gấp hai lần so với con người. Chiu chắc không khỏi lo lắng, tự hỏi liệu số tuổi già đi của họ có giữ nguyên hay sẽ tăng lên gấp hai lần theo hình dạng mới này. Nếu như vậy, Út có thể chỉ sống thêm 25 năm nữa thôi. Điều này khiến Donato, với tuổi thọ tối đa của bá nhân chỉ là 50 năm, hoang mang tột độ. Cô tính toán nếu mình còn 45 năm nữa để sống thì sẽ nhanh chóng trở thành một bà lão nhăn nheo. Nhìn thấy Donato đang suy sụp quá đà, Chiêu chắc cố chấn an cô bằng cách cười và nói rằng cậu chỉ đang đùa thôi. Nhưng Chiêu chắc cũng thừa nhận, nếu cây nấm này thực sự vip bờ rồi như vậy thì nó đã trở thành một hiện tượng nổi tiếng từ lâu rồi cậu cho rằng việc biến đổi chủng tộc này có lẽ chỉ là tạm thời hoặc sẽ đi kèm với những tác dụng phụ đáng sợ nào đó lai ốt đột nhiên nảy ra một ý tưởng khùng điên đó là tận dụng cây nấm này cho pha lin sau khi đánh bại pháp sư điên rồ có thể nhờ nó mà cô ấy sẽ tỉnh lại và sau đó cả đám trở về mặt đất vui vẻ bên nhau nhưng ý tưởng của anh nhanh chóng bị bác bỏ donato nghe mà chỉ muốn phang cho lai ốt một cái lai ốt tiếp tục giải thích về kế hoạch điên rồ của mình họ có thể tạo ra một cái hố để giấu thân rồng của pha lin nhưng nếu sống trong làng thì cô ấy sẽ không có đủ nguồn cung cấp cho cơ thể rồng nhưng không sao đã có nấm biến đổi này nó có thể giúp pha linh thu nhỏ thân rồng của cô ấy nhìn thái độ hào hứng đến mức ngây ngô của lai ốt donato và chiêu chắc chỉ biết lắc đầu chán nản gắn cho anh danh hiệu thánh lạc quan và ông hoàng yêu đời hai người nhanh chóng quyết định rời đi đột nhiên một âm thanh lạ vang lên khiến cả hai giật mình chiêu chắc đoán rằng có lẽ đó là âm thanh từ cổ vật của người lùn nhưng abi với thính giác nhạy bén của loài chó khẳng định rằng đó là tiếng đá va vào nhau âm thanh ngày càng đến gần và Donato cuối cùng cũng nhận ra rằng đó chính là đám Gado đang kéo đến. Cô không hiểu tại sao Lai-ốt đã đóng cửa chặn rồi mà đám Gado vẫn thoát ra được. Tình hình trở nên nguy cấp, Donato đề nghị cả nhóm phục kích, nhưng Lai-ốt đã nhanh chóng quyết định và sắp xếp đội hình mà không cần nghe thêm ý kiến nào. Lai-ốt hăng hái đón đầu đám Gado, nhưng tuổi cao sức yếu, anh chẳng thể trọi nổi và bị bay vèo ra xa. Thanh kiếm trong tay cũng bị Gado nhặt mất. Donato, giờ đây nhỏ bé, cố gắng chạy theo hai người kia nhưng không thể đuổi kịp đội hình trở nên rối loạn khiến chiêu chắc phải can thiệp vừa định bế donato lên thì một con gà đô ném thanh kiếm của Lai-ốt vào giữa hai người kiếm đâm hụt nhưng lại vô tình xuyên qua vòng tay của donato và chiêu chắc một luồng khói tím bốc lên khiến mọi người tưởng rằng đó là phép thuật của donato chiêu chắc đang định đưa thanh kiếm cho Lai-ốt thì bất ngờ nhận thấy nó đã biến đổi thành một phiên bản kỳ lạ với màu tím mộng mơ còn đầu rực sư thì đã bị thay thế bằng một chiếc đầu lâu kinh dị rồi đồng thanh xác nhận rằng làn khói tím ban nãy chính là từ nấm chanlin nhưng donato vẫn bối rối cô không nhớ mình đã thấy vòng nấm nào trước đó. Chưa chắc giải thích rằng có lẽ khi cả hai vô tình nắm tay, họ đã tạo thành một vòng tròn, và đó chính là lý do. Donato lập tức kêu gọi mọi người nối vòng tay lại để tạo thành một vòng tròn lớn hơn, vì cô tin rằng nếu Gado bay qua vòng tròn này, nó sẽ bị biến đổi. Kế hoạch của cô nhanh chóng được thực hiện khi con Gado lao tới, nhưng đội hình lại trở nên hỗn loạn. Lai-ốt và Abi kéo co Donato ở giữa, khiến cô vạ lây ngã nhào vào Abi. Gado tấn công ngay lúc đó, may mắn là Donato lăn đi né kịp, Gado bị mắc kẹt trong vòng tròn và đúng như dự đoán, nó biến thành một đồng Gado, tức là một phiên bản bằng đồng của chính nó. Mọi suy đoán đã đúng, nhưng vẫn còn một con Gado khác đang bay lòng vòng trên không. Chiêu chắc và Lai Ốt trao đổi ánh mắt, cùng hiểu rằng phải sử dụng Donato để giải quyết tình hình. Họ cùng nắm lấy tay Donato, đo thử trọng lượng của cô, rồi nhận thấy rằng cô nhẹ vừa đủ để thực hiện kế hoạch. Cả đội hình vòng tay lớn lại, cùng tiến về phía con Gado còn lại. Khi đến gần mục tiêu, Donato được ném bay lên không trung tạo thành một vòng tròn để úp chọn con gado biến nó thành một tượng cậu bé nhỏ bé với dòng nước thần thánh tuôn ra cuối cùng mọi chuyện kết thúc êm xuôi lai út nhận ra rằng chỉ cần dùng nước rửa sạch cơ thể họ sẽ biến trở lại hình dạng ban đầu anh cũng đã hiểu rõ đặc tính của loại nấm này khi động vật bị biến đổi chúng sẽ trở thành một vòng tròn nấm mới và để biến trở lại bình thường cần phải đợi một thời gian trong khi chờ đợi cả nhóm không còn việc gì khác ngoài thổi lửa nấu cơm abi hỏi về thực đơn hôm nay và tiếc thay lại là món sủi cảo như cũ khiến cô không khỏi chán ngán. Sensi cảm thấy buồn khi không thể nấu món gì ngon hơn cho cả đội. Trong lúc nhìn quanh, tầm mắt của Sensi va vào vòng miệng há rộng của đồng Gado. Ông tò mò thử bỏ sủi cảo vào đó và bất ngờ khi thấy nó biến đổi thật sự. Thế là cả nhóm có ngay một bàn ăn đặc biệt với sủi cảo biến hình, đa dạng từ nhân mặn đến ngọt, ai thích gì thì ăn đó. Sau bữa ăn, cả nhóm lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mọi người đã trở về hình dạng ban đầu, tiện thể chuẩn bị khởi hành tiếp. Lai cẩn thận bọc thanh kiếm lại, nhưng hành động này không qua mắt được donato cô nghi ngờ và yêu cầu xem thanh kiếm và khi mở ra nó vẫn còn y nguyên trạng thái biến đổi donato nghiêm nghị yêu cầu lai ốt đi rửa sạch thanh kiếm ngay lập tức nếu không sẽ bị đánh như tử trên đường đi cả nhóm tình cờ phát hiện một tòa nhà kỳ lạ và quyết định vào trong khám phá họ bất ngờ khi thấy bên trong có hẳn một đoàn tàu hỏa sẵn sàng đưa họ đi bất cứ đâu trong lúc chờ đợi sen nhờ lai ốt đun nước sôi để pha trà nhân tiện ông hỏi lai về lý do hai anh em lại đi thám hiểm bởi theo ông Lai Út không giống người ham tiền lắm. Lai ốt tóm tắt lại câu chuyện, khi còn niên thiếu, anh thấy chán cuộc sống ở làng quê nên quyết định nhập ngũ, nhưng không có gì thú vị, anh đào ngũ rồi chuyển sang buôn bán. Pha Linh lúc đó đang học ở trường nội trú, một lần ghé thăm anh, liền trốn học đi theo. Thế là cả hai anh em trôi giặt đến hòn đảo này, thử làm nhiều nghề khác nhau, rồi cuối cùng quyết định khám phá hầm ngục và dần có thêm đồng đội. Sensi nghe xong cảm thán, nhận xét rằng tuổi trẻ bồng bột, làm gì cũng chẳng nghĩ đến tương lai ông còn đùa rằng lai út không chỉ một mình hư đốn mà còn lôi kéo em gái vào cuộc nếu pha linh mà tiếp tục đi học có lẽ tương lai của cô đã sáng lạn hơn nhiều lai út buồn bã giải thích rằng tuổi thơ của pha linh không được hạnh phúc vì cô có thiên phú về phép thuật nên bị người đời xa lánh khi anh rời đi pha linh đã lủi thủi một mình không có ai ở bên cạnh anh đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái nữa cho đến khi cô bé tìm được người xứng đáng donato nghe xong xúc động đến rơi nước mắt còn abi đang ngủ cũng tưởng rằng có mưa ở đâu đó Donato nhớ lại, cô từng thắc mắc không hiểu tại sao Falin luôn tặng đồ cho mình. Laiot giải thích rằng Falin chỉ muốn Donato ăn cùng mình mà thôi. Nghe thế, Donato khóc càng dữ dội hơn, khiến Abi phải bất đắc dĩ cho cô mượn vai để tựa vào. Sensi lắng nghe câu chuyện rồi nói lên ý kiến của mình, ví von rằng Falin giống như thịt sông khói và trứng ốp la, tuy chúng có vẻ dính vào nhau nhưng vẫn có thể tách ra được. Còn Abi thì phức tạp hơn, như trứng chiên với đủ loại nguyên liệu lẫn vào nhau, rất khó tách rời. Lai ốt tưởng tượng đến việc cắt bỏ thân rồng ra khỏi pha lin để cô trở thành con người, nhưng anh biết rằng điều này không hề đơn giản. Sensi nhớ lại, hôm đó ông có để dành thịt rồng, nhưng tất cả đã biến thành máu và hợp nhất với pha lin. Tuy nhiên, thịt mà họ đã ăn không biến lại thành rồng, nên Lai ốt bỗng nảy ra ý tưởng rằng có lẽ họ có thể trục xuất phần linh hồn của rồng bằng cách ăn hết các bộ phận rồng. Lai ốt bất ngờ trước lời nói của Sensi. Anh thốt lên vậy thì mình phải ăn bao nhiêu bữa mới hết đây, sao mình không nhận ra sớm hơn chứ? Nhưng rồi anh cũng nhận ra rằng việc này quá lớn, năm người họ có mà ăn tới mùa quýt cũng không hết Sensi nhắc nhở rằng đã đến lúc lai tận dụng mối quan hệ rộng của mình lai nghĩ đến tộc ót cư dân lâu đài vàng và cả các đồng đội khác nếu có thêm một đội quân nữa thì tốt biết mấy nhưng trước mắt họ đã có mục tiêu rõ ràng đó là thả dược sư hỗ trợ hạ gục pháp sư điên rồ và tổ chức một đại tiệc thịt rồng với mục tiêu đã được xác định cả nhóm quyết tâm hơn bao giờ hết lai ốt phấn chấn ngồi mơ màng tưởng tượng ra menu cho tiệc buffet rồng khiến abi nghe mà bụng đói cồn cào thế là cả nhóm quyết định dắt nhau đi nấu nướng tiếp tục hành trình khám phá mỹ vị của hầm ngục mà chưa biết khi nào sẽ ăn hết bộ phim đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một like đăng ký kênh bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé tạm biệt và hẹn gặp lại